Thực ra chiếc hồ này cũng không phải là sâu lắm, ngay giữa hồ cũng chỉ cao đến ngực người lớn mà thôi, nên khi Tần Lạc nhảy xuống thì mực nước cũng chỉ đến hơn thắt lưng hắn có một chút. Cho dù là cô gái kia có thấp hơn hắn đi chăng nữa, thì cũng không thể nào bị chết đuối được, chỉ cần cô gái kia đứng thẳng người dậy thì mực nước cùng lắm cũng chỉ lên đến ngực mà thôi. Có lẽ cô gái này sợ nước cũng nên, Tần Lạc nghĩ vậy liền tiến tới gần cô gái, khi hắn đang định kéo cô gái lên bờ thì bị nàng vung tay cào rách mấy đường ở trên mặt. Có lẽ cô gái này khi rơi xuống nước bị uống nhiều nước quá, hoặc có lẽ là do gặp phải sự cố nguy hiểm nên có những hành động khác thường và còn không ngớt kêu la nữa. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tần Lạc lại thấy cô gái chìm xuống uống thêm vài ngụm nước, hắn nghĩ có lẽ phải nhanh tay kéo cô gái lên bờ mới xong chứ để mặc như thế này thì bao nhiêu vi trùng vi khuẩn trong hồ cũng bị nàng uống hết vào bụng mất. Tần Lạc không còn để ý đến vết cào trên mặt khi gặp phải nước thì đau rát nữa, mà tiến thẳng tới một tay ôm chặt lấy cô gái rồi nói, là anh đây. Anh là Tần Lạc đây. Không biết là do bộ ngực của Tần Lạc làm cho cô gái trở nên bình tĩnh hay là do nghe thấy giọng nói cùng với cái tên quen thuộc của hắn mà cô gái mới mở mắt ra nhìn Tần Lạc. Cô gái lúc này mới không né tránh nữa mà ôm chặt lấy hắn như vừa ôm được cây cọc giữa dòng. Chân tay quấn chặt lấy thân hình của Tần Lạc, điệu bộ giống như chết cũng không chịu buông ra vậy. Hai chân của Tần Lạc bị hai chân của nàng kẹp chặt lại làm cho hắn đi đứng vô cùng bất tiện. Nhưng Tần Lạc cũng không muốn đẩy nàng ra vì hắn thầm cảm thấy cảm giác động chạm da thịt với nàng này làm cho hắn dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Cô gái này mặc một chiếc váy dài nên khi ở dưới nước nó bỗng xòe hết cả ra. Chính vì thế mà khi cặp chân của nàng kẹp vào chân của Tần Lạc làm cho hắn thực sự cảm nhận được làn da mịn màng trơn bóng của nàng. Nếu là bạn, bạn có muốn được cảm giác như vậy không? Thế là hắn từng bước một ôm cô gái đưa lên trên bờ. Chờ cho đến khi lên đến bờ rồi mà cô gái vẫn không chịu buông hắn ra. Vì bờ hồ hơi dốc, mà cô gái lại cứ ôm chặt dịt lấy hắn làm cho hắn không thể nào leo lên trên bờ được. Tần Lạc thấy vậy liền đưa tay lau lau vết nước trên mặt của cô gái rồi nói, toái toái. Anh là Tần Lạc đây mà, em đừng sợ nữa, không sao rồi. Em buông anh ra đi rồi anh sẽ đưa em lên bờ. Em uống nhiều nước trong hồ như vậy phải nhanh chóng cho ra ngoài nếu không sẽ bị đau bụng đấy. Em không muốn, em không muốn, Ninh Toái Toái lắc lắc đầu nói, người vẫn ôm dịt lấy Tần Lạc. Giọng nói của nàng có phần ấm ức, gương mặt nàng mếu máo không còn cứng rắn như Ninh Toái Toái của ngày thường nữa. Nàng cứ ôm lấy Tần Lạc rồi khóc ồ lên. Trông vào bộ dạng đáng thương này của Ninh Toái Toái, Tần Lạc mới định thần trở lại, nàng đúng là không cố tình làm trò để lạm dụng hắn. Thôi được rồi, Tần Lạc chỉ còn mỗi cách ôm chặt lấy nàng rồi đẩy lên. Sau đó lấy hết sức bình sinh từng bước một lết lên trên bờ. Hắn vừa phải đảm bảo rằng mình phải leo được lên trên, lại vừa phải đảm bảo làm sao cho hai người không bị lăn nhào xuống hồ nữa. Đây vốn là một việc vô cùng nhẹ nhàng, vậy mà đã hao tổn của hắn không biết bao nhiêu là thời gian. Khi lên trên bờ rồi thì Tần Lạc vội vàng giúp Ninh Toái Toái ép nước ở trong bụng nàng đào thải ra ngoài. Trong tình trạng này thì ở trên phim ảnh thường là nam diễn viên chính dùng hai tay ấn vào ngực của nữ diễn viên chính, mỗi lần ấn xuống nam diễn viên chính còn phải gọi tên nữ diễn viên chính, hoặc là những câu đại loại như, em yêu tỉnh lại đi, em đừng chết, anh không thể mất em được. Em phải sống để còn đi ngắm bình minh, đi ngắm mưa sao băng với anh. Dĩ nhiên, đấy cũng là kiểu cứu người thông dụng nhất trên toàn thế giới. Tần Lạc cũng muốn làm như vậy, nhưng ngực của Ninh Toái Toái lại cứ dí chặt cứng lên ngực của hắn. Làm cho hắn không thể nào gỡ ra rồi ấn xuống được. Hơn nữa, Ninh Toái Toái không giống với Lăng Tiếu vì nàng vô cùng thông minh một cách đáng sợ. Chỉ cần biết suy đoán một chút là nàng chắc chắn sẽ đoán ra được là Tần Lạc không chỉ muốn ấn ngực đào thải nước bẩn trong bụng nàng ra một cách đơn giản như vậy. Thế nên, Tần Lạc chỉ còn có mỗi cách là bấm vào huyệt ở khuỷu tay của nàng kích thích lục phủ ngũ tạng bên trong người nàng. Ninh Toái Toái bất giác nôn thốc nôn tháo. Quẹ! Tần Lạc dùng lực khá là mạnh, lại bất ngờ nên Ninh Toái Toái không kịp quay người đi. Thế là bao nhiêu là nước bẩn trong hồ cùng với dịch vị tiêu hóa dạ dày của nàng phun hết lên người của Tần Lạc. Quần áo của hắn vốn đã ướt nhẹp, giờ cộng thêm mấy thứ này thì lại càng trở nên tạp nham không chịu nổi. Tần Lạc thầm nghĩ có lẽ mình nên nhảy xuống hồ lần nữa tắm cho sạch, chứ cứ như thế này mà đi gặp Lăng Tiếu thì có lẽ hơi bị thiếu tôn trọng đối phương quá. Nôn lên nôn xuống một hồi thì bụng của Ninh Toái Toái bắt đầu trở nên trống rỗng. Nàng cũng biết mình vừa làm gì, nên xấu hổ cúi gằm mặt xuống, nhắm chặt mắt lại, chỉ mong có cái lỗ ở gần đấy rồi chui đầu xuống dưới đó cho xong.
còn gì xấu hổ hơn là nôn ọe đầy lên người người khác như vậy. Tần đại ca, em xin lỗi, em không kịp quay người, Ninh Toái Toái cố gắng giải thích, giọng nói của nàng lý nhí vo ve như mũi vậy. Không sao, Tần Lạc cười nói, hắn vỗ vỗ lên lưng của nàng nói, đỡ hơn nhiều rồi chứ. Vâng, Ninh Toái Toái gật gật đầu, nàng bất đắc dĩ buông người của Tần Lạc ra, đứng thẳng người dậy nhưng vẫn cúi gằm đầu xuống không dám nhìn trực diện vào mặt của Tần Lạc, Tần đại ca. Anh cởi áo ra đi, em giặt giúp anh. Em về thay quần áo đi, mặc quần áo ướt thế này bệnh đấy. Tần Lạc nói, còn cái áo này cứ để đấy anh tự biết giải quyết. Sau khi xác định Ninh Toái Toái ổn định rồi Tần Lạc liền cởi luôn áo ra nhúng xuống hồ giặt qua. Khi hắn thấy những vệt nôn ọe trên áo của hắn phai đi rồi mới kéo áo lên vắt khô. Khi Tần Lạc quắp người lại thì thấy Ninh Toái Toái vẫn đứng ở đó. Bộ váy của nàng khi ở dưới nước bồng bềnh xòe ra hết cỡ bao nhiêu, thì khi lên bờ nó bó sát vào hai chân của nàng bấy nhiêu. Mùa hè của Yến Kinh cũng đã tới rồi có rất nhiều cô gái trẻ đẹp ăn mặc gợi cảm, quyến rũ ở trên đường phố. Ninh Toái Toái tuy là người khá bảo thủ trong cách ăn mặc nhưng loại vải của chiếc váy dài cùng với chiếc áo nàng đang mặc cũng khá là mỏng. Chỉnh vì vậy mà bộ ngực tròn trịa, cùng với cặp đùi thon dài của nàng cứ lổ lộ ra trước mặt của Tần Lạc. Hơn nữa bộ tóc ướt nhẹp của nàng buông xõa ngang vai cứ tí tách giỏ nước xuống trông vô cùng khiêu gợi, gương mặt nàng trở nên hồng hào hơn càng làm cho Tần Lạc ngẩn người ngắm nhìn. Đứng trên góc độ của thợ chụp ảnh nghệ thuật thì có lẽ đây chính là vẻ đẹp hấp dẫn, cám dỗ nhất. Sao em vẫn ở đây vậy? Tần Lạc hỏi. Em không có quần áo. Ninh Toái Toái tủi thân nói, em về cũng không biết ăn nói với gì như thế nào nữa. Tần Lạc nghĩ cũng đúng, vì Ninh Toái Toái đến viện điều dưỡng cũng chỉ thăm Lăng Thiếu, mang quần áo đi làm gì, hơn nữa nàng mặc bộ quần áo ướt này về nhà thì người nhà nàng sẽ hỏi tại sao. Bộ dạng nàng khêu gợi sexy như thế này đi ra ngoài kia có phải làm cho mấy anh chàng vệ sĩ được một phen bổ mắt hay sao? Dĩ nhiên, nàng đứng ở đây thì mình cũng được bổ mắt, nhưng bị một người nhìn khác hẳn với bị một đám người nhìn. Tần Lạc nghĩ chắc Ninh Toái Toái có cùng suy nghĩ như mình, nếu mình mà là nàng thì mình cũng chỉ để cho một người nhìn thôi. Tần Lạc ngẩng đầu lên ngắm bầu trời của Yến Kinh, thấy trời hôm nay cũng sáng nắng, vô vàn những lọn sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên thân hình của hắn và Ninh Toái Toái, làm cho thân hình của hai người hiện lên lốm đốm những vệt sáng của cái nắng mùa hè. Bây giờ cũng đã gần về trưa, nắng càng lúc càng gay gắt. Ngồi nói chuyện một lúc có lẽ quần áo cũng sẽ khô ngay. Tần Lạc cũng không mặc áo lên ngay mà tìm một khoảng đất trống yên tĩnh, rồi đưa Ninh Toái Toái ra đó ngồi hong khô. Hắn định khuyên nàng cởi bỏ áo váy ra để tiện hong khô, nhưng lại nghĩ nàng ngoài đồ lót ở bên trong ra thì còn mặc gì nữa, làm như vậy thì chẳng khác gì mình có ý định giở trò đồi bại với nàng cả. Em có thấy lạnh không? Tần Lạc hỏi tuy thời tiết lúc này cũng khá nóng. Nhưng Tần Lạc lại lo vì toàn thân của Ninh Toái Toái lúc này đang mặc quần áo ướt nhẹp như vậy sẽ làm cho nàng có cảm giác khó chịu, để anh đi ra phòng của Lăng Thiếu xem có quần áo nào hợp với em không nhé. Không cần đâu, Ninh Toái Toái nói, ngồi một lúc là nó sẽ khô thôi, nắng hôm nay cũng đẹp mà, em không thấy lạnh. Anh đừng đi không gì lại lo. Ừ, nếu vậy thì thôi. Tần Lạc cố gắng hướng đôi mắt tham lam của mình rời khỏi bộ ngực tròn trịa của Ninh Toái Toái. Ngực nàng không to. Không thể nào so bì được với Lệ Khuynh Thành hay Lâm Hoán Khê, thậm chí còn không bằng được cả với văn nhân Mục Nguyệt nữa, nó có phần giống với của Vương Cửu Cửu. Dĩ nhiên, đấy chỉ là cái nhìn bên ngoài vậy thôi. Vì bộ ngực của Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê đúng là to và đồ sộ thật sự, còn Vương Cửu Cửu, Ninh Toái Toái hay văn nhân Mục Nguyệt có dùng áo lót để độn lên cho to hay không, thì hắn thực sự là không thể nào biết được. Quần áo hai người đều ướt sũng, nên ngồi một lúc thì cảm thấy bất tiện. Vì vậy mà họ quyết định đứng dậy nói chuyện. Tần Lạc hỏi, em sợ nước à? Hả, Tần đại ca, mặt của anh bị rách rồi. Ninh Toái Toái lúc này mới phát hiện mặt của Tần Lạc có vết rách, lúc nãy có lẽ do mình sợ quá nên không để ý tới mặt của Tần Lạc bị rách. Thấy vậy Ninh Toái Toái tiến tới kiểm tra vết rách nói, có phải là do em cào rách không? Làm thế nào bây giờ? Em đi lấy thuốc bôi cho anh nhé. Nói xong Ninh Toái Toái liền quay người chạy đi. Tần Lạc không để cho Ninh Toái Toái kịp hành động, hắn chộp lấy tay của nàng nói, không cần đâu, em quên là anh cũng là bác sĩ à. Tần Lạc thầm nghĩ, lúc nãy bảo em về thay quần áo thì không chịu, bây giờ sao lại muốn quáp về để cho cả lũ đàn ông trông thấy bộ dạng sexy của em. Ồ, anh có thuốc hả? Vậy anh mau bôi lên đi. Ninh Toái Toái thúc giục nói, nếu để nó bị viêm thì phải đợi một thời gian mới khỏi được. Tần Lạc cười thầm trong bụng.
lẽ nào mình lại để bộ mặt đẹp trai này của mình bị viêm nhiễm hay sao, còn lâu nhé. Bất kỳ người đàn ông nào khi có một khuôn mặt đẹp trai thì đều sẽ chăm sóc và che chở cho nó một cách cẩn thận. Tần Lạc lấy trong túi áo của mình ra bột kem dưỡng da Kim Dũng, khi hắn đang định đưa nó lên mặt thoa thì Ninh Toái Toái đã đưa tay chộp lấy hộp kem trên tay của hắn. Anh không trông thấy đâu, để em thoa cho anh. Ninh Toái Toái vừa dứt lời thì ngón tay nàng đã nhúng một ít kem lên trên đầu ngón tay rồi bôi lên vết thương trên mặt Tần Lạc. Ninh Toái Toái sợ lọ kem này kích thích vết thương trên mặt Tần Lạc, nên mỗi lần thoa xong nàng lại kiếng chân lên thổi thổi vào vết thương vài cái. Tần Lạc cao hơn Ninh Toái Toái một cái đầu, do vậy nàng phải kiếng lên mới vươn tới chỗ vết thương, khi kiềng chân chân lên thì bộ ngực của Ninh Toái Toái lổ lộ ngay trước mặt của Tần Lạc. Thế là hắn vô tình nhìn rõ được hai chấm đỏ đỏ trên bộ ngực trắng muốt của nàng. Chương 662, tác phẩm của Ninh Toái Toái. Anh có đau không? Ninh Toái Toái vừa thoa vết thương vừa ân cần hỏi. Em cứ thổi như thế thì anh hết đau rồi. Tần Lạc cười nói, Ninh Toái Toái hết sức cẩn trọng khi thoa kem dưỡng da lên vết thương của Tần Lạc, rồi lại chu môi lên thổi thổi trông vô cùng đáng yêu. Cảnh tượng này giống như chị gái đang chăm sóc cậu em trai bị thương của mình vậy. Gạch dưới Tần Lạc từ trước đến giờ vẫn nghĩ rằng hắn là một người vô cùng tự lập, lại có khuynh hướng gia trưởng, do vậy mà chỉ có hắn đi chăm sóc người khác chứ không có chuyện người khác chăm sóc mình, nên khi được cô gái nào đó quan tâm chăm sóc đến hắn đều làm cho hắn vô cùng cảm động. Là mẹ em bảo em làm vậy đấy. Ninh Toái Toái nói, mỗi lần em bị thương thì mẹ lại vừa thoa thuốc vừa thổi vào vết thương, mẹ bảo làm vậy sẽ bớt đau hơn. Tần Lạc thầm nghĩ nếu như mà mình dạy con cháu mình như vậy thì chắc ông đã cho mình ăn gậy rồi, trong trung y thì không có chuyện chỉ thổi phù phù thôi là hết đau. Cha mẹ của Tần Lạc đều vô cùng bận rộn, tuổi thơ của hắn luôn luôn gắn liền với ông nội, và lại Tần Tranh ngày nào cũng đưa Tần Lạc đi đây đi đó để tìm thầy chữa bệnh, chính vì vậy mà Tần Lạc ngoài ông nội ra thì rất ít tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình. Nếu như nói hắn yêu quý ai nhất trong gia đình hắn thì có lẽ hắn sẽ chần chừ do dự không biết là ai. Nhưng nếu như hỏi hắn chịu ảnh hưởng lớn nhất từ ai trong gia đình thì Tần Lạc có thể khẳng định chắc chắn là ông của hắn ảnh hưởng tới hắn nhiều nhất. Tần Tranh là một ông lão vô cùng nghiêm túc và cũng là một bác sĩ hết sức nghiêm khắc. Ông không bao giờ nhẹ nhàng âu yếm nói với Tần Lạc rằng chỉ cần thổi lên vết thương thì sẽ đỡ đau bao giờ cả. Ông chỉ nói cho Tần Lạc biết loại thuốc nào kết hợp với nhau thì có thể giảm đau, loại thảo dược nào có thể nhai sống và loại thảo dược nào là phải đun chín lên. Chính vì ở chung với ông từ bé đến lớn, hắn lại được ông suốt ngày trau dồi các kiến thức về trung y nên Tần Lạc mới có kiến thức về y học sâu rộng như vậy. Ngay cả những vị thuốc hiếm có, kỳ quái hắn cũng biết đến không ít. Dĩ nhiên, Tần Lạc khi đó cũng chỉ muốn thảo luận với ông về những người máy robot mà bọn trẻ con hay bàn với nhau, nhưng hắn cũng phải nghĩ xem là ông nội có hiểu về mấy thứ này hay không, và ông có muốn nói chuyện với hắn về những vấn đề này hay không nữa. Anh làm sao vậy? Có phải em làm đau anh không? Ninh Toái Toái đột nhiên thấy Tần Lạc cứ im lặng không nói, vội thu tay về lo lắng hỏi. Tần Lạc thầm nghĩ thường thì con trai mới làm đau con gái, còn chuyện con gái làm đau con trai thì rất chỉ là hiếm gặp. Hắn lắc lắc đầu nói, không sao, đây chỉ là một vết thương vặt vãnh thôi mà. Tần Lạc vốn muốn đem chuyện thời thơ ấu của mình ra kể để chứng minh được bản thân hắn chịu đau rất là giỏi, có thể gánh chịu bất kỳ mưa to gió lớn nào, nhưng hắn lại sợ khi hắn thổ lộ những câu chuyện tang thương này ra. Thì lực sát thương của nó quá lớn, e sẽ làm cho bản năng làm mẹ của Ninh Toái Toái trỗi dậy lên thì hắn khó cưỡng lại nổi, nghĩ vậy nên Tần Lạc từ bỏ luôn ý nghĩ đó. Tần đại ca, anh lợi hại thật đấy. Ninh Toái Toái thở dài nói, sau đó lại lấy tay thoa thoa lên mặt của Tần Lạc. Tần Lạc biết vết thương này chẳng nhằm nhò gì với hắn cả, hắn lôi cái lọ kem Kim Dũng này ra bôi lên vết thương chẳng qua là không muốn gương mặt điển trai của hắn để lại bất kỳ vết thẹo nào mà thôi. Nhưng Ninh Toái Toái lại cứ lấy kem thoa hết lượt này đến lượt khác cứ như muốn bôi hết cả lọ kem mới thôi, Tần Lạc thấy tiếc, vội nói, em bôi xong chưa? Vết thương còn con này chỉ cần vài ngày nữa là khỏi ngay thôi. Sắp xong rồi, Ninh Toái Toái lại lấy thêm một ít da thoa vào chỗ nào mà nàng cảm thấy thế vẫn còn ít, xong đâu đấy rồi mới chịu đậy nắp vào. Lúc này Tần Lạc mới thở hắt ra nhẹ nhõm, hắn tỏ ra vui mừng như vừa mới nhặt lại được một thứ quan trọng mà vừa bị mất vậy. Tần Lạc thuận tay lấy lại lọ kem, sau đó cẩn thận đặt nó vào trong túi nói, em sợ nước như vậy tại sao còn ngồi ở đây vẽ vời. Em thích nước lắm, Ninh Toái Toái nói, em trông thấy mặt hồ là lòng em lại thấy tĩnh lặng, thoải mái vô cùng. Vậy sao lúc nãy em lại nhảy bổ xuống nước, đập chân đập tay ghê vậy? Tần Lạc giễu cợt nói.
Mặt của Ninh Toái Toái đỏ lựng lên nói, em thích nước nhưng cũng sợ nước. Hồi nhỏ em suýt chút nữa bị sóng cuốn đi mất. Sóng cuốn đi, Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Ninh Toái Toái gật gật đầu đáp, vâng. Khi em đi biển nghỉ hè cùng với mẹ, mẹ đang nằm trên ghế đọc sách, em liền cầm lấy phao ra ngoài bờ biển bơi một mình, sau đó thì một con sóng to ập đến. Tuy mẹ em phát hiện ra em và bãi biển cũng có lưới bảo vệ, gạch dưới nhưng em vẫn bị uống không biết bao nhiêu là nước biển, em bị bệnh nặng sau đợt đó, phải mất nửa tháng sau mới hồi lại được. Từ đó trở đi em không dám nghịch nước nữa. Chả trách, thì ra đây là nỗi ám ảnh của em thuở nhỏ. Tần Lạc cười nói. Cũng có thể coi là như thế, nhưng em vẫn thích những nơi có nước, tất cả các tác phẩm của em đều có những điểm nhấn của nước. Ninh Toái Toái cười nói. Khi nãy em đang vẽ cái gì vậy? Tần Lạc hỏi. Hả, anh trông thấp rồi ư? Ninh Toái Toái trợn mắt lên kinh ngạc nói. Tần Lạc gật đầu đáp, anh đứng sau lưng em nhìn đến cả nửa giờ đồng hồ liền, chỉ là em không để ý mà thôi. Ồ, vậy sao? Ninh Toái Toái ngượng chín mặt nói, em không có những hành động gì kỳ quặc đấy chứ? Không có, Tần Lạc lắc lắc đầu nói, chỉ có là em có thói quen cắn cái tẩy ở đít bút khi suy nghĩ mà thôi. Ninh Toái Toái nghe mà chỉ muốn độn thổ xuống đất, thầm nghĩ hôm nay không biết là ngày gì mà mình làm không biết bao nhiêu là chuyện ngu ngốc như vậy chứ. Hành động đấy của em dễ thương lắm, Tần Lạc trông bộ dạng ngượng ngùng của Ninh Toái Toái liền cười an ủi nói. Ninh Toái Toái càng nghe càng ngượng, lý nhí nói, Tần đại ca. Anh đừng trêu em nữa, hôm nay em đã quê lắm rồi, anh đừng nói kiểu thế nữa được không? Không sao đâu, Tần Lạc nói, chúng ta là bạn mà. Việc gì phải cứ phải khách khí làm gì chứ? Chúng ta cứ làm con người thật của mình để đối diện với nhau không phải là tốt hơn sao? Thế mặt chân thật nhất của anh là tốt như vậy sao? Ninh Toái Toái hỏi. Tốt như vậy, Tần Lạc bị câu hỏi này của Ninh Toái Toái làm cho không biết nên nói lại ra sao. Đúng vậy, anh vừa đẹp trai, y thuật lại giỏi, đối đãi người khác lại rất tốt, có lý tưởng lại quả quyết, đây chính con người thật của anh sao? Ninh Toái Toái lấy hết dũng khí hỏi Tần Lạc. Từ khi nàng quen biết Tần Lạc, nàng rất chú ý tới những tin tức về người bạn này của mình. Nhưng sau đó nàng phát hiện thấy Tần Lạc ngoài cái bộ dạng thư sinh này ra, hắn còn có cả một cuộc sống tràn đầy những điều thú vị khác. Hắn từng đi vào tử địa giải cứu người dân khỏi mũi mặt người, từng được cả báo giới Đài Loan khen ngợi, một mình chống chọi lại với y học Hàn Quốc, rồi tham gia vụ nổi loạn tại Paris. Gạch dưới lại còn là thần tượng của Học viện Y học Thủ đô, thành lập ra Công hội Trung y. Đập tan mọi âm mưu của quản tự cứu Lăng Thiếu. Dĩ nhiên, nếu như không phải là Tần Lạc thì Lăng Thiếu có lẽ không gặp phải kiếp nạn như hôm nay. Nhưng, còn có những chuyện khác nữa mà Ninh Toái Toái vẫn chưa hề biết tới. Cho đến hiện giờ, nàng vẫn không hiểu được tại sao quản tự lại hãm hại hai người bạn lâu năm là Lăng Thiếu và Lý Lệnh Tây một cách dã man như vậy. Anh vốn là một người vô cùng ích kỷ, Tần Lạc cười nói. Chỉ có những người trí công vô tư mới nói một câu chân thành như vậy. Ninh Toái Toái giải thích thay cho Tần Lạc. Tần Lạc thầm nghĩ, Ninh Toái Toái coi mình như một thần tượng rồi, nếu như mà mình làm hỏng cái hình bóng thần tượng trong mắt nàng, thì có lẽ nàng sẽ vô cùng tức giận. Chính vì vậy mà Tần Lạc không muốn hạ thấp mình thêm chút nào nữa. Ninh Toái Toái lúc này mới sực nhớ tới câu nói khi trước của Tần Lạc, nàng ra chỗ ngồi lúc trước của nàng nhặt bức tranh lên nói, em đang suy nghĩ về bức tranh này. Anh biết, Tần Lạc chỉ vào những hình phác họa trên bức tranh nói. Hai tòa lầu kia là thế nào thế? Sao trông nó phức tạp thế? Bức tranh này có tên là, nó lấy từ âm dương hợp nhất, tòa lầu này là âm, còn tòa lầu kia là dương. Hai lầu âm dương tuy độc lập với nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau. Dĩ nhiên cái ý nghĩ này của em cũng được lấy từ linh cảm của tòa tháp đôi của Mỹ. Nhưng chủ đề thì lại đến từ thái cực của Trung Quốc. Ninh Toái Toái giải thích. Đây chỉ là bản vẽ tay. Về ngoại hình thì em thấy cả hai tòa lầu này chẳng khác gì nhau là mấy, chỉ có mỗi là trông chúng khác biệt một chút thôi. Giống như là một quả dưa hấu nằm nghiêng bị cắt thành hai vậy. Cái chính là cách cấu tạo của nó. Em suy nghĩ mãi đều thấy các tòa lầu hiện giờ đều có dáng dấp của hiện đại hóa, thời thượng hóa nên nó trở nên lạnh lẽo, không có sức sống. Nếu như em đem những tinh thần văn hóa của người Trung Quốc dung hòa vào trong này thì hiệu quả có khi sẽ tốt hơn. Ý của em là bên ngoài nó giống với các tòa lầu hiện đại. Nhưng bên trong lại được trang trí theo kiểu văn hóa Trung Quốc. Tần Lạc nói. Có thể hiểu là như vậy. Ninh Toái Toái đáp. Nhưng bên ngoài của tòa lầu phải có tác dụng phục vụ cho sự trang trí bên trong của nó. Có lẽ phải dùng một số lượng lớn về gồ,
do vậy mà tòa lầu này khó mà có thể xây cao lên được. Ninh Toái Toái lúc này liền thu bức tranh lại nói, đấy chẳng qua là em muốn vậy thôi. Ai lại muốn đem cả một miếng đất rộng ra chỉ để xây một tòa nhà cao có mười mấy tầng bao giờ? Bởi vì mỗi một tầng lầu bây giờ thu được rất nhiều lợi nhuận, các tòa lầu văn phòng hiện nay sắp càng cao càng tốt. Bọn họ cứ như muốn xây cao đến chọc thủng cả bầu trời này mới chịu thôi, làm gì có ai ngu ngốc bỏ cả đống tiền ra để làm một việc ngu ngốc này với em chứ? Anh chính là kẻ ngu ngốc mà em vừa nói đấy, Tần Lạc nói. Cái gì? Ninh Toái Toái nhất thời không hiểu câu nói của Tần Lạc. Anh nói là anh sẽ mua một mảnh đất để rồi xây cái tòa lầu theo thiết kế của em, anh sẵn sàng làm thằng ngốc để làm cái việc ngu ngốc này. Tần Lạc nói. Anh, Ninh Toái Toái há hốc mồm kinh ngạc, nàng không thể tưởng tượng nổi Tần Lạc lại có thể làm điều đó, Tần đại ca. Anh không phải là đang trêu đùa em đấy chứ? Khi nãy anh theo dõi bức tranh của em suốt mà, Tần Lạc giải thích nói, tuy nó mới chỉ là bản phác thảo, anh lại không hiểu gì về kiến trúc cả. Nhưng anh thấp hai tòa lầu này cho anh một cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Gạch dưới trông nó cũng khá giống với hai lưỡng thái cực âm dương, nếu như khi xây nó lên, sơn một tòa màu đen, một tòa màu trắng thì thật là hay. Gạch dưới anh cũng thích phong cách văn hóa phương Đông, chính vì vậy mà đang nghĩ xem mua nó thế nào, em ra giá đi. Sao thế, lẽ nào em cần suy nghĩ hả? Không sao, Tần Lạc rất sởi lời nói, em khi nào suy nghĩ kỹ rồi thì gọi cho anh. Không phải như vậy, Ninh Toái Toái vội xua tay nói, Tần đại ca, nếu như anh muốn thì em tặng nó cho anh, em không lấy tiền anh đâu. Ninh Toái Toái vừa dứt lời xong thì mới phát hiện ra bản thân nàng giống như đang mua bán mờ ám với người khác vậy. Chương 663, yêu nhầm người. Trông thấy tai của Ninh Toái Toái bắt đầu ửng đỏ, Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bàn chuyện làm ăn chứ có phải làm gì bậy bạ đâu mà ngượng ngùng nhỉ. Hơn nữa, Tần Lạc cũng hiểu bản tính của Ninh Toái Toái, nàng không phải là người khi nói đến chuyện tiền bạc là đỏ mặt lên như thế này. Ý của em là, nếu như anh dùng cái ý tưởng của em thì em có thể miễn phí cho anh không dùng thì người khác cũng chẳng bao giờ dùng tới cả. Còn nếu anh dùng nó thì coi như anh đã thực hiện được ước mơ của em rồi. Gạch dưới em rất muốn xây một tòa lầu như thế này, e rằng cả cuộc đời em cũng không có cơ hội được trông thấy nó được sắp dựng lên. Cho dù em có là người chuyên buôn bán nhà đất đi nữa cũng không mạo hiểm đầu tư vào căn nhà này để rồi vứt tiền qua cửa sổ. Ninh Toái Toái sợ Tần Lạc biết ý nghĩ trong đầu của nàng, nên nàng nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện sang một hướng khác, hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là một tác phẩm chưa được hoàn thành, có thực hiện được hay không đến cả bản thân em cũng không chắc lắm. Tần Lạc nghe vậy thì bật cười nói, có gì mà không làm được cơ chứ? Những thứ này chỉ cần có người muốn làm là làm được mà. Còn không có ai muốn làm thì dĩ nhiên không làm được rồi. Anh sẵn sàng bỏ tiền ra mua ý tưởng này của em để chứng minh cho em thấy ý tưởng của em hoàn toàn có thể thực hiện được. Thực ra bức tranh thiết kế này của Ninh Toái Toái rất giống với các bức tranh của các họa sĩ, có người hiểu được nó muốn mua nó thì nó sẽ rất có giá, còn không thì nó một xu cũng không đáng, cái chính là có người hiểu được giá trị của nó hay không mà thôi. Còn về những thứ như giá trị nghệ thuật thì, cái gì gọi là giá trị nghệ thuật? Cái gì đáng giá, cho dù có là một cọng rễ cây đi chăng nữa thì khi có người thưởng thức rồi sẽ có người bịa đặt cho nó một câu chuyện kinh thiên động địa, đến lúc đó nó ắt sẽ trở nên có giá trị. Và ngược lại khi không có người thưởng thức thì nó một xu cũng không đáng giá. Tần đại ca, tại sao đang yên đang lành anh lại muốn xây nhà vậy? Ninh Toái Toái nghiêm túc hỏi, nàng cũng biết Tần Lạc thực sự muốn bản thiết kế này của mình. Em biết công hội trung y chứ? Tần Lạc nói. Em biết, nó là một tay anh tạo dựng nên, hơn nữa lại còn là hội trưởng đầu tiên của nó nữa. Ninh Toái Toái nói, nàng có nghe ngóng hết mọi việc có liên quan đến Tần Lạc ở Yến Kinh nên nàng cũng biết chút ít về công hội trung y. Chỉ cần để tâm một chút tới trung y thì sẽ biết ngay tới thiên tài trung y Tần Lạc, mà kể cả những người không biết tới trung y thì cũng biết tới chuyện Tần Lạc hạ gục Hàn Quốc, náo loạn Paris như thế nào, hay biết chút ít thông qua việc lăng xê hắn như một vị anh hùng của báo giới. Fan của hắn ngày càng đông, thậm chí còn có phần hơn cả mấy ngôi sao hàng đầu Trung Quốc nữa. Em thật biết cơ à? Tần Lạc cười nói, ngày trước căn cứ địa của Hiệp hội Trung Y được đặt trong Khuynh Thành Building, nhưng bây giờ nơi đó đất chật người đông, anh muốn mua một tòa lầu riêng dành cho công hội Trung Y. Thế rồi anh được một người bạn khuyên anh tự mua một mảnh đất rồi xây lên một tòa lầu riêng. Tần Lạc nói xong thì nhìn Ninh Toái Toái cười híp cả mắt lại, cứ như con lợn nhìn thấy nồi cám vậy, anh vẫn đang suy nghĩ về việc này. Không ngờ đến viện điều dưỡng thì gặp được em. Cũng vừa vặn trông thấy tác phẩm này của em, anh nói thật đấy,
em cứ ra giá bán cho anh đi. Tần Lạc ngày trước cũng đã nghe nói Ninh Toái Toái giành được giải kiến trúc sư quốc tế gì gì đó, nên nghĩ cho dù bấp giờ nàng vẫn còn là một sinh viên, nhưng cũng không nên khinh thường nàng mà trả với cái giá bèo bọt được. Em nói thật đấy, em hoàn toàn có thể cho không anh tác phẩm này mà không cần đến một xu. Ninh Toái Toái vẫn cố chấp nói. Em không nhận tiền, thì anh không lấy đâu. Tần Lạc lắc đầu nói. Ninh Toái Toái trầm ngâm một lúc rồi nói, Tần đại ca, anh có mang ví tiền trên người không? Có, Tần Lạc đáp, em định làm gì? Ninh Toái Toái giơ bàn tay thon nhỏ trắng trẻo ra nói, đưa cho em. Tần Lạc chẳng hiểu gì cả, hắn thầm nghĩ cô nhóc này chắc cũng không lưu manh đến mức cướp lấy ví tiền rồi bỏ chạy chứ. Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn rút ví tiền ra đưa cho Ninh Toái Toái. Ninh Toái Toái mở ví của Tần Lạc ra, rút lấy một tờ 100 tệ nói, đây là tiền công của em. Nói xong nàng liền đưa bức tranh cho Tần Lạc rồi nói, chúng ta giao dịch đàng hoàng với nhau rồi nhé. Chẳng ai nợ ai cả. Tần Lạc thấy vậy chỉ biết cười khổ nói, anh nói đưa em tiền là còn có một ý khác nữa, hy vọng em sẽ giúp anh hoàn thành tòa lầu này. Anh cho dù có được bản thiết kế này nhưng vẫn không biết nhờ ai để hoàn thiện nó cả, em bây giờ cầm 100 tệ rồi thì anh biết mở miệng nhờ em ra sao nữa đấy. Chẳng có gì cả, em đã từ chối bố em ra nước ngoài học tập rồi. Em bấy giờ cũng có làm gì nữa đâu, thời gian ở bên Tiếu Tiếu cũng đủ để hoàn thành bức vẽ này. Anh cũng không cần đưa tiền cho em làm gì, chỉ cần anh lo cho em 3 bữa ăn là đủ rồi. Ninh Toái Toái cười hi hi nói. Tần Lạc cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của nàng để cho nàng được vui. Vậy thì được, Tần Lạc nói, chúng ta hoàn thành xong rồi nói đến chuyện tiền nong sau, nhưng tòa nhà này sau khi được dựng lên thì sẽ không được gọi là nữa. Tại sao vậy? Ninh Toái Toái sững người hỏi. Tần Lạc cũng biết điều kiện này của hắn cũng hơi bị quá đáng, nhưng vẫn thành thực nói, anh đã hứa với chị Hoán Khê rồi, tòa lầu của công hội Trung Y sẽ lấy tên của chị ấy, nó sẽ tên là Hoán Khê Building. Gạch dưới tuy tên của nó có vẻ kỳ quặc, nhưng dù gì thì anh cũng đã hứa với chị ấy rồi em thấy có được không? Nếu không được thì anh đi tìm người khác thiết kế vậy, hay là em làm một phần khác cho anh cũng được. Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc nói, chị ấp thật là hạnh phúc. Nếu như bạn trai của bạn mua một chiếc xe mới rồi lấy tên của bạn đặt cho nó, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu như bạn trai của bạn đặt tên bạn cho tòa nhà mà anh ấy vừa mua, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Anh mới là người hạnh phúc chứ? Tần Lạc ngượng ngùng nói. Được, vậy thì tên của nó sẽ là Hoán Khê Building. Ninh Toái Toái gật đầu đồng ý, nếu như đến cả việc này em còn không làm được thì làm gì có tư cách gọi anh là đại ca nữa cơ chứ? Cảm ơn em, Tần Lạc cảm kích nói. Cũng vì sự nhượng bộ của Ninh Toái Toái mà tòa lầu của công hội Trung Y nổi tiếng trên toàn thế giới sau này có hai cái tên, có người gọi nó là Hoán Khê Building, còn đa số người trong giới kiến trúc thì vẫn gọi nó là Thái Cực Building. Ngoài ra, nó vẫn còn một cái câu chuyện lãng mạn cảm động lòng người nữa, đó là tòa nhà này gắn liền với cái tên của nam diễn viên chính Tần Lạc, và hai nữ diễn viên chính Lâm Hoán Khê và Ninh Toái Toái. Dĩ nhiên, Tần Lạc sau khi nổi danh khắp thế giới rồi thì những vụ xì căng đan tình ái của hắn cũng không ngừng được lăng xê trên các mặt báo, hư hư thực 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 hư hư không biết đâu mà lần. Chính vì vậy mà những câu chuyện về hắn thường trở thành đề tài nóng bỏng của những người vô công rồi nghề mà thôi. Hai người sau đó ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, áo quần trên người của Tần Lạc cũng đã khô đi khá nhiều, ít ra thì nó không còn chảy nước tong tong như lúc mới đầu nữa. Áo váy của Ninh Toái Toái cũng vậy, ướt cũng nhanh mà khô cũng nhanh không kém. Tuy cảm giác trên người vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cũng làm cho nàng dễ chịu đi rất nhiều. Tần Lạc cầm chiếc áo khoác của mình lên nhìn thì thấy nó cũng đã khô được phân nữa, chỉ hơi ẩm ẩm một chút, hắn cũng không để ý nhiều, cứ thế mặc nó lên người luôn. Bây giờ chúng ta đi thăm Tiếu Tiếu nhé, Tần Lạc nói, trưa nay chúng ta ăn trưa tại viện điều dưỡng luôn, sau đó sẽ bàn tới các vấn đề khi thiết kế. Có rất nhiều điểm mà anh vẫn chưa hiểu lắm. Dạ vâng, Ninh Toái Toái rất ít lên lớp, nên buổi chiều nàng thường cũng rảnh rồi, do vậy mà đã nhanh chóng đồng ý lời mời của Tần Lạc. Hơn nữa, nàng thật sự không muốn từ chối Tần Lạc một chút nào cả. Hai người sau đó cùng nhau bước đi, bỗng nhiên Ninh Toái Toái kêu lên ái ra. Sau đó cứ đứng im một chỗ. Em làm sao vậy? Tần Lạc cau mày nhìn Ninh Toái Toái đang đau khổ đứng đó một cách khó hiểu. Chân em đau quá, Ninh Toái Toái nói. Tần Lạc nghe vậy vội cúi xuống kiểm tra chân của nàng, phát hiện ra ngay chỗ cổ chân lúc này đã sưng đỏ tím hết cả lên, tuy không nghiêm trọng, nhưng nó cũng đủ để cho nàng cảm thấy đau đớn.
chân của em bị trẹo rồi mà không biết sao. Tần Lạc trách móc nói. Bấy giờ hắn mới biết được lý do tại sao Ninh Toái Toái khi rơi xuống hồ mà vùng vẫy như sắp chết đuối như thế. Khi nàng phát hiện ra có người bỗng nhiên đứng ở sau lưng mình thì vì kinh sợ quá độ mà nhảy chồm về phía trước, chân chẳng may bị trẹo nên ngã bổ nhào xuống hồ. Sau đó lên đến bờ rồi nhưng nàng cũng không đi đâu nhiều, rồi còn lại nôn lên người Tần Lạc nữa, tiếp đó thì cứ đứng nói chuyện với hắn về, do vậy mà không để ý đến cái chân của mình. Bấy giờ em mới phát hiện ra. Ninh Toái Toái tủi thân nói, nàng nghe Tần Lạc đang trách móc mình thì không những không cảm thấy tức giận, mà lại cảm thấy hạnh phúc lâng lâng khó tả. Nàng thầm nghĩ, những người ở xung quanh nàng thì chỉ có mỗi cha của nàng mới dùng khẩu khí trách móc như vậy khi nói chuyện với nàng mà thôi. Tần Lạc đưa tay lên ấn ấn vào chỗ xương tay nơi chân của nàng nói, có đau không? Dạ đau, Ninh Toái Toái đáp. Có đi được không? Đi được, Ninh Toái Toái gật gật đầu sau đó nàng thử nhón chân lên. Rồi lại cau mày lại nói, đi thì đi được, nhưng mỗi lần nhấc chân lên lại đau. Vậy thì đừng đi nữa, như thế chân cũng đỡ hoạt động ảnh hưởng tới nó làm nó càng nghiêm trọng hơn. Tần Lạc nói xong liền tiến tới ôm ngang hông Ninh Toái Toái sau đó lấy một tay ôm eo một tay đỡ lấp chân sưng của nàng, cứ như là người ta đang ôm một đứa trẻ vậy. Nhớ có người nhìn thấy thì sao? Ninh Toái Toái úp mặt vào ngực Tần Lạc e thẹn nói, tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong bụng thì chỉ muốn Tần Lạc cứ ôm mình như thế mãi. Có gì mà sợ, Tần Lạc nói, em bị thương rồi anh cũng không thể nào bỏ mặc em đứng ở đây được chứ. Nhưng tâm tình của chị em phụ nữ lại nhạy cảm hơn của đàn ông rất nhiều. Tần Lạc vốn chỉ là lo lắng chân của Ninh Toái Toái không bước đi nổi nên mới ôm nàng bế đi thôi nhưng Ninh Toái Toái lại không nghĩ như vậy, nàng nghĩ những thứ gì thì chỉ có một mình nàng mới biết mà thôi. Lăng Vân lúc này đứng ở ngoài cổng, trông thấy Tần Lạc đang ôm Ninh Toái Toái thì kinh ngạc vô cùng, lên tiếng hỏi, hai người đang... Gạch dưới. Chỉ có mỗi mẹ của Lăng Tiếu là mừng thầm trong bụng thôi, vì từ khi con gái bà bị thương thì Ninh Toái Toái đổi xử với bà chẳng khác gì hai mẹ con. Ngoài ra sau mấy lần nói chuyện và tiếp xúc với Tần Lạc bà cũng biết Tần Lạc là một người đàn ông tốt, nên cười nói, cái này gọi là cầu hôn đó hả? Cô không thể làm chủ cho Toái Toái về chuyện này được đây, cháu phải bế nó về nhà bố mẹ đẻ nó mà hỏi cưới. Nói xong bà lại nghĩ tới con gái của mình. Nếu nó không yêu nhầm người thì chắc cũng không đến mức như ngày hôm nay, hai tròng mắt của bà bỗng rưng rưng rưng, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má. Cũng không thể trách người ta có những suy nghĩ như vậy. Tần Lạc chưa lập gia đình, Ninh Toái Toái cũng chưa gả cho ai, hơn nữa khi hai người này đứng cạnh nhau thì quả là đẹp đôi hết chỗ nói. Xuất hiện một người đàn ông, mẹ của Lăng Thiếu cũng muốn giúp cô gái mà bà đối xử không khác gì con gái mình. Sự kinh ngạc của Lăng vẫn lớn hơn sự nghi ngờ. Vì hắn biết rằng Tần Lạc đã có vợ chưa cưới, không những thế, hắn còn biết Tần Lạc và đại tiểu thư Vương Cửu Cửu nhà họ Vương còn có quan hệ mật thiết với nhau, giờ đây hắn lại thân mật với Ninh Toái Toái như vậy thì không hiểu người này rốt cuộc là muốn lấy mấy người vợ nữa. Dĩ nhiên, mặc dù vẫn thấy kỳ quặc như vậy, nhưng hắn lại chẳng hề có ác ý gì với Tần Lạc cả. Không muốn nói đến đại ân đại đức khi hắn cứu em gái Lăng Tiếu, mà chỉ cần nói đến chuyện hắn làm những việc đó đã khiến hắn phải cảm phục rồi. Vào thời buổi hiện NAV thì quân nhân cũng có thể lên mạng, những chuyện của Tần Lạc ở Hàn Quốc hay ở Pháp đều được truyền bá rộng rãi trong quân đội. Lăng vẫn được coi như một vị sĩ quan nhỏ, thì làm gì có chuyện lại không biết đến những việc này cơ chứ. Những việc hắn muốn làm thì đều là những việc mà mấy người quân nhân đầy nhiệt huyết này cũng muốn làm. Bọn họ không làm được nhưng Tần Lạc lại làm được, vì vậy mà bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấp khâm phục Tần Lạc, cảm thấy người đàn ông này mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ mỏng manh, yếu ớt, nhưng lại là một người đàn ông thực thụ. Vì vậy mà cho dù Tần Lạc đúng là có đến với Ninh Toái Toái thì hắn cũng sẽ không nói gì cả. Mà hắn còn có thể nói gì đây? Tần Lạc đỡ Ninh Toái Toái đặt lên chiếc ghế salon ở phòng ngoài, sau khi để nàng ngồi hẳn hoi rồi thì vừa cởi giày cho nàng vừa giúp nàng xoa bóp, vừa giải thích, chân của Toái Toái bị trật khớp rồi, cháu sợ cô ấy tự đi sẽ càng bị nặng hơn, nên đã đưa cô ấy về đây. Mẹ của Lăng Thiếu nghe vậy thì mới biết sự việc hóa ra là thế, bà lập tức cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại lo lắng cho cái chân bị thương của Ninh Toái Toái, lau đi những giọt nước mắt đang lưng tròng của mình, chạy đến nói, có bị nặng lắm không? Có cần phải gọi bác sĩ không? Bà nghĩ một lát rồi lại nói, ai, mình đang nói gì thế nhỉ, thiếu chút nữa lại quên mất Tần Lạc chính là một bác sĩ mà. Không có gì đáng ngại đâu ạ, Tần Lạc nói, cháu giúp cô ấy xoa bóp một chút. Sau đó bôi ít thuốc bong gân sai khớp lên là ổn cả thôi.
Ninh Toái Toái được Tần Lạc cầm chân vuốt ve như vậy thì mặt đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ, nhưng lại không thể tỏ ra quá tình nguyện được, nếu không thì không phải đã khiến cho người ta nhìn được ra sơ hở sao. Ninh Toái Toái giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói, dì, cháu không sao đâu. Dì không phải lo cho cháu đâu, Tiếu Tiếu đã ăn gì chưa hả dì? Ngừng một lát, nàng lại bổ sung thêm một câu, Tần đại ca đến đây để thăm Lăng Tiếu đó. Rốt cục thì nàng vẫn còn trẻ, lại chẳng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào cả. Nàng nói như vậy để biện hộ cho quan hệ của mình và Tần Lạc là hết sức trong sáng, có cảm giác nhu đang vẽ rắn thêm chân vậy. Lăng vẫn chỉ cười mà không nói gì cả. Mẹ của Lăng Tiếu lại là người từng trải làm gì mà lại không hiểu tâm trạng của những cô gái như thế này chứ? Làm gì có cô gái nào lại không thích những anh chàng đẹp trai chứ? Uống được nửa bát canh rồi. Mẹ của Lăng Tiếu nói, sợ nó tiêu hóa không được tốt nên đợi đến chiều lại cho uống nửa bát nữa. Vì Lăng Tiếu vẫn hôn mê bất tỉnh, vì vậy mà chỉ truyền chất dinh dưỡng để duy trì tính mạng cũng không phải là cách hay. Nên Tần Lạc khuyên mẹ của Lăng Tiếu mỗi ngày đun ít canh nấu từ kê cho nàng ăn thành nhiều bữa nhỏ trong một ngày, như thế có lợi với việc phục hồi sức khỏe của Lăng Tiếu hơn. Mẹ của Lăng Tiếu ghi nhớ điều này nên ngày nào cũng cho nàng uống canh. Mấy người chuyện trò với nhau vài câu thì Tần Lạc đã giúp Ninh Toái Toái bóp cho tan máu tụ ra rồi. Sau đó Tần Lạc lại đi thăm Lăng Tiếu, dùng ngân châm thử mạch đập của nàng. Mặc dù bệnh tình của nàng chẳng có gì biến chuyển cả, nhưng cũng không có gì là xấu đi cả. Cho dù là như vậy nhưng đối với mẹ của Lăng Tiếu mà nói thì đó vẫn là một tin tốt lành. Bận rộn xong công việc thì thời gian ăn trưa cũng đã qua từ lâu. Nếu lúc này mà lái xe vào trong thành phố thì phải cần đến nửa tiếng đồng hồ. Tần Lạc cũng nói với Ninh Toái Toái là sẽ ngồi bàn với nàng về, thế nên mấy người liền quyết định đến nhà ăn của viện điều dưỡng dùng cơm. Mẹ của Lăng Tiếu không muốn rời xa Lăng Tiếu, nên đã từ chối đi ăn với ba người trẻ tuổi, nói là lát nữa sẽ bảo y tá đem ít đồ ăn đến phòng bệnh ăn. Tần Lạc biết là không khuyên nổi bà, bèn tìm một chiếc xe lăn để đẩy Ninh Toái Toái đến nhà ăn. Tần Lạc chưa ăn ở nhà ăn của viện điều dưỡng bao giờ, nhưng Ninh Toái Toái lại là khách quen ở đấy. Dưới sự chỉ dẫn của nàng thì ba người đã tìm được chỗ ngồi dùng cơm. Những người ở trong cái viện điều dưỡng này đều là quan sĩ cấp cao hoặc người nhà của bọn họ, hoặc là những người có liên quan mật thiết đến bên quân đội. Vì thế nên cái nhà ăn này không hề đơn sơ, đạm bạc như Tần Lạc nghĩ. Nó còn xa hoa hơn nhà ăn của Đại học Y khoa Thủ đô gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần. Hoặc có thể nói, đây là một nhà ăn kiểu Trung Quốc đứng ngang hàng với khách sạn 5 sao. Một tiểu lâu mang phong cách cổ điển đứng giữa non xanh nước biếc, những chiếc lá chuối tây to lớn tổ hợp thành một đội ngũ tiếp khách ở hai bên, những viên đá cội lớn nhỏ trải dài trên con đường nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái khi dẫm lên trên đó. Nơi dùng cơm có thể chọn ở bên trong hoặc bên ngoài đều được cả. Bên ngoài tiểu lâu là một hành lang dài, một hàng bàn ghế dài được đặt dọc hành lang. Vừa ăn cơm lại vừa ngắm nhìn những con cá đang nô đùa trong nước ở ngay trước mắt, hoặc ngắm nhìn những ngọn núi cao sừng sững ở phía xa xa, quả thực là cảnh sắc vô cùng say đắm lòng người. Ba người chọn một chiếc bàn ở bên ngoài, sau khi đã gọi đồ ăn thì Tần Lạc hỏi, những người trong viện điều dưỡng đều ăn cơm ở đây sao? Trong lòng hắn nghĩ thầm, nếu đúng là như vậy thì những nhân viên làm việc trong này là được nhà nước chi trả hay phải tự móc tiền túi của mình ra trả đây? Nếu là nhà nước chi trả thì chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ biết đãi ngộ thu hút người ta như thế nào rồi. Tất nhiên là không rồi. Ninh Toái Toái cười nói, viện điều dưỡng có bao nhiêu nhân viên làm việc chứ? Nếu đều ăn ở trong này thì phải cần bao nhiêu tiền mới đủ đây? Vì thế nên anh mới cảm thấy kỳ lạ. Tần Lạc cười nói, nhân viên làm việc có nơi dùng cơm khác nữa. Đây là nhà ăn chiêu đãi của viện điều dưỡng, ngày thường cũng mở đối với cả người ngoài nữa. Chúng ta ăn cơm ở đây cũng phải trả tiền đó. Giá cả cũng không rẻ hơn các nhà hàng bên ngoài đâu. Dù gì thì món ăn ở nơi này cũng có tiếng là thôn quê dân đã, chim muông thú rừng. Lăng Vân cũng thường xuyên đến thăm em gái, vì vậy mà hắn cũng quen thuộc với nơi này, bèn lên tiếng giải thích cho Tần Lạc hiểu. Ồ, thì ra là vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Ba người đúng là đã đói lắm rồi đợi sau khi đồ ăn được bưng lên thì cả ba đều không nói gì nữa, chuyên tâm dùng cơm. Những tiếng ồn ào, huyên náo vang lên, sau đó là những tiếng chân lộp cộp bước lên cầu thang. Tiểu lâu này chỉ có 3 tầng, vì vậy mà chẳng cần phải lãng phí cho việc làm thang máy làm gì. Bất luận là người khách đó có cao quý thế nào thì cũng phải làm đúng theo nội quy đi bộ lên xuống cầu thang.
chứ chẳng lẽ lại dùng dây thừng để kéo lên sao? Vì mấy người Tần Lạc đi xuống có phần hơi trễ, lúc này đại sảnh của nhà hàng cũng chỉ có 2-3 bàn thưa thớt đang dùng bữa. Khi đám người này bước xuống thì tức khắc làm cho mọi người phải chú ý đến. Bước xuống là một đám nam nữ khí chất hơn người, ăn mặc cũng không hề tầm thường chút nào. Bọn họ đều ngẩng cao đầu, ngực ưỡn về phía trước bước đi. Thoạt nhìn thì thấy oai phong lạ thường. Vì có quan hệ với Vương Cửu Cửu nên Tần Lạc cũng đã từng tiếp xúc với những nhân vật như thế này. Biết rõ bọn họ đều có một bối cảnh, gia thế siêu phàm, đời thứ hai trong nhà hoặc đời trước ít nhất cũng phải có một tướng quân ở trong nhà. Dĩ nhiên, trong đám người này có mấy người làm tướng quân thì hắn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Tướng quân của nhà họ Vương cũng đâu chỉ có 3-4 người thôi đâu. Người có quyền hành trong tay cũng không chỉ là những con số như thế này. Sắc mặt của bọn họ đều đỏ ửng lên, xem ra trưa nay họ uống không ít rượu. Còn có 2 người đánh bước siêu vẹo, phải cần đến người đỡ mới có thể bước đi bình thường được. Đi đầu là một người trẻ tuổi đeo kính không gọng, không cắt kiểu đầu đinh đầy công kích người khác như những người xung quanh. Tóc tai mềm mại, khí chất âm trầm, trên mặt vẫn luôn mang một nụ cười, nhưng đôi mắt đang cười híp tịt lại kia lại khiến cho người ta không có cảm giác thân thiện cho lắm. Khi anh ta dùng đôi mắt này để dò xét người ta, thì sẽ khiến cho người ta có cảm giác lạnh buốt ở sau gáy như thể bị rắn độc nhìn chằm chằm vào vậy. 2 người đàn ông và một người phụ nữ ở bên cạnh nói chuyện với hắn như thể đang lấy lòng hắn vậy. Bất luận là thật lòng hay giả tạo thì ít nhất những người bên cạnh hắn đều cười rất tươi. Tần Lạc cảm thấy những người này có phần đặc biệt, nên cũng liếc mắt nhìn thêm mấy cái. Cũng vì Tần Lạc nhìn đi nhìn lại như thế nên đôi mắt đó cũng trở nên cảnh giác quét lại về phía này. Vừa mới đụng thế là đã có chuyện xảy ra rồi. Người trẻ tuổi đó đã rời khỏi chỗ ngồi bước lên phía trước, dần tiến về phía Tần Lạc. Những người ngồi sau hắn lại cho rằng hắn gặp được bạn mình nên chẳng ai đứng dậy đi theo, tất cả đều đứng im một chỗ đợi hắn. Thấy có người tiến lại gần thì Ninh Toái Toái và Lăng vẫn đều đưa mắt lên nhìn Tần Lạc, cứ như là có vật gì đột nhiên mọc lên trên mặt hắn vậy. Hai người không cần phải nhìn tôi như thế đâu, tôi cũng không quen anh ta. Tần Lạc thấp giọng nói, tôi lại cứ tưởng đó là bạn của mấy người cơ đấy. Thoáng một cái, người trẻ tuổi đeo kính đã bước tới trước mặt của Tần Lạc. Cũng không giơ tay ra mà chỉ tủm tỉm cười nói, Tần Lạc. Vâng, là tôi đây. Tần Lạc đáp lại, vẫn dùng đôi mắt hoang mang để nhìn người đàn ông này. Hắn xác định chắc chắn lại rằng mình không hề quen anh ta. Bác sĩ Tần Lạc phải không? Người trẻ tuổi không biết là do không chắc chắn thân phận của Tần Lạc hay là đang cố tình châm chọc thân phận của hắn mà lại lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Tần Lạc không biết ý đồ của anh ta là gì, nên vẫn nhẫn nại nói. Nếu không còn ai khác tên là Tần Lạc làm bác sĩ thì tôi nghĩ là người mà anh muốn tìm chính là tôi. Tên tôi là Dương Phụ, người đàn ông lên tiếng. Dương Phụ. Tần Lạc quay ra nhìn Ninh Toái Toái và Lăng Viễn, Ninh Toái Toái thì khẽ lắc đầu, còn Lăng Viễn thì suy nghĩ điều gì đó. Điều đó có thể nhận thấy rằng, bọn họ cũng không hề quen nhân vật tiếng tăm này của Yến Kinh. Tần Lạc liền nghĩ, sao bây giờ lắm thằng dở hơi thích hay làm trò thế nhỉ? Một người đến tên còn chưa từng nghe qua bao giờ mà tự nhiên chạy đến hỏi thăm, cứ như là mình nợ anh ta mấy trăm nhân dân tệ không bằng. Chẳng lẽ mặt mình có gì kỳ quái lắm sao? Không quen, Tần Lạc nói. Người đàn ông khẽ liếm liếm môi, cũng không tức giận. Nói, lâu rồi không làm gì ở Yến Kinh nên có lẽ mọi người đều có phần lạ lẫm. Tôi nhắc đến một người này chắc chắn là anh biết. Ai vậy? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu. Tần Lạc hơi sững người lại. Nói. Không sai tôi biết. Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ người này lại là bạn của Vương Cửu Cửu sao? Nhưng cái này thì có liên quan gì đến mình cơ chứ? Ngoài gặp mấy lần hổ nữ ra thì Tần Lạc cảm thấy mình không thể hòa nhập vào trong đám người này được. Khi nào chúng tôi đính hôn thì mời anh đến uống với chúng tôi chén rượu mừng. Hôm nay không ngờ lại gặp ở đây thì khỏi cần bảo người đưa thiệp mời nữa. Lâm Phụ cười hê hê, ánh mắt nhìn Tần Lạc có vẻ thương tình nói. Đính hôn. Uống rượu mừng. Tần Lạc chỉ cảm thấy trong đầu bỗng có cái gì đó đổ, dầm, một tiếng, giống như là muốn vỡ tung ra vậy. Chương 664, Vương Cửu Cửu sắp đính hôn rồi sao? Cũng không thể trách người ta có những suy nghĩ như vậy. Tần Lạc chưa lập gia đình, Ninh Toái Toái cũng chưa gả cho ai, hơn nữa khi hai người này đứng cạnh nhau thì quả là đẹp đôi hết chỗ nói. Xuất hiện một người đàn ông, mẹ của Lăng Thiếu cũng muốn giúp cô gái mà bà đối xử không khác gì con gái mình. Sự kinh ngạc của Lăng vẫn lớn hơn sự nghi ngờ, vì hắn biết rằng Tần Lạc đã có vợ chưa cưới, không
Không những thế, hắn còn biết Tần Lạc và đại tiểu thư Vương Cửu Cửu nhà họ Vương còn có quan hệ mật thiết với nhau, giờ đây hắn lại thân mật với Ninh Toái Toái như vậy thì không hiểu người này rốt cuộc là muốn lấy mấy người vợ nữa. Dĩ nhiên, mặc dù vẫn thấy kỳ quặc như vậy, nhưng hắn lại chẳng hề có ác ý gì với Tần Lạc cả. Không muốn nói đến đại ân đại đức khi hắn cứu em gái Lăng Tiếu, mà chỉ cần nói đến chuyện hắn làm những việc đó đã khiến hắn phải cảm phục rồi. Vào thời buổi hiện NAV thì quân nhân cũng có thể lên mạng, những chuyện của Tần Lạc ở Hàn Quốc hay ở Pháp đều được truyền bá rộng rãi trong quân đội. Lăng vẫn được coi như một vị sĩ quan nhỏ, thì làm gì có chuyện lại không biết đến những việc này cơ chứ. Những việc hắn muốn làm thì đều là những việc mà mấy người quân nhân đầy nhiệt huyết này cũng muốn làm. Bọn họ không làm được nhưng Tần Lạc lại làm được, vì vậy mà bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấp khâm phục Tần Lạc, cảm thấy người đàn ông này mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ mỏng manh, yếu ớt, nhưng lại là một người đàn ông thực thụ. Vì vậy mà cho dù Tần Lạc đúng là có đến với Ninh Toái Toái thì hắn cũng sẽ không nói gì cả. Mà hắn còn có thể nói gì đây? Tần Lạc đỡ Ninh Toái Toái đặt lên chiếc ghế salon ở phòng ngoài, sau khi để nàng ngồi hẳn hoi rồi thì vừa cởi giày cho nàng vừa giúp nàng xoa bóp, vừa giải thích. Chân của Toái Toái bị trật khớp rồi, cháu sợ cô ấy tự đi sẽ càng bị nặng hơn, nên đã đưa cô ấy về đây. Mẹ của Lăng Tiếu nghe vậy thì mới biết sự việc hóa ra là thế, bà lập tức cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại lo lắng cho cái chân bị thương của Ninh Toái Toái, lau đi những giọt nước mắt đang lưng tròng của mình, chạy đến nói, có bị nặng lắm không? Có cần phải gọi bác sĩ không? Bà nghĩ một lát rồi lại nói, ai, mình đang nói gì thế nhỉ, thiếu chút nữa lại quên mất Tần Lạc chính là một bác sĩ mà. Không có gì đáng ngại đâu ạ, Tần Lạc nói, cháu giúp cô ấy xoa bóp một chút, sau đó bôi ít thuốc bong gân sai khớp lên là ổn cả thôi. Ninh Toái Toái được Tần Lạc cầm chân vuốt ve như vậy thì mặt đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ, nhưng lại không thể tỏ ra quá tình nguyện được, nếu không thì không phải đã khiến cho người ta nhìn được ra sơ hở sao. Ninh Toái Toái giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói, dì, cháu không sao đâu. Dì không phải lo cho cháu đâu, Tiếu Tiếu đã ăn gì chưa hả dì? Ngừng một lát, nàng lại bổ sung thêm một câu, Tần đại ca đến đây để thăm Lăng Tiếu đó. Rốt cục thì nàng vẫn còn trẻ, lại chẳng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào cả. Nàng nói như vậy để biện hộ cho quan hệ của mình và Tần Lạc là hết sức trong sáng, có cảm giác nhu đang vẽ rắn thêm chân vậy. Lăng vẫn chỉ cười mà không nói gì cả. Mẹ của Lăng Tiếu lại là người từng trải làm gì mà lại không hiểu tâm trạng của những cô gái như thế này chứ? Làm gì có cô gái nào lại không thích những anh chàng đẹp trai chứ? Uống được nửa bát canh rồi, mẹ của Lăng Tiếu nói, sợ nó tiêu hóa không được tốt nên đợi đến chiều lại cho uống nửa bát nữa. Vì Lăng Tiếu vẫn hôn mê bất tỉnh, vì vậy mà chỉ truyền chất dinh dưỡng để duy trì tính mạng cũng không phải là cách hay. Nên Tần Lạc khuyên mẹ của Lăng Tiếu mỗi ngày đun ít canh nấu từ kê cho nàng ăn thành nhiều bữa nhỏ trong một ngày, như thế có lợi với việc phục hồi sức khỏe của Lăng Tiếu hơn. Mẹ của Lăng Tiếu ghi nhớ điều này nên ngày nào cũng cho nàng uống canh. Mấy người chuyện trò với nhau vài câu thì Tần Lạc đã giúp Ninh Toái Toái bóp cho tan máu tụ ra rồi. Sau đó Tần Lạc lại đi thăm Lăng Tiếu, dùng ngân châm thử mạch đập của nàng. Mặc dù bệnh tình của nàng chẳng có gì biến chuyển cả, nhưng cũng không có gì là xấu đi cả. Cho dù là như vậy nhưng đối với mẹ của Lăng Tiếu mà nói thì đó vẫn là một tin tốt lành. Bận rộn xong công việc thì thời gian ăn trưa cũng đã qua từ lâu. Nếu lúc này mà lái xe vào trong thành phố thì phải cần đến nửa tiếng đồng hồ. Tần Lạc cũng nói với Ninh Toái Toái là sẽ ngồi bàn với nàng về, thế nên mấy người liền quyết định đến nhà ăn của viện điều dưỡng dùng cơm. Mẹ của Lăng Tiếu không muốn rời xa Lăng Tiếu, nên đã từ chối đi ăn với ba người trẻ tuổi, nói là lát nữa sẽ bảo y tá đem ít đồ ăn đến phòng bệnh ăn. Tần Lạc biết là không khuyên nổi bà, bèn tìm một chiếc xe lăn để đẩy Ninh Toái Toái đến nhà ăn. Tần Lạc chưa ăn ở nhà ăn của viện điều dưỡng bao giờ, nhưng Ninh Toái Toái lại là khách quen ở đấy. Dưới sự chỉ dẫn của nàng thì ba người đã tìm được chỗ ngồi dùng cơm. Những người ở trong cái viện điều dưỡng này đều là quan sĩ cấp cao hoặc người nhà của bọn họ, hoặc là những người có liên quan mật thiết đến bên quân đội. Vì thế nên cái nhà ăn này không hề đơn sơ, đạm bạc như Tần Lạc nghĩ. Nó còn xa hoa hơn nhà ăn của Đại học Y khoa Thủ đô gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần. Hoặc có thể nói, đây là một nhà ăn kiểu Trung Quốc đứng ngang hàng với khách sạn 5 sao. Một tiểu lâu mang phong cách cổ điển đứng giữa non xanh nước biếc, những chiếc lá chuối tây to lớn tổ hợp thành một đội ngũ tiếp khách ở hai bên, những viên đá cuội lớn nhỏ trải dài trên con đường nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái khi dẫm lên trên đó.
nơi dùng cơm có thể chọn ở bên trong hoặc bên ngoài đều được cả. Bên ngoài tiểu lầu là một hành lang dài, một hàng bàn ghế dài được đặt dọc hành lang. Vừa ăn cơm lại vừa ngắm nhìn những con cá đang nô đùa trong nước ở ngay trước mắt, hoặc ngắm nhìn những ngọn núi cao sừng sững ở phía xa xa, quả thực là cảnh sắc vô cùng say đắm lòng người. Ba người chọn một chiếc bàn ở bên ngoài, sau khi đã gọi đồ ăn thì Tần Lạc hỏi, những người trong viện điều dưỡng đều ăn cơm ở đây sao? Trong lòng hắn nghĩ thầm, nếu đúng là như vậy thì những nhân viên làm việc trong này là được nhà nước chi trả hay phải tự móc tiền túi của mình ra trả đây? Nếu là nhà nước chi trả thì chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ biết đãi ngộ thu hút người ta như thế nào rồi. Tất nhiên là không rồi. Ninh Toái Toái cười nói, viện điều dưỡng có bao nhiêu nhân viên làm việc chứ? Nếu đều ăn ở trong này thì phải cần bao nhiêu tiền mới đủ đây? Vì thế nên anh mới cảm thấy kỳ lạ. Tần Lạc cười nói, nhân viên làm việc có nơi dùng cơm khác nữa. Đây là nhà ăn chiêu đãi của viện điều dưỡng, ngày thường cũng mở đối với cả người ngoài nữa. Chúng ta ăn cơm ở đây cũng phải trả tiền đó. Giá cả cũng không rẻ hơn các nhà hàng bên ngoài đâu. Dù gì thì món ăn ở nơi này cũng có tiếng là thôn quê dân đã, chim muông thú rừng. Lăng Vân cũng thường xuyên đến thăm em gái, vì vậy mà hắn cũng quen thuộc với nơi này, bèn lên tiếng giải thích cho Tần Lạc hiểu. Ồ, thì ra là vậy. Tần Lạc gật đầu nói. Ba người đúng là đã đói lắm rồi đợi sau khi đồ ăn được bưng lên thì cả ba đều không nói gì nữa, chuyên tâm dùng cơm. Những tiếng ồn ào, huyên náo vang lên, sau đó là những tiếng chân lộp cộp bước lên cầu thang. Tiểu lầu này chỉ có 3 tầng, vì vậy mà chẳng cần phải lãng phí cho việc làm thang máy làm gì. Bất luận là người khách đó có cao quý thế nào thì cũng phải làm đúng theo nội quy đi bộ lên xuống cầu thang. Chứ chẳng lẽ lại dùng dây thừng để kéo lên sao? Vì mấy người Tần Lạc đi xuống có phần hơi trễ, lúc này đại sảnh của nhà hàng cũng chỉ có 2-3 bàn thưa thớt đang dùng bữa. Khi đám người này bước xuống thì tức khắc làm cho mọi người phải chú ý đến. Bước xuống là một đám nam nữ khí chất hơn người, ăn mặc cũng không hề tầm thường chút nào. Bọn họ đều ngẩng cao đầu, ngực ưỡn về phía trước bước đi. Thoạt nhìn thì thấy oai phong lạ thường. Vì có quan hệ với Vương Cửu Cửu nên Tần Lạc cũng đã từng tiếp xúc với những nhân vật như thế này. Biết rõ bọn họ đều có một bối cảnh, gia thế siêu phàm, đời thứ hai trong nhà hoặc đời trước ít nhất cũng phải có một tướng quân ở trong nhà. Dĩ nhiên, trong đám người này có mấy người làm tướng quân thì hắn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Tướng quân của nhà họ Vương cũng đâu chỉ có 3-4 người thôi đâu. Người có quyền hành trong tay cũng không chỉ là những con số như thế này. Sắc mặt của bọn họ đều đỏ ửng lên, xem ra trưa nay họ uống không ít rượu. Còn có 2 người đánh bước siêu vẹo, phải cần đến người đỡ mới có thể bước đi bình thường được. Đi đầu là một người trẻ tuổi đeo kính không gọng. Không cắt kiểu đầu đinh đầy công kích người khác như những người xung quanh. Tóc tai mềm mại, khí chất âm trầm, trên mặt vẫn luôn mang một nụ cười, nhưng đôi mắt đang cười híp tịt lại kia lại khiến cho người ta không có cảm giác thân thiện cho lắm. Khi anh ta dùng đôi mắt này để dò xét người ta, thì sẽ khiến cho người ta có cảm giác lạnh buốt ở sau gáy như thể bị rắn độc nhìn chằm chằm vào vậy. 2 người đàn ông và một người phụ nữ ở bên cạnh nói chuyện với hắn như thể đang lấy lòng hắn vậy. Bất luận là thật lòng hay giả tạo thì ít nhất những người bên cạnh hắn đều cười rất tươi. Tần Lạc cảm thấy những người này có phần đặc biệt, nên cũng liếc mắt nhìn thêm mấy cái. Cũng vì Tần Lạc nhìn đi nhìn lại như thế nên đôi mắt đó cũng trở nên cảnh giác quét lại về phía này. Vừa mới đụng thế là đã có chuyện xảy ra rồi. Người trẻ tuổi đó đã rời khỏi chỗ ngồi bước lên phía trước, dần tiến về phía Tần Lạc. Những người ngồi sau hắn lại cho rằng hắn gặp được bạn mình nên chẳng ai đứng dậy đi theo. Tất cả đều đứng im một chỗ đợi hắn. Thấy có người tiến lại gần thì Ninh Toái Toái và Lăng vẫn đều đưa mắt lên nhìn Tần Lạc, cứ như là có vật gì đột nhiên mọc lên trên mặt hắn vậy. Hai người không cần phải nhìn tôi như thế đâu, tôi cũng không quen anh ta. Tần Lạc thấp giọng nói, tôi lại cứ tưởng đó là bạn của mấy người cơ đấy. Thoáng một cái, người trẻ tuổi đeo kính đã bước tới trước mặt của Tần Lạc, cũng không giơ tay ra mà chỉ tủm tỉm cười nói, Tần Lạc. Vâng, là tôi đây. Tần Lạc đáp lại, vẫn dùng đôi mắt hoang mang để nhìn người đàn ông này. Hắn xác định chắc chắn lại rằng mình không hề quen anh ta. Bác sĩ Tần Lạc phải không? Người trẻ tuổi không biết là do không chắc chắn thân phận của Tần Lạc hay là đang cố tình châm chọc thân phận của hắn mà lại lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Tần Lạc không biết ý đồ của anh ta là gì, nên vẫn nhẫn nại nói, nếu không còn ai khác tên là Tần Lạc làm bác sĩ thì tôi nghĩ là người mà anh muốn tìm chính là tôi. Tên tôi là Dương Phụ. Người đàn ông lên tiếng. Dương Phụ.
Tần Lạc quay ra nhìn Ninh Toái Toái và Lăng Viễn, Ninh Toái Toái thì khẽ lắc đầu, còn Lăng Viễn thì suy nghĩ điều gì đó. Điều đó có thể nhận thấy rằng, bọn họ cũng không hề quen nhân vật tiếng tăm này của Yến Kinh. Tần Lạc liền nghĩ, sao bây giờ lắm thằng dở hơi thích hay làm trò thế nhỉ? Một người đến tên còn chưa từng nghe qua bao giờ mà tự nhiên chạy đến hỏi thăm, cứ như là mình nợ anh ta mấy trăm nhân dân tệ không bằng. Chẳng lẽ mặt mình có gì kỳ quái lắm sao? Không quen, Tần Lạc nói. Người đàn ông khẽ liếm liếm môi, cũng không tức giận. Nói, lâu rồi không làm gì ở Yến Kinh nên có lẽ mọi người đều có phần lạ lẫm. Tôi nhắc đến một người này chắc chắn là anh biết. Ai vậy? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu. Tần Lạc hơi sững người lại, nói, không sai tôi biết. Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ người này lại là bạn của Vương Cửu Cửu sao? Nhưng cái này thì có liên quan gì đến mình cơ chứ? Ngoài gặp mấy lần hổ nữ ra thì Tần Lạc cảm thấy mình không thể hòa nhập vào trong đám người này được. Khi nào chúng tôi đính hôn thì mời anh đến uống với chúng tôi chén rượu mừng. Hôm nay không ngờ lại gặp ở đây thì khỏi cần bảo người đưa thiệp mời nữa. Lâm Phụ cười hê hê, ánh mắt nhìn Tần Lạc có vẻ thương tình nói. Đính hôn. Uống rượu mừng. Tần Lạc chỉ cảm thấy trong đầu bỗng có cái gì đó đổ, rầm, một tiếng, giống như là muốn vỡ tung ra vậy. Chương 665, đánh vào mặt. Có điều, em lại hy vọng có một người thầy tài đức vẹn toàn, tốt nhất là trẻ trung đẹp trai đến dạy chúng em môn này. Giấc mơ đẹp của em sẽ thành hiện thực đó. Thấy nghĩ là thầy là Quan Thế Âm Bồ Tát hay Phật Tổ Như Lai à? Em nói thế nào thì sẽ là thế đó sao? Thầy Tần, thầy đừng đuổi em đi được không? Không được, em không biết sự nguy hiểm của mỗi mặt người, nhưng tôi biết. Em không biết thầy nguy hiểm thế nào nhưng bản thân thầy thì biết. Vậy sao khi em vừa mới chủ động tiến lại gần thầy, thì sao thầy không ngăn cản luôn em lại? Mà đợi đến khi tình cảm của em đối với thầy sâu nặng rồi, ngày nào cũng nhớ về thầy, toàn thân đều bị thầy sờ mó hết cả rồi thì thầy lại muốn đá văng em đi. Em biết rất rõ là thầy có vợ chưa cưới rồi vậy mà vẫn mặt dày mà bám lấy thầy. Một việc nguy hiểm như thế này mà em còn dám làm, thì mấy con muỗi đó là cái thá gì nữa chứ? Em chẳng sợ gì mà nói thẳng cho thầy biết, lần này em đến đây là để tìm thấy đó. Thầy không đi thì em cũng không đi. Mấy con muỗi chó má kia, đến một con thì em sẽ đâm chết một con, đến hai con thì em giết chết cả đôi. Không phải nó chết thì em sẽ chết, bà mày bỏ cả tính mạng ở đây luôn. Tần Lạc, đợi em một phút, Vương Cửu Cửu nói. Vương Cửu Cửu kéo Lôi Diệu Dương qua một bên rồi nói bên tai hắn một câu, bỗng hai mắt Lôi Diệu Dương trợn tròn lên, miệng há hốc đầy vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản là không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Đi, hay là không đi? Vương Cửu Cửu hỏi từng chữ một, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lôi Diệu Dương nhìn thái tử một cái, sau đó lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt hắn trắng nhợt ra, trán vã mồ hôi hột, cứ như vừa mới vận động gì mạnh lắm không bằng. Em bảo đảm là anh không chết, Vương Cửu Cửu nói, hơn nữa, kiếp sau anh còn sống với lòng tự tôn cao hơn cả bấy giờ. Lôi Diệu Dương vẫn lắc đầu, hắn không thể chấp nhận được lời yêu cầu này. Vương Cửu Cửu thở dài một tiếng, nói, nếu đã như vậy thì từ nay về sau nhà họ Vương không còn có liên quan gì đến anh nữa. Nàng vô tình liếc nhìn thái tử một cái rồi nói, hôm nay anh mới phản bội anh ta thì hãy chuẩn bị tiếp nhận sự báo thù của anh ta đi. Tính cách của anh ta thì anh biết rồi đây. Em, Lôi Diệu Dương hét lên với vẻ mặt đau khổ. Em là Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu sửa lại cách xưng hô của hắn, em nhắc lại một lần nữa. Đi, hay là không đi? Một lần cuối cùng, đi, hay là không đi? Thầy Tần, thầy thấy em giống cái gì? Giống cái gì? Đúng vậy, giống cái gì? Em giống với một nữ kỵ sĩ. Vương Cửu Cửu tự nói ra đáp án của mình. Em cưỡi ngựa trắng, tay cầm kiếm, san bằng hàng vạn dặm núi non sông nước. Tấn công không ngừng, nhưng, sao vẫn không thể mở được cánh cửa ở nơi thầy ra? Vương Cửu Cửu của lần đầu gặp mặt, một Vương Cửu Cửu hết sức dễ thương, một Vương Cửu Cửu tình cảm nồng nàn sâu đậm, một Vương Cửu Cửu tàn nhẫn, một Vương Cửu Cửu không theo những lý lẽ đời thường, một Vương Cửu Cửu luôn đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác. Những hình ảnh của Vương Cửu Cửu, những lần gặp gỡ, những cuộc đối thoại với nàng cứ dần hiện ra trong trí nhớ của Tần Lạc tựa như những đĩa phim đang được tua lại vậy, rõ nét vô cùng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chua xót, khổ sở. Bây giờ hắn mới biết, hóa ra cô nhóc này đã chiếm được một vị trí quan trọng thế nào trong tim hắn. Cứ mỗi lần nàng tiến đến gần hơn thì Tần Lạc lại một lần nữa đẩy nàng ra xa.
Khi nàng thực sự rời xa rồi thì Tần Lạc cũng không hề có cảm giác nhẹ nhõm, mà ngược lại hắn có một cảm giác mất mát khó mà nói ra thành lời, và không biết phải làm sao. Cô bé này chắc về sau sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong đời mình nữa cũng nên. Nàng đột nhiên mất tích, điện thoại thì tắt chỉ vì tránh né mình sao? Đầu óc mơ màng, mụ mẫm, trong người bỗng như có một luồng khí tràn ngập trong cơ thể, gấp rút muốn thông qua một con đường nào đó để cho ra ngoài. Mới ăn được có nửa bát cơm mà trong bụng cứ như đã nhét đầy đồ ăn rồi vậy, cứng đơ, vô cùng khó chịu. Nhìn cả một bàn sơn hào hải vị vậy mà sao lại có cảm giác buồn nôn chứ? Nếu mình mà là một người phụ nữ thì Tần Lạc đã muốn quỳ sụp xuống khóc sướt mướt rồi. Nếu không có ai ở đây thì có lẽ rơi vài giọt nước mắt sẽ làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng, đàn ông thường là chết vì sĩ diện. Cho dù tinh thần có sa sút đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không quên khua chân múa tay trước mặt người khác vài cái ra vẻ ta đây. Tần Lạc cố gắng cầm lấy đôi đũa, cười nói, ngày trước cũng không nghe Cửu Cửu nhắc gì đến anh, nên cũng không biết Hiến Kinh còn có một nhân vật như anh, chỉ sợ có một số người đến đùa cợt vô duyên mà thôi. Tôi và Cửu Cửu là bạn tốt của nhau, tôi nghĩ, nếu cô ấy thích người nào rồi thì chắc chắn sẽ nói cho tôi biết. Còn về chuyện lớn như đính hôn thế này thì lại càng không thể không gọi điện thông báo cho tôi được, xin lỗi, nhưng tôi thực sự là không quen biết anh. Bạn của tôi hình như là cũng có những suy nghĩ như tôi. Nói là tự an ủi mình cũng được, mà nói là chọc tức đối phương cũng được, dù sao đi nữa thì Tần Lạc cũng không định tin những lời người này nói ra ngay trước mặt hắn ta. Hoặc có thể nói, hắn tin Vương Cửu Cửu hơn. Hắn không phải là thằng ngốc, hắn biết tình cảm mà Vương Cửu Cửu dành cho hắn là thật. Tính tình của nàng lại bướng bỉnh, cứng đầu, thì làm gì có chuyện chỉ trong vỏn vẹn vài ngày mà có thể thích người khác được cơ chứ. Tôi biết là anh không muốn chấp nhận sự thực này, nhưng sự việc cũng được coi như được định đoạt rồi, chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ truyền ra khắp Yến Kinh. Nếu tạm thời anh không rời khỏi Yến Kinh thì chắc sẽ không bỏ lỡ được chuyện vui này đâu. Người đàn ông nói xong chuyện đính hôn thì vẫn không có ý rời đi mà ngược lại hắn ta còn rất chi là hưởng thụ khi nhìn khuôn mặt méo xệch của Tần Lạc vừa rồi. Nói xong hắn nghĩ thầm, Hoàng Thiên Trọng cũng có phần nói quá sự thực, chứ một tên như thế này thì có gì đáng để xem trọng chứ. Nghĩ vậy, hắn liền cho thêm vài câu khích Tần Lạc, bạn của Cửu Cửu không nhiều, nếu anh có thể đến được thì cô ấy nhất định sẽ rất vui cho mà xem. Tần Lạc ngước lên nhìn hắn ta một cái, cười hỏi, anh đi đến đây chỉ là để nói với tôi nhưng lời này sao? Mấy ngày nữa chắc sẽ rất bận, cũng không biết còn có cơ hội gặp mặt hay không. Nếu mà quên không đưa cho anh thiệp mời thì Cửu Cửu sẽ không vui đâu, vì vậy mà tôi đến đây để thông báo với anh một tiếng trước. Dương Phụ nói, cảm ơn anh, Tần Lạc gật đầu nói nếu những lời anh nói đều là sự thật thì tôi nhất định sẽ đến chung vui. Còn một việc nữa nhân tiện nói với anh một tiếng, Dương Phụ thấy thái độ của Tần Lạc ngoan ngoãn như vậy thì trong lòng có phần thất vọng. Còn việc gì nữa, Tần Lạc nín nhịn hỏi. Chuyện ngày trước anh và Cửu Cửu như thế nào thì thôi tôi coi như không có gì. Nhưng ngày sau cô ấy là vợ tôi rồi vì vậy mà tôi phải có trách nhiệm với cả cuộc đời của cô ấy và danh dự của tôi. Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng tôi sẽ không thể chịu được việc bị người phụ nữ của mình cho cắm sừng đâu. Lăng vẫn thấy hắn ta càng nói càng quá đáng, liền cau mày lại, nói, anh thật là một người kỳ lạ. Anh có tư cách gì để yêu cầu người khác nhiều như vậy chứ? Cứ cho là anh và Vương Tiểu Thư kết hôn với nhau là sự thực, thì nếu cô ấy không từ chối. Tần Lạc vẫn có thể làm bạn với cô ấy như ngày trước thôi. Anh cưới vợ hay là tìm nô lệ cho mình thế? Chuyện này thì có liên quan gì đến anh? Dương Phụ hừ một tiếng nói. Tần Lạc khoát khoát tay ra ý bảo Lăng vẫn chẳng việc gì phải tranh cãi với hắn ta làm gì. Việc có liên quan đến mình, nên hắn vẫn muốn dùng trí tuệ của mình để giải quyết. Ở cùng Văn Nhân Mục Nguyệt lâu như vậy, hắn thấy độ IQ của mình tăng lên một cách chóng mặt. Chí ít thì không còn ngây ngô như cậu trai Tân khi mới chân ướt chân ráo đến Yến Kinh nữa rồi. Tôi hiểu nỗi khổ của anh, Tần Lạc cười nói, có lẽ gia đình anh cũng có một bối cảnh không tồi, sau đó nhờ vào mối quan hệ hay giao kèo gì đó mà làm cho nhân vật quan trọng trong nhà họ Vương đồng ý gả Vương Cửu Cửu cho anh. Nguồn tài nguyên quân đội của nhà họ Vương là cái mà anh đang nhòm ngó đến, cho dù có biết quan hệ giữa tôi và cô ấy mật thiết đến mức cùng đi đến Văn Diễn hay Paris hay thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng con người anh lại vô cùng kiêu ngạo, mặc dù đã tiếp nhận cái đám cưới này, nhưng lại không có cách nào làm cho quên đi những việc đó, lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thế chẳng khác gì có cái gai trong họng anh, khiến cho anh ăn không ngon ngủ không yên.
anh cũng không thể đi chất vấn Vương Cửu Cửu được, vì vậy mà đã chạy đến đây để chế nhạo tôi một phen, nói ra sự chênh lệch to lớn giữa hai chúng ta, nhân tiện thưởng thức cái cảnh tôi tức đến phát điên, và đau khổ tột độ nhưng lại không thể phát tác. Làm vậy thì trong lòng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút sao? Tần Lạc cười hỏi tiếp, nếu tôi nói là tôi rất tức giận, vô cùng tức giận, thì liệu anh có cảm thấy thoải mái hơn một chút không? Dương Phụ ngẩn người ra một lúc rồi phản bác lại, nếu không phải biết trước anh là một bác sĩ thì tôi lại tưởng anh là một người viết tiểu thuyết cơ đấy. Khi nhìn lại Tần Lạc một lần nữa, liền thấy cảm giác không giống với khi trước. Có thể nhìn ra là mình cố tình đến làm phiền thì điều này cũng không có gì là kỳ quặc cả, vì cho dù đó có là một thằng ngốc đi chăng nữa thì cũng biết mình vì bất mãn với quan hệ mập mờ giữa Vương Cửu Cửu và Tần Lạc mà đến nỗi điên lên. Thậm chí hắn cũng không chắc chắn việc Vương Cửu Cửu liệu đã xả thân cùng Tần Lạc hay chưa, hắn cũng không kỳ vọng vào việc phải tìm bằng được một cô gái trinh tiết ở trong cái thế giới này mới thôi. Nhưng làm gì có người đàn ông nào biết được vợ tương lai của mình lên giường với một người đàn ông khác, mà vẫn còn giả bộ như chưa có gì xảy ra được chứ. Hắn không cho rằng Tần Lạc thông minh đến nhường nào, mà chỉ kỳ lạ là tại sao hắn ta lại có thể nói hết những gì mình nghĩ ra được chứ. Người đàn ông này nếu nói rằng có điểm gì thu hút phụ nữ, thì có lẽ đó chính là phong cách hành sự khác người của hắn ta cũng nên. Nếu anh biết tôi còn biết đánh nhau, thì liệu có lầm tưởng rằng tôi là một quân nhân hay không? Khi nói những lời này thì thân thể hắn xông thẳng về phía trước. Bốp! Cú đấm của hắn giáng thẳng lên khuôn mặt kiêu hãnh của Dương Phụ, da thịt tiếp xúc với nhau phát ra một tiếng vang nghe khô khốc. Chương 666, một tay súng điên cuồng. Bốp! Âm thanh nặng nề vang lên khiến mọi người xung quanh chết lặng. Lăng vẫn không ngờ Tần Lạc lại dám ra tay ngay ở trong viện điều dưỡng, hắn cũng biết Tần Lạc có chỗ dựa, nhưng đây là địa bàn của người ta mà. Bọn chúng có ưu thế hơn hắn. Có điều quả đấm này của Tần Lạc không hề nương tay chút nào, cho dù Lăng vẫn chỉ là một người đứng ngoài xem thôi, quả đấm đó cũng không phải dành cho hắn, nhưng Lăng vẫn cảm thấy mặt mình đau rát lên. Còn Ninh Toái Toái thì chỉ lo lắng cho Tần Lạc. Khi quả đấm của Tần Lạc giáng lên mặt Dương Phụ, thì nàng không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó thì hô lên thất thanh, Tần đại ca, anh không sao chứ? Cũng may mà Dương Phụ bị đánh vào mặt, chưa kịp hoàn hồn nên không nghe thấy nàng nói vậy, nếu không thì hắn làm sao chịu nổi đây? Đám bạn của Dương Phụ khi trước cho rằng hắn gặp được người quen nên đến đó chào hỏi, nên vẫn đứng giữa đường đi lại của nhà hàng mà không tiến lại gần. Bọn họ vừa nói chuyện, trêu ghẹo lẫn nhau vừa hướng ánh mắt ra phía Dương Phụ. Dò xét xem ba người này rốt cuộc có thân phận thế nào mà để cho Dương đại thiếu gia phải đích thân tiến lại tiếp đón. Người có thân phận thì cho dù có chửi cha chửi mẹ nhau thì họ vẫn tươi cười vui vẻ, vì vậy mà bọn họ đứng ở xa nên chẳng nghe được hai người này nói với nhau những gì. Chỉ nhìn thấy bọn họ tươi cười không ngớt thì lại cho rằng hai người bọn họ trò chuyện vui lắm cơ. Khi Tần Lạc xông lên trước đánh vào mặt Dương Phụ thì bọn họ mới biết sự việc không như họ nghĩ. Thế là cả đám người vừa chạy về phía này vừa liên miệng la hét chửi bới. Cú đấm này của Tần Lạc vừa mạnh lại vừa nhanh, hơn nữa sự việc còn xảy ra một cách đột ngột chẳng hề có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào cả. Dương Phụ làm sao có thể nghĩ rằng một tên vừa rồi còn cười nói vui vẻ thảo luận với mình về vấn đề tâm lý lại có thể ra tay đánh người được chứ, hắn lại nghĩ Tần Lạc có thể đỏ mặt nói vài lời lẽ hằn học đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng làm hắn giật mình hơn. Đó là không ngờ cái phương thức tác chiến này lại có thể hung hãn đến thế. Tần Lạc đánh trúng mặt xong còn không có ý dừng lại. Thừa dịp Dương Phụ bị đánh cho đầu óc choáng váng, cộng thêm việc đám người đi theo hắn ta còn chưa kịp chạy tới thì Tần Lạc lại cho ra thêm ba quyền nữa, quyền nào quyền nấy đều đánh trúng vào cùng một chỗ trên mặt Dương Phụ, làm cho người đàn ông cao đến 1m8 mấy này phải lùi lại sau mấy bước. Cho đến lúc này thì đám bạn mèo mả gà đồng của Dương Phụ mới tiến đến vây xung quanh. Cả đám người xông lên tấn công Tần Lạc một cách mãnh liệt. Tần Lạc gặp nạn, Lăng vẫn cũng không thể ngồi yên một chỗ. Khi hắn định đứng lên giúp một tay thì nghe thấy Tần Lạc kêu lên, Lăng vẫn, anh cứ bảo vệ cho Toái Toái đi, đám người vô dụng này không phải là đối thủ của tôi. Lúc đó hắn đang quay lưng về phía Lăng vẫn, vậy mà hắn vẫn biết nói thế, cứ như là sau gáy hắn còn có thêm một con mắt nữa vậy. Tần Lạc không phải đang nói khoác. Mà chẳng cần giao thủ hắn cũng nhìn ra được thực lực của đám công tử này thế nào rồi. Cũng không thể nói bọn họ bị rượu hay sắc hút cạn sức lực, vì con cái sinh ra trong gia đình quân đội thì tất nhiên cũng nghiêm khắc hơn một chút. Hơn nữa cha mẹ nào mà chẳng mong muốn con cái mình lớn lên thành tài. Cũng có người hy vọng con cái họ có thể nối nghiệp cha,
vì vậy mà từ nhỏ bọn họ đã phải rèn luyện thân thể một cách chăm chỉ rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà một cô gái như Vương Cửu Cửu cũng biết dăm ba quyền cước trong quân đội, những người đàn ông thông thường khó mà tiếp cận đến gần được. Trong đám con cháu nhà quân nhân này đúng là cũng có vài người ngang với Vương Cửu Cửu, có thể đối phó cùng lúc với 3 đến 5 người đàn ông bình thường mà không là vấn đề, thậm chí có một tên đầu cua còn học qua cầm nã thủ, có mấy lần suýt chút nữa thì kẹp được cổ tay Tần Lạc. Nếu cổ tay Tần Lạc mà bị hắn ta khóa chặt thì tình hình sẽ hết sức gay gâu, hắn chỉ có một mình, còn Lăng vẫn phải bảo vệ cho Ninh Toái Toái không thể đến đây giúp được. Nếu thế thì hắn sẽ chẳng còn cách nào động đậy được và sẽ bị bọn chúng đánh cho như đòn mất. Nhưng Tần Lạc đâu phải là một người đàn ông thông thường. Từ nhỏ đã học cơ bản về rồi, lại còn dùng để rèn luyện thân thể, vì vậy mà mặc dù mắc bệnh lạ, nhưng tố chất sức khỏe của Tần Lạc lại không tồi chút nào. Sau này còn có một thời gian học thêm mấy chiêu sáp lá cà với Ly nữa, Tần Lạc khắc sâu những chiêu thức sát thủ của Ly trong lòng. Sự tiến bộ của hắn tất nhiên là không thể đọ lại được với người sinh ra để làm việc này như đại đầu, nhưng đánh vài tên nhãi danh thì vẫn còn thừa sức. Thế là chỉ một lát sau, hắn đã đánh cho 5, 6 người trẻ tuổi phải đổ rạp xuống đất rên rỉ lết dậy. Cho đến lúc này hắn mới cảm thấy nỗi uất ức trong lòng giảm đi phân nửa, tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Tần Lạc thông qua thí nghiệm lâm sàng của mình để chứng minh rằng, người đàn ông dùng nắm đấm cùng người phụ nữ dùng thẻ tín dùng tuy là hai cách làm khác nhau nhưng lại cho ra kết quả giống nhau một cách kỳ diệu. Nhưng Tần Lạc lại không hề có cảm giác thắng lợi, bởi vì giờ đây đang có mấy khẩu súng nhắm thẳng vào đầu hắn. Đúng vậy, không phải là một khẩu mà là mấy khẩu. Không biết đây là vệ sĩ ở bên trong viện dưỡng lão hay bảo vệ của nhà hàng này nữa, bọn họ xuất hiện không một tiếng động khi thấy Tần Lạc và những người này đánh nhau. Thậm chí bọn họ còn không mở miệng mà chỉ trơ mắt đứng nhìn Tần Lạc chiến đấu cùng mấy người kia. Còn Dương Phụ thì dùng khăn tay lau đi những vệt máu ở khóe miệng của mình, ở sau lưng hắn cũng có hai người đàn ông mặc đồ đen đứng đó. Mà cái quan trọng hơn cả, đó là hai người này cũng đều có súng trong tay. Thân thủ không tồi chút nào. Dương Phụ tuy bị đánh nhưng lại không hề có một cảm giác tức giận hay thất bại gì cả, thậm chí còn có lòng khen ngợi thân thủ của Tần Lạc nữa. Quá khen, Tần Lạc khiêm tốn nói. Nhưng như thế thì có thể thay đổi được gì chứ? Không phải anh muốn chọc giận tôi sao? Tôi làm theo đúng những gì anh muốn mà, Tần Lạc nói. Nhưng kết quả cuối cùng lại là tôi thắng. Dương Phụ nói, đưa anh ta đi. Tần Lạc không hề phản kháng lại. Hắn không ngu đến mức phản kháng vào lúc này. Giả sử Dương Phụ mà có bối cảnh phi thường thì nếu mình phản kháng hắn cũng có thể bảo người nổ súng. Mình và hắn ta nhìn nhau một lúc là hắn ta đã biết được thân phận của mình, nếu trước đó hắn ta không nghiên cứu cẩn thận tư liệu về mình thì nói cho ai người ta cũng sẽ không tin. Đối với những người như bọn chúng mà nói thì mình rốt cuộc là chẳng có gốc rễ gì, làm gì có bối cảnh gì ghê gớm làm hậu thuẫn. Vì vậy mà cho dù có nổ súng bắn chết mình thì có làm sao chứ? Long Vương ư, bọn chúng sẽ không tin vào việc Long Vương sẽ vì một tên đồ đệ quen biết nửa vời này mà liều mạng với bọn chúng đâu. Gia tộc Văn Nhân ư, điều này thì lại càng không thể. Người ta thường nói không nên đấu đá gì với quan, thương nhân cũng không ngoại lệ. Cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt có tâm muốn báo thù cho mình thì có thể làm gì được hắn ta đây. Hơn nữa, bọn chúng cũng không tin Văn Nhân Mục Nguyệt mạo hiểm vì một người đàn ông. Trên đời này có thiếu gì đàn ông? Chết đi một người thì vẫn còn vô số người để cho nàng chọn lựa. Vương gia ư, cái này thì xem ra lại càng không có hy vọng. Nếu những lời Dương Phụ nói đều là sự thật thì nhà họ Vương chắc chắn là có một nhân vật quan trọng tác thành việc hôn sự lần này. Vậy thì Vương gia làm sao có thể giúp mình trong việc này được? Dương Phụ xem ra rất có uy tín, hắn ta vừa dứt lời, thì lập tức có 4 người đàn ông mặc đồ đen xông đến, người thì cầm tay giữ vai kẻ thì lấy còng ra còng tay Tần Lạc vào. Lăng vẫn chạp lên phía trước, móc giấy chứng nhận sĩ quan ra rồi liên tục giải thích, nhưng chẳng có ai trong đám người kia muốn liếc nhìn một cái, thì tất nhiên là bọn chúng cũng không muốn bỏ tay ra. Tần Lạc nháy mắt với Lăng vẫn một cái, ý bảo hắn gọi điện thoại kêu viện binh. Có lẽ mình mà chết đi thì cũng chẳng có ai liều mạng với người ta vì mình, nhưng nếu Tần Lạc còn sống thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hết mình giúp đỡ hắn. Thấy Tần Lạc bị trói rồi thì Dương Phụ mới dám bước đến trước mặt đám bạn của hắn vừa bị Tần Lạc đánh gục nằm bẹp hết dưới đất, hắn đỡ một người trong số đó đứng dậy, hỏi, có sao không? Có bị thương nặng lắm không? Nặng, tay của tôi bị anh ta bẻ gãy rồi. Tên đó nói Dương Phụ, anh nhất định phải diệt trừ tên nhãi này đi. Mấy tên còn lại cũng không tiếp tục giả chết nữa, có tên cố chịu đau để bỏ dậy,
còn những người nào không bỏ dậy được thì được mấy vệ sĩ mặc đồ đen đỡ dậy. Dương Phụ cười nói, yên tâm đi, tên nhãi danh này sau khi đến Yến Kinh thì gây ra không ít chuyện phiền phức. Nói rằng trời đất đều không tha cho hắn thì cũng không có gì là quá đáng cả. Tôi không gây chuyện với hắn thì người khác cũng không tha cho hắn đâu. Trong lòng thầm nghĩ, vì người của Hoàng Thiên Trọng không vào được cái viện điều dưỡng này, chứ nếu không thì với cái nỗi uất hận mỗi khi nhắc đến Tần Lạc, lại không băm vằm tên nhãi này ra thành từng mảnh mới lạ. Có điều tên nhãi này đúng là dễ lừa thật, mới nói thế thôi mà đã xúc động đến nỗi ra tay đánh người rồi. Chẳng lẽ hắn lại quan tâm đến một người phụ nữ hay nói cách khác là quan tâm đến cái trinh tiết của người phụ nữ đến vậy sao? Phụ nữ nào mà chẳng là phụ nữ? Khi cởi hết quần áo ra, cong cái mông lên thì ai mà chẳng giống ai? Chẳng lẽ Vương Cửu Cửu lại có gì không giống với những người phụ nữ khác? Cho hắn ta vào trong trại tạm giam trước đi. Dương Phụ nói, hắn rất muốn kết liễu luôn Tần Lạc tại đây, nhưng lại nghĩ đến tiền đồ của mình. Mình không thể tự tay làm những việc này được. Kiểu gì cũng phải có một tên chết thay. Hắn đã nghĩ ra được người thích hợp cho việc này. Hắn bước tới góc phòng, chuẩn bị gọi điện thoại thu xếp chuyện này. Một đám vệ sĩ bận đồ đen trong viện điều dưỡng áp giải Tần Lạc ra ngoài cửa, chuẩn bị giam hắn vào trại tạm giam mà không phải là trại tạm giam. Đây là viện điều dưỡng, vốn không nên có một nơi có tính chất như vậy ở đây, nhưng nơi nào có người thì nơi đó sẽ có tội lỗi xảy ra. Cũng không phải không có tiền lệ là gián điệp hoặc mật thám của các nước khác xông vào trong này, vì vậy mà cái trại tạm giam kỳ thực thì trông nó giống với nơi tạm thời giam giữ trọng phạm thì đúng hơn. Bọn chúng vừa mới ra đến ngoài cửa thì liền cảm thấy một luồng sát khí sắc bén xoẹt qua. Một người đàn ông tướng mạo không ra làm sao đứng ở trước của nhà ăn, hai tay mỗi bên một khẩu súng lục. Họng súng chĩa thẳng vào đầu của mấy người này. Mấy tên hộ vệ cho viện điều dưỡng này cũng không để chọc chút nào, vừa mới cảm thấy nguy hiểm đang tiến tới gần thì đã vội gạt chốt an toàn của khẩu súng xuống. Đến lúc này mới có người hét lên, anh là ai? Anh muốn làm gì? Bỏ súng xuống ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Đại đầu không nghe lời chúng, cậu ta vẫn khư khư khẩu súng trên tay và cũng không đáp lại câu hỏi của bọn chúng. Cậu ta giơ tay trái của mình lên nhanh như tia chớp, sau đó bắn liền hai phát đạn lên không trung. Mặc dù họng súng đã đặc chế riêng ống hãm thanh, nhưng âm thanh nó phát ra vẫn giòn giã vô cùng. Trong khi mọi người vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì bỗng thấy có hai vật gì nho nhỏ màu đen rơi từ trên không trung xuống. Là ve. Hai con ve. Mùa hè đến rồi, nơi núi non cây cối tùm này chính là căn cứ địa của ve. Vì vậy mà con động vật nhỏ này bay lượn khắp nơi trên bầu trời xanh. Hai phát súng, hai con ve, không phí bất kỳ một viên đạn nào. Quan trọng hơn nữa đó là chẳng có ai nhìn thấy cậu ta nhắm chúng gì cả, thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy cậu ta nổ súng. Khi bọn chúng đi đến thì cậu ta đã bắn xong hết rồi. Khi tay trái nổ súng, thì khẩu súng bên tay phải vẫn chĩa thẳng vào đầu bọn chúng. Bộ dạng đúng kiểu như ai mà động đậy thì tôi sẽ đánh chết người đó vậy. Một tay súng thần. Đây đúng là một tay súng thần. Đều là những tay chơi súng, vì vậy mà bọn chúng biết chiêu này của tên tiểu tử kia có nghĩa là gì. Trước khi các người giết chết tôi thì tôi có thể giết chết toàn bộ các người. Đại đầu nói. Giọng nói bình thản, tràn đầy tự tin. Chương 667, thế cưỡi trên lưng cọp. Sự xuất hiện của đại đầu nằm trong tầm dự đoán của Tần Lạc, nhưng phương thức xuất hiện của cậu ta thì lại nằm ngoài tầm dự đoán của hắn. Khi Tần Lạc đi chữa trị cho Lôi Diệu Dương, thì đại đầu đã đứng chờ sẵn ở nhà để xe rồi. Khi Tần Lạc gặp Ninh Toái Toái thì đại đầu tránh ra xa hơn để khỏi trở thành kẻ phá đám. Viện điều dưỡng 160 thuộc vào viện điều dưỡng cấp cao trong quân đội lại là địa bàn của Vương Cửu Cửu, vì vậy mà cậu ta không lo Tần Lạc sẽ xảy ra chuyện gì ở trong này. Khi Tần Lạc đi cùng với Lăng Vẫn và Ninh Toái Toái đến nhà ăn dùng bữa thì không thấy bóng dáng của đại đầu ở đâu nữa. Với khả năng của cậu ta như thế thì chắc là không đến nỗi làm đói mình. Vì nói cho cùng thì đại đầu vẫn còn một thân phận nữa đó là thành viên của Long Tức, do vậy mà nếu không cần thiết thì cậu ta sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng Tần Lạc biết rõ là khi nào mình gặp nguy hiểm thì đại đầu nhất định sẽ xuất hiện. Trong lúc Tần Lạc động thủ với đám bạn mèo mả gà đồng của Dương Phụ thì hắn hét lên một tiếng bảo Lăng Vẫn bảo vệ Ninh Toái Toái cho tốt, nhưng thực ra câu nói đó là để nói cho đại đầu nghe. Tần Lạc sau khi biết rõ rằng mình có thể đối phó với đám người này thì không muốn đại đầu tham gia vào nữa, mà cứ núp ở nơi nào kín đáo mà bảo vệ cho Ninh Toái Toái và Lăng Vẫn là được rồi.
Nhưng sau khi đám hộ vệ rút súng ra một cách lặng lẽ thì Tần Lạc lập tức khoanh tay chịu trói. Hắn nghĩ thầm, với trí thông minh của đại đầu thì chắc sẽ nhanh chóng gọi điện cầu cứu viện binh mới đúng. Vậy mà không ngờ cậu ta lại đơn thương độc mã lù lù xuất hiện, hơn nữa vừa mới lộ diện đã dọa cho đám người như cọp dữ này một phen rồi. Đám người này không dám nổ súng, mặc dù đại đầu nổ súng trước. Tuy chỉ bắn chúng hai con ve mà thôi nhưng cũng đủ để đe dọa bọn chúng. Tần Lạc dự liệu được trước rằng đám vệ sĩ bận đồ đen kia đang chuẩn bị đưa hắn đến trại tạm giam rồi cho hắn vài chiêu chào hỏi ban đầu. Vậy mà vào lúc này lại xuất hiện một sát tinh từ đâu nhảy ra. Sao hắn ta lại dám nổ súng ở nơi này cơ chứ? Nếu làm kinh động một ông to nào đó đang nghỉ ngơi trong này, thì ai có thể gánh vác được cái trách nhiệm nặng nề này đây? Bọn chúng cứ quay ra nhìn nhau mà không biết phải làm thế nào cho phải nữa. Bỏ anh ấy ra, đại đầu thấy mấy tên này cứ đứng được ra đó thì lên tiếng nói. Anh là ai? Anh có biết đây là đâu không mà còn dám nổ súng ở đây? Có muốn sống nữa không vậy? Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ như một đội trưởng đứng ra chỉ trích nói, chúng tôi là đội bảo vệ đặc biệt, có quyền nổ súng khi gặp nguy hiểm. Anh hãy bỏ súng xuống ngay lập tức, nếu không chúng tôi cũng sẽ không khách khí với anh nữa đâu. Bỏ anh ấy ra, đại đầu không muốn nghe thêm những lời nói nhảm của anh ta bên nhắc lại lời mình một lần nữa. Anh ta ra tay đánh người, thuộc vào hạng phạm nhân nguy hiểm. Chúng tôi không thể giao người cho anh, đội trưởng cũng có phần sợ sệt khả năng bắn súng của đại đầu. Nếu không thì làm gì có chuyện nói lằng nhằng dài dòng với cậu ta thế cho mệt. Anh đem theo súng cướp phạm nhân, anh có biết mình đã phạm phải tội gì không? Biết, đại đầu nói, thả anh ấy ra. Thực sự là đại đầu không thích nói nhiều chút nào, nhưng việc này có liên quan đến sự an nguy của Tần Lạc, vì vậy mà cậu ta đành nhẫn nại nhắc đi nhắc lại câu nói của mình. Biết rồi mà anh còn dám uy hiếp đội bảo hộ đặc biệt sao? Đội trưởng tức điên lên, chỉ muốn hạ lệnh cho đi đời luôn tên nhãi danh này đi. Nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi, anh rốt cuộc là thuộc đơn vị nào? Có giấy chứng minh được sử dụng súng không? Cấp trên của anh là ai? Tôi chính là cấp trên của cậu ấy. Tần Lạc cười nói, hay là các anh cứ thả tôi ra đi, chứ cậu ấy mà điên lên thì đến lời của tôi cậu ấy cũng không nghe đâu. Tất nhiên là đội trưởng chẳng có quyền gì thả người ra cả, đang định bảo người quay đi tìm Dương Phụ đến để thương lượng xem thế nào thì thấy Dương Phụ dẫn theo mấy người mặt mũi bầm dập đi tới. Có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Phụ cau mày lại hỏi. Vừa rồi hắn núp vào góc nhà hàng để gọi điện dặn dò việc gì đó nên cũng không nghe thấy tiếng súng vừa rồi. Đến khi hắn gọi xong điện thoại rồi thì mới thấy bên ngoài ồn ào huyên náo hết cả lên, nên hắn mới dẫn theo mấy người bạn vẫn còn có thể đi lại được đến đây xem sao. Hắn biết Tần Lạc có võ, vì thế nên nếu hai người đánh nhau tay đôi với nhau thì hắn sẽ không phải là đối thủ của đối phương. Cho dù biết rằng mấy tên bên cạnh mình cũng chẳng phải đối thủ của hắn ta, nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì bọn họ vẫn có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không phải vậy sao? Dương Phụ, có người chặn đường ép chúng ta thả người. Đội trưởng bước đến trước mặt Dương Phụ thấp giọng giải thích. Đến việc này mà cũng không xử lý tốt được sao? Dương Phụ cũng tức điên lên nói. Bên đó hắn đã sắp xếp xong hết rồi, vậy mà bên này vẫn còn chưa đưa Tần Lạc qua đó. Hắn muốn làm xong việc này càng nhanh càng tốt cho dù có không làm cho Tần Lạc chết thì cũng phải làm cho hắn ta nửa sống nửa chết mới thôi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian như thế này, nhớ để ông già Long Vương biết được thì phải làm sao đây? Nếu lại còn có những người khác đến nói giúp cho hắn ta nữa thì kế hoạch của hắn có còn thực hiện được không? Và còn dám thực hiện tiếp nữa không? Thực tức chết đi được, cái đám ăn hại này còn có thể làm được việc gì nữa đây? Đội trưởng cũng nhìn ra được là Dương Phụ đang rất tức giận. Bèn ngượng ngùng nhưng lại có phần oan ức nói, hắn ta là một tay súng rất cừ. Hắn ta là một tay súng cừ, vậy các anh là những tay súng tồi sao? Các anh là ai chứ? Là đội bảo vệ đặc biệt, chuyên bảo vệ cho sự an toàn của thủ trưởng đó. Bao nhiêu người thế này mà đến một thằng nhãi danh cũng không làm gì được mà còn mặt mũi để chạy đến trước mặt tôi nói hắn ta là một táp súng cừ sao? Dương Phụ thấy Tần Lạc tủm tỉm nhìn hắn cười, tựa như đang muốn xem trò vui thì lại càng giận dữ hơn. Hắn cũng không thèm nể mặt đám người này nữa, cứ thế là mắng nhiếc họ ở ngay trước mặt mọi người. Đội trưởng xa sầm mặt lại, trong lòng cũng hậm hực đối với thái độ của Dương Phụ, thầm nghĩ, mày cũng chỉ là có cha mày làm chỗ tựa thôi chứ gì mà phải diễu võ dương oai trước mặt chúng tao thế chứ. Vừa rồi khi mày bị đánh vào mặt, thì không phải chúng tao đã đến cứu mày đó sao? Nhưng tài bắn súng của anh ta tốt hơn chúng tôi nhiều. Đội trưởng lại giải thích một lần nữa.
mặc dù rất khó chịu với kiểu cách làm việc của Dương Phụ, nhưng ông ta cũng biết vận mệnh của mình nằm trong lòng bàn tay của hắn ta. Một câu nói của hắn ta có thể khiến cho mình được thăng quan tiến chức, rạng rỡ tổ tông, nhưng cũng với một câu nói của hắn ta thì ông ta có thể bị giam cầm trong ngục tối. Vì vậy mà ngoài mặt ông ta vẫn phải giữ thái độ tôn trọng đối với hắn. Thế thì đã làm sao? Các anh nhiều người như vậy, các anh còn là chủ nhân ở đây. Nó dám nổ súng ở đây sao? Nếu không phải vì danh tiếng của mình thì Dương Phụ thực sự muốn cho ông ta một bạt tai quá. Cứ như là muốn ứng nghiệm lời của Dương Phụ vậy, đại đầu lại một lần nữa giơ súng lên trên bắn liền ra hai phát. Phụt, phụt, lại hai phát đạn, lại một lần nữa rơi xuống hai con ve màu đen. Không biết là do bị súng bắn trúng, hay là do roi từ trên cao xuống bị dập mà thân thể của hai con ve đó nát bét ra, một số dịch thể màu trắng có, màu xanh có cứ tuôn ra từ trong bụng chúng. Tỏa ra một mùi tanh tanh khó chịu. Tôi vẫn còn 8 viên đạn nữa. Đại đầu nói, các người mỗi người một viên. Dương Phụ lúc này mới miệng há hốc, mắt trợn tròn không nói được gì nữa. Bấp giờ hắn mới biết vì sao mà đám người này lại bị chặn lại giữa đường như vậy, cho dù mình có đích thân ra mặt thì làm được gì. Gặp phái một tay súng cừ như vậy, đã thế hắn ta còn chán sống nữa, thì còn biết phải làm sao bây giờ. Tiểu huynh đệ này là... Dương Phụ nhìn Tần Lạc không dám chắc hỏi, rồi lại quay ra nhìn đại đầu, tựa như là muốn tìm ra được mối liên hệ giữa hai người này vậy. Tôi là vệ sĩ của anh ấy. Đại đầu thẳng thắn nói, cậu ta vẫn hai tay cầm hai súng, cũng không dùng tay chỉ xem, anh ấy, là anh nào, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được người mà cậu ta nói đến chính là Tần Lạc. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. T. Ân nhân cứu mạng, cái cách xưng hô này đáng để người ta phải cân nhắc. Đây là một lời giải thích, và cũng là một lời cảnh cáo. Ý cậu ta muốn nói đó là anh ta đã cứu sống tôi, vì vậy mà tôi cũng có thể chết vì anh ấy. Dương Phụ có phần ngưỡng mộ Tần Lạc, sao mình lại không có một tên thuộc hạ nào có thể xả thân vì mình cơ chứ? Thả người ư? Thế là mưu kế, sách lược của hắn công cốc công cò rồi. Hơn nữa, hắn muốn Tần Lạc vào trong, nên đã để cho Tần Lạc đánh lên mặt mình vài cú liền. Thả người ra bấy giờ thì không phải là mình còn mặt mũi nào trước mặt bạn bè nữa chứ. Nhưng nếu không thả người ra thì sao? Vậy thì tên sát thần này phải làm sao đây? Hay là nhân cơ hội này cũng diệt luôn hắn ta đi? Không nói đến câu nói, mỗi người một viên đạn, của cậu ta có phải là thật hay không, mà chỉ với khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác của cậu ta thôi cũng đủ khiến cho người ta phải đau đầu rồi. Chỉ sợ bên này còn chưa nổ súng thì cậu ta đã bằng 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 mấy phát kết liễu hết bọn họ rồi. Cậu ta đã có gan nổ súng giết ve ở đây thì cũng không có nghĩa là không dám nổ súng giết người. Dương Phụ ở trong thế vô cùng khó xử, lại có phần hối hận vì mình không nên quá gấp gáp trong chuyện khiêu khích Tần Lạc, đáng lẽ phải vạch ra kế hoạch bắn phát chết luôn mới đúng. Hắn nghĩ thầm, nếu thực sự không được thì cứ ghi mối nợ này vào trong lòng trước đã. Ái chà, Dương thiếu gia thật là uy phong quá, chạy cả đến đây để bắt nạt người khác cơ à. Một giọng nói không được coi là ngọt ngào. Thậm chí còn có phần khàn khàn cất lên. Tiếp đó, bọn họ liền nhìn thấy một cô gái mập tròn dẫn theo mấy người đàn ông tiến lại phía này. Tần Lạc thất vậy thì hai mắt sáng hắn lên, không ngờ lại gặp Hồ Nữ ở đây. Hắn biết Hồ Nữ và Vương Cửu Cửu là đôi bạn thân từ nhỏ, cha của hai người cũng cùng làm ở trong một khu quân đội, thậm chí chức vụ của cha Hồ Nữ còn cao hơn cả cha của Vương Cửu Cửu nữa, nhưng bối cảnh gia đình của nhà họ Vương thì lại hơn hắn nhà Hồ Nữ. Vì vậy mà Hồ Nữ cũng giống với những đứa trẻ khác ở trong đại viện đều nghe theo lời chỉ huy của Vương Cửu Cửu. Dương Phụ nhìn thấy Hồ Nữ thì cũng cảm thấy đau đầu. Hắn biết người phụ nữ mập mạp này cùng hội cùng thuyền với Vương Cửu Cửu. Nàng ta vội vội vàng vàng đến đây như thế chắc chắn là vì Tần Lạc. Có điều như thế cũng tốt, coi như mình đã tìm ra được lối thoát rồi. Ha ha, Hồ Nữ, cô cũng ở đây à? Ông Lưu sức khỏe vẫn ổn chứ? Ông tôi vẫn khỏe. Hổ Nữ không khách khí nói, anh cứ gọi tôi là Lưu thôi đi. Đừng có gọi tôi là Hổ Nữ, tôi chẳng qua lại gì với anh cả. Nói như vậy thì khách khí quá, ngày trước nói gì thì nói chúng ta cũng được coi là bạn mà, ngày sau lại càng thân hơn chứ. Dương Phụ mặt dày nói, ai thân hơn với anh chứ? Chị Cửu Cửu mà đồng ý gả cho anh thì sao còn âm thầm rời khỏi Yến Kinh chứ? Hổ Nữ mỉa mai nói, hôm nay Hổ Nữ đến đây để thăm nhị gia gia. Không ngờ lại nghe người ta nói nơi này đang xảy ra xung đột. Nàng tính tình vốn như trẻ con nên sau khi hỏi người ta xong thì lập tức nghĩ ra người mặc áo bào dài kia chắc là Tần Lạc.
Ngoài Tần Lạc ra thì ở cái đất Trung Quốc này còn có mấy người đàn ông cả năm bốn mùa đều mặc áo bảo dài đó chứ. Nàng với Tần Lạc được coi như người quen, mấy lần tụ hội đều gặp qua rồi. Nàng lại càng rõ một điều đó là Vương Cửu Cửu yêu tên này đến chết đi sống lại mà không hề hối hận. Và cũng may mà bản thân nàng cũng có cái nhìn rất tốt về Tần Lạc, cũng hy vọng hai người này có thể đến được với nhau. Nhưng cái gọi là tình cảm này thật là phức tạp hết sức. Vương Cửu Cửu hết lần này đến lần nọ tấn công một cách nhiệt tình, nhưng lại chẳng nhận được kết quả gì. Nàng đã nghe ngóng qua rồi cũng biết là Tần Lạc đã có vợ chưa cưới rồi, vì thế mà tâm trạng của nàng lại càng rối bời, thậm chí nàng còn không biết bao nhiêu lần khuyên Vương Cửu Cửu từ bỏ. Trên đời này muốn tìm con cóc hai chân thì khó, chứ tìm người đàn ông ba chân thì chẳng thiếu gì. Nhưng Vương Cửu Cửu lại như chúng ta vậy, nàng biết rõ sự việc sẽ không được như mình mong muốn, nhưng lại vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân vậy. Sau khi sự việc lần này xảy ra thì hổ nữ rất có ý kiến với Tần Lạc. Nhưng nàng biết, nếu lần này mà nàng không cứu Tần Lạc mà bỏ mặc cho Dương Phụ đem đi, thì có lẽ tình bạn giữa nàng và Vương Cửu Cửu cũng chấm dứt từ đây. Chương 668, cự tuyệt. Bị hổ nữ nói khích ngay giữa đám đông như vậy nhưng Dương Phụ vẫn không tức giận mà chỉ cười nói, cô chạy tới đây chỉ là để dạy dỗ tôi như vậy thôi sao? Tôi không thấy chúng ta có gì gọi là quen biết nhau cả. Dương Phụ, tôi biết là anh đang nghĩ gì. Hổ nữ nhìn vào người đàn ông nét mặt đều cáng này nói, tôi mà không biết chuyện này thì coi như chưa hề có gì xảy ra, nhưng tôi mà biết rồi thì tôi nhất định bảo vệ Tần Lạc đến cùng. Còn nữa, đừng tưởng chị Vương Cửu Cửu không có ở đây là anh có thể bắt nạt được Tần Lạc. Nếu như để cho chị Cửu Cửu biết được thì anh cũng đừng hòng nhơn nhơn như bây giờ. Anh cứ tưởng Vương gia đứng ra bảo hộ cho anh thì việc này sẽ không có thay đổi gì ư. Chị Cửu Cửu mà cố chấp đến cùng thì anh cũng chẳng làm được gì hết, không tin anh cứ việc gọi điện cho chị Cửu Cửu hỏi thử mà xem. Dương Phụ không có tin tức gì của Vương Cửu Cửu nên làm sao mà có thể gọi điện cho nàng được. Cũng chính vì Vương Cửu Cửu biết được nàng bị Vương gia ép hôn nên mới bỏ trốn như vậy, do vậy mà Dương Phụ mới căm hận Tần Lạc đến cùng cực. Vương Cửu Cửu từ chối thẳng thừng hôn sự với hắn như vậy chẳng khác nào giáng vào mặt hắn một cái tát cả, Dương Phụ tự cảm thấy rằng hắn chẳng có gì thua kém Tần Lạc. Nếu nói như vậy thì Lưu Tiểu Thư dường như đang cậy thế để bắt nạt người khác thì phải. Dương Phụ cười lạnh nói, tôi đang nói chuyện với anh ta tử tế, thì anh ta lại ra tay đánh người, lẽ nào tôi lại để yên hay sao? Anh ấy đánh người thì đúng là anh ấy đã sai nhưng anh tức giận quá thì cũng có thể gọi điện báo cảnh sát chứ. Viện điều dưỡng này không phải là nơi mà ai cũng có thể làm gì cũng được. Nếu như anh không tiện gọi điện thoại thì tôi có thể giúp anh gọi hội hòa giải tới đây. Sự việc nên giải quyết ra sao đều do bọn họ toàn quyền quyết định. Hổ nữ phản bác nói, hội hòa giải là nơi chuyên đàm phán, dàn xếp những vụ cãi lộn trong viện điều dưỡng, gọi bọn họ đến giải quyết cũng chẳng có gì là không ổn cả. Dương Phụ vốn đã tạo ra cái bẫy cho Tần Lạc chui vào, cũng chỉ chờ thời cơ nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng hay chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì sẽ giải quyết luôn đối phương. Hiện giờ tên sát thân kia đang cầm súng ngăn chặn, hổ nữ cũng tham gia vào. Nếu mà vẫn cố làm theo kế hoạch thì rất dễ bị bại lộ, như vậy thì mình hơi bị mạo hiểm một cách thái quá. Nhưng, nếu bỏ qua thì thằng danh Tần Lạc kia lại hơi quá. Lưu Đại Tiểu Thư đã nói như vậy rồi thì cứ giải quyết như thế đi. Tôi không tin là cái nơi này lại có người có thể làm càn làm bậy được. Dương Phụ nói xong liền đưa mắt lên dò xét Tần Lạc một hồi, rồi sau đó mới lừ lừ bỏ đi. Cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa mặt của hắn ta vẫn còn đau rát nóng ran lên, nên hắn cảm thấy đem cái mặt bị đánh này đến chỗ hòa giải để giải quyết vấn đề cũng cảm thấy xấu hổ. Dương Phụ bỏ đi rồi thì đám bạn của hắn cũng lục đục bỏ đi theo, nhưng tên nào tên nấy trước khi đi đều hầm hè nhìn Tần Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống, có tên còn khốn nạn đến nỗi chê cười thân hình của hổ nữ trông như một khối thịt ở ngáp trước mặt bao nhiêu người. Hổ nữ cũng chẳng buồn đôi co với bọn mất dạy đó làm gì, nàng quay mặt sang bọn vệ sĩ áo đen nói. Còn không buông anh ấy ra hay sao? Chuyện bé như con muỗi thế mà cũng phải dùng còng quân đội ư. Lưu Tiểu Thư, chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Gã đội trưởng ngượng ngùng nói, sau đó gã quay sang Tần Lạc xin lỗi nói, thành thật xin lỗi anh, chúng tôi thật sự không có ý muốn làm khó dễ anh, chỉ là... Cho dù Dương Phụ đi rồi nhưng bọn họ cũng không dám nói xấu sau lưng hắn ta, gã đội trưởng cứ ấp úng mãi hai từ chỉ là... Cho dù gã không nói hết câu, nhưng người nghe cũng đã hiểu gã đang định nói cái gì. Đi thôi, tới chỗ hòa giải. Hổ nữ đi tới trước mặt Tần Lạc ngữ khí không được thoải mái cho lắm nói. Cửu Cửu đang ở đâu thế?
Tần Lạc lo lắng hỏi, mấy ngày hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cửu cửu sao không gọi điện cho anh lấy một cú? Gọi điện cho anh để làm gì, giải quyết được cái gì hả? Hổ nữ hỏi vặn lại. Tần Lạc biết hổ nữ nói đúng, nhưng hắn vẫn mặt dày hỏi, gọi để góp ý kiến cho cô ấy chứ. Cửu cửu hiện giờ đang ở đâu? Sao điện thoại của cô ấy không liên lạc được vậy? Đi ra chỗ hòa giải trước đi đã. Hổ nữ dường như không muốn nói đến chuyện này trước mặt những người không có liên quan, nên lạnh giọng ra lệnh cho Tần Lạc. Tần Lạc chỉ biết thở dài từng hồi, trông vô cùng ủ rũ. Tần Lạc chỉ nói sơ qua tình hình cho hội hòa giải biết, sau đó hắn rất hành thực khai báo hành động đánh người của hắn, nhưng cũng đem chuyện Dương Phụ khiêu khích hắn trước nói cho hội hòa giải biết. Dương Phụ lúc này không có ở đây, còn cạnh Tần Lạc lại có hổ nữ nên hắn chỉ bị phạt một ít tiền sau đó liền được thả ra. Cảm ơn, Tần Lạc cảm kích nói, không ngờ cô lại tới cứu tôi. Ngày trước Tần Lạc và Vương Cửu Cửu còn qua lại với nhau thì hắn và hổ nữ cũng chẳng hề có quan hệ mật thiết với nhau gì, nhưng chỉ vì hắn quen biết Vương Cửu Cửu nên mới quen biết hổ nữ mà thôi. Trong lúc mình gặp hoạn nạn, hổ nữ đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ, làm cho Tần Lạc cảm động vô cùng. Hắn nghĩ bụng sau này nhất định phải nghĩ ra phương thuốc giúp nàng cắt bỏ được tảng thịt mỡ ở trên người đi để báo đáp. Lẽ nào tôi lại không cứu nổi anh sao? Hổ nữ vẫn còn tức giận nói, anh cứ tưởng chỉ có những người phụ nữ xinh đẹp mới tài giỏi hay sao? Chẳng lẽ những người con gái xấu xí như chúng tôi lại chỉ là đồ ăn hại, bị thịt ư? Tôi không hề có ý đó. Tần Lạc ngượng ngùng giải thích, hổ nữ tuy là đã cứu hắn ra ngoài nhưng lại rất không bằng lòng với hắn. Do vậy mà ăn nói có phần xúc phạm tới Tần Lạc. Có lẽ, mình đúng là đã làm tổn thương cửu cửu rồi. Tần Lạc nghĩ bụng. Anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn bây giờ đi. Hổ nữ trông khuôn mặt cười cười nịnh bợ của Tần Lạc, nên nhưng bực tức ban nãy cũng tan đi hơn nửa, do vậy nàng chủ động hỏi hắn. Dương Phụ là ai vậy? Hắn nói hắn làm lễ thành hôn với cửu cửu là thật sao? Tần Lạc hỏi. Ông của Dương Phụ và ông của chị cửu cửu là chiến hữu của nhau. Từ nhỏ hắn ta đã theo chân cha của hắn đi nhập ngũ tại mấy cái vùng Lan Châu. Không biết từ khi nào hắn đột nhiên quay về thủ đô, hơn nữa còn chủ động chạy tới nhà vương gia để cầu thân, gạch dưới ông của chị cửu cửu lại rất thương chị ấy, nên không đồng ý ngay. Nhưng mọi người trong nhà vương gia lại cứ dục chị ấy mau mau đồng ý, nói cho cùng thì chị cửu cửu cũng là đứa con chính thống duy nhất trong dòng họ của vương gia. Do vậy mà nếu như vương gia không có người kế thừa thì sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm. Trong câu nói của hổ nữ có phần lấp lửng, có những lời không nên nói ra trong lúc này, điều này Tần Lạc cũng hiểu cho nàng, bởi tối hôm Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đi ăn thịt nướng với nhau, Vương Cửu Cửu cũng đã nói lên những nỗi khổ của nàng cho hắn biết. Cửu Cửu đâu, cô ấy đang ở đâu rồi? Tần Lạc hỏi. Trái tim của chị Cửu Cửu đã sớm thuộc về một người, chị ấy đã yêu phải một người vô tâm, nên chị ấy không muốn lấy Dương Phụ nữa. Chính vì vậy mà chị ấy đã bỏ trốn ngay đêm hôm đó. Gọi điện cho chị ấy cũng không nghe, tôi cũng không biết là chị ấy đi đâu nữa. Hổ nữ lo lắng nói. Cô đã tới nhà của cửu cửu chưa? Qua rồi, nhưng cũng không thấy đâu cả. Dì Trương bây giờ cũng lo lắm, gọi điện khắp nơi để dò hỏi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Hổ nữ nói. Tần Lạc biết hổ nữ nói dì Trương ở đây chính là Trương Nghi Y. Tần Lạc có phần e sợ khi qua lại với người đàn bà này. Nhưng bây giờ nói thế nào hắn cũng phải đến nhà của Vương Cửu Cửu một chuyến. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này. Tần Lạc cảm kích nói, tôi sẽ đi tìm Cửu Cửu. Không có gì, hổ nữ nói, anh mau đi tìm chị ấy về đây, chị ấy đang ở ngoài một thân một mình. Tất cả mọi người ai nấy đều rất lo lắng cho chị ấy. Tần Lạc gật gật đầu, sau đó quay người cùng với đại đầu bỏ đi. Nếu anh đã thích chị Cửu Cửu như vậy, thì sao lại không cần chị ấy? Hổ nữ đứng ở sau lưng hắn bỗng nhiên gào lên hỏi hắn. Tần Lạc nghe xong sững người lại một lúc, xong rồi chỉ biết cắm đầu xuống mà đi. Câu hỏi như thế này thì thử hỏi hắn làm sao trả lời được cơ chứ? Tần Lạc cũng đã tới vương gia mấy lần, chính vì vậy mà hắn đối với địa hình nơi đây khá là quen thuộc. Chiếc xe đi tới cổng đại viện của khu quân đội liền dừng lại. Tần Lạc kéo cửa kính xuống nói với người lính gác cổng, xin chào, tôi muốn tới nhà của vương thủ trưởng. Mời anh xuất trình giấy thông hành, anh lính kia lịch sự nói. Tần Lạc liền móc trong người ra tờ giấy thông hành lần trước Vương Cửu Cửu đưa cho hắn, anh lính này cầm lấy, đưa tay lên chào hắn một cách lịch sự rồi đi ra chỗ máy tính cho thẻ vào quét một cái rồi nói, Tần tiên sinh. Thành thật xin lỗi, nhưng anh không được vào. Tại sao vậy?
Tần Lạc tức giận nói, không cho mình vào rồi còn đưa tay lên chào mình làm cái gì? Mã số trên giấy thông hành của anh đã mất tác dụng. Anh lính kia đáp. Mất tác dụng, Tần Lạc sững người, sao lại có thể hết hạn được? Ai lại có thời gian rảnh rồi mà đi làm cái trò này với mình cơ chứ? Trong máy của Tần Lạc cũng chỉ có số của Vương Cửu Cửu, hắn muốn gọi điện vào nhà của Vương Cửu Cửu hỏi thăm tình hình cũng không được nữa, hắn hối hận khi trước không ghi số của Trương Nghi Y lại. Tần Lạc lúc này liền cười nịnh nọt nói, anh ơi! Anh có thể gọi hộ tôi vào nhà của Vương Thủ trưởng được không, nói là có người họ Tần đến chơi. Không được, anh lính nghiêm giọng nói, chúng tôi không có quyền được làm như vậy. Nếu như người nào cũng yêu cầu như hắn gọi điện vào nhà của thủ trưởng thì anh ta chắc bị thủ trưởng mắng chết à. Vậy anh có thể đi thông báo dùm tôi được không? Không được, anh lính đáp, trong giờ trực ban, không được phép rời bỏ vị trí. Nếu như là ở nơi khác thì Tần Lạc đã bảo đại đầu đưa thẳng xe xông vào bên trong rồi, nhưng ở nơi này thì không cần người khác hãm hại hắn, mà hắn làm như vậy chẳng khác nào là tự sát cả. Nhưng giấy thông hành đã không có tác dụng rồi. Hắn không vào được bên trong nữa, làm thế nào bây giờ? Đang trong lúc Tần Lạc không biết làm thế nào thì một chiếc Audi màu đen đi tới. Người trẻ tuổi trên xe nhìn Tần Lạc một cái, sau đó dừng xe ngay gần chỗ hắn, rồi mở cửa chạy tới nói, Tần thiếu gia, sao anh lại ở đây mà không vào trong đi? Người này Tần Lạc cũng quen, khi hắn cùng với Vương Cửu Cửu đi tham gia hội những người danh giá, hắn có quen đám con ông cháu cha này. Tôi muốn vào nhà của Cửu Cửu nhưng bị chặn ở đây. Tần Lạc khó xử nói. Vậy sao, người trẻ tuổi lập tức hiểu ra chuyện gì đó, liền cười nói, Tần thiếu gia. Thực ra tôi cũng không thể nào đưa anh vào trong được, tính khí của dì Trương anh cũng biết rồi đấy, nếu như giấy thông hành mà bị dì ấy gạch tên thì trách nhiệm này tôi cũng không gánh nổi hay là thế này, để tôi vào trong kia nói giúp anh một tiếng được không? Cảm ơn anh, Tần Lạc vô cùng cảm kích nói tuy hắn đã quên mất tên của người này là gì. Tôi tên Tử Đạn Đầu. Người thanh niên trẻ tuổi kia nói, chúng ta đã từng gặp nhau ở hội những người danh giá đó. Tôi nhớ mà, Tần Lạc mặt dày nói, thật làm phiền anh quá. Tần Lạc thầm nghĩ, xảy ra việc như thế này, con gái bỏ nhà ra đi, Trương Nghi Y chắc là căm hận mình lắm, không biết chút nữa bà ta có cho mình vào không nữa. Chương 669, người đàn ông lả lơi ong bướm. Không khí trong phòng khá lạnh, nhưng Trương Nghi Y vẫn mặc một bộ đồ vô cùng mát mẻ. Một chiếc váy vải sa tanh mỏng tang màu hồng, trông bà như một thiếu nữ mười mấy tuổi vậy. Chiếc cổ áo không đủ che đi bộ ngực trắng nõn và to tròn của bà, trông vô cùng khiêu gợi. Trương Nghi Y có kiểu ngồi khá là thô kệch, ngồi trên ghế rồi bà ta còn gác chân lên trên mặt bàn làm lộ cả chiếc quần chip màu đen dưới váy, may mà trong nhà không có ai chứ nếu không sẽ lộ hết cả hàng cả họ. Trương Nghi Y lúc này đang ôm một bát kem sô-cô-la ngồi xem một bộ phim truyền hình tình yêu, âm mưu, ám sát luân lý có tên. Trương Nghi Y vừa ăn kem sô-cô-la vừa lấy khăn lên lau nước mắt, dưới đất lúc này đã la liệt những mảnh giấy mà bà dùng để lau nước mắt, có lẽ bà khóc cũng được một thời gian khá lâu rồi. Hu hu hu, đáng thương quá, ai làm mẹ cũng đáng thương như vậy, Cửu. Cửu đáng thương của mẹ ơi, con bây giờ đang ở đâu? Con mà có mệnh hệ gì mẹ sống làm sao được cơ chứ? Trương Nghi Y lau nước mắt trên mặt mình đi sau đó lại nhét một thìa kem sô-cô-la to bự vào miệng. Xem ra việc Vương Cửu Cửu bỏ nhà ra đi tác động rất lớn đến bà đang đem sự đau khổ của mình đắm chìm trong bát kem sô-cô-la này. Cốc, cốc, gạch dưới. Có tiếng gõ cửa vang lên. Trương Nghi Y vẫn không thèm để ý, vì thế nào người bảo mẫu trong nhà của bà cũng chạy ra mở cửa. Dì Trương có nhà không ạ? Giọng một người thanh niên vọng tới. Có, cậu đến tìm phu nhân có việc gì thế? Người bảo mẫu làm trong nhà của Trương Nghi Y nói. Chuyện là thế này. Tần Lạc muốn đến gặp dì Trương, nhưng giấy thông hành của anh ấy không hiểu làm sao mà bị quá hạn rồi, chính vì vậy mà anh ta nhờ tôi đến hỏi dì Trương một tiếng là có thể đưa anh ta vào đây được không? Người thanh niên kia cố ý nói thật to để cho Trương Nghi Y có thể nghe thấy. Tôi sẽ vào nói cho phu nhân biết, bà bảo mẫu nói. Trương Nghi Y lúc này nghe tiếng vội nhảy dựng đứng lên, bà ta chạy bổ ra ngoài quên cả đi dép vào, trên tay bà vẫn ôm lấy cái bát kem sô-cô-la và hộp giấy ăn. Khi bà ta chạy ra tới cổng liền nhảy chồm tới chỗ Tử Đạn Đầu nói, cái thằng chết bầm đó nó dám đến đây hả? Ha ha, dì Trương, trông bộ dạng hung hàn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Trương Nghi Y làm cho Tử Đạn Đầu cảm thấy kinh hãi. Trương Nghi Y thì ai mà không biết,
nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không có một ai dám đến gây chuyện với bà ta cả. Đang hỏi cậu đấy, tai cậu điếc rồi hả? Trương Nghi Y tức giận gầm lên. Vâng, Tần Lạc đang đứng ở ngoài cổng, Tử Đạn đầu đáp, trong bụng thầm nghĩ tên chết bầm mà dì Trương vừa nhắc tới chắc là Tần Lạc cũng nên. Tại sao Trương Nghi Y lại căm ghét anh ta như vậy nhỉ? Lẽ nào anh ta làm gì con gái của bà ta rồi bỏ của chạy lấy người? Nếu mà là như vậy thì mình cũng không nên dính dáng gì vào trong này là tốt nhất, nếu như Trương Nghi Y muốn cầm dao chém người, thì mình tốt hơn hết là tránh đi thì hơn. Cậu đi nói cho thằng đó biết tôi không có nhà, Trương Nghi Y sẵn giọng nói. Vâng, vâng, Tử Đạn đầu nói, cháu sẽ ra nói ngay đây. Trước khi Trương Nghi Y nổi điên lên thì Tử Đạn đầu thấy mình nên chạy là thượng sách. Tử Đạn đầu lúc này vội chạy ra bên ngoài cổng, lau mồ hôi đang vã ra ròng ròng nói, Tần thiếu gia. Tốt nhất là anh nên về đi. Cửu cửu có ở trong nhà không? Tần Lạc hỏi. Tôi không trông thấy cô ấy, chắc là không có nhà. Tử Đạn đầu đáp. Cô Trương thì sao? Dì ấy, thì có, nhà, Tử Đạn đầu ấp a ấp úng nói. Nhưng dường như dì ấy đang tức giận anh lắm thì phải khi tôi đến gõ cửa nhà dì ấy, thì dì ấy chạy bổ đến bảo là bà không có nhà. Tần Lạc chỉ biết cười khổ. Xem ra Trương Nghi Y đổ hết tội lỗi của việc Vương Cửu Cửu bỏ nhà ra đi lên đầu mình rồi, mình lần này đúng là có tội lớn rồi. Thấy Tần Lạc không nói gì, Tử Đạn đầu liền nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngày trước không phải quan hệ của mọi người rất tốt sao? Không có gì cả, Tần Lạc nói, Tử Đạn đầu không biết là đang xảy ra chuyện gì, xem ra chuyện Vương Cửu Cửu lấy Dương Phụ chẳng qua chỉ có vậy, tạm thời vẫn chưa công khai ra ngoài, tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn gặp cô Trương. Hôm nay phải vào trong đó gặp cô Trương một chuyến, anh có thể nghĩ cách dùm tôi được không? Cái này, Tử Đạn đầu có vẻ khó xử nói. Nếu như mình muốn đảm bảo cho Tần Lạc vào trong này thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như Trương Nghi Y mà biết mình đưa Tần Lạc vào trong thì bà ta chắc chắn sẽ xé xác mình ra thành trăm mảnh mất. Phiền anh quá, Tần Lạc khẩn cầu nói. Hắn hôm nay phải gặp Trương Nghi Y bằng được, hắn muốn hiểu thêm sự tình từ miệng của bà ta, hắn muốn biết tình hình hiện giờ của Vương Cửu Cửu. Tần Lạc cho rằng Trương Nghi Y biết Vương Cửu Cửu đang ở đâu, tình cảm mẹ con của hai người này vô cùng đặc biệt, nếu như Vương Cửu Cửu mà không muốn làm gì thì Trương Nghi Y chắc chắn sẽ đứng về phía của nàng ngay. Tử Đạn đầu trần trừ một lúc rồi nói, thế này nhé, tôi có thể đưa anh vào bên trong, nhưng tôi sẽ không đi cùng anh tới nhà của Vương gia, anh tự mình đi đến đó được không? Cảm ơn anh nhiều lắm, Tần Lạc vô cùng cảm kích nói, hắn đi theo Tử Đạn đầu vào trong khu quân đội. Khi hắn chưa đi tới nhà của Vương gia thì Tử Đạn đầu đã lảng sang một bên, rồi đưa tay chỉ vào nhà của Vương Cửu Cửu nói, đó là nhà của Vương Cửu Cửu, dì Trương đang ở trong nhà đó, anh cứ tới đó mà gọi cửa. Tần thiếu gia, tôi chỉ làm được có vậy thôi. Vô cùng cảm ơn anh, Tần Lạc bắt lấy tay của Tử Đạn đầu cảm kích nói, nếu như là ngày trước thì hắn thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả, nhưng hôm nay hắn vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Tử Đạn đầu. Chờ cho Tử Đạn đầu đi xa rồi. Tần Lạc vội đi tới cổng nhà của Vương gia, trong bụng thầm nghĩ trước nên ăn nói ra sao, sau đó đưa tay lên bấm chuông. Két! Cửa cánh cổng được mở ra, bảo mẫu của nhà họ Vương đứng ở cổng trông thấy Tần Lạc thì sững người không biết nên làm thế nào cho phải, vì nói cho cùng thì Trương Nghi Y không muốn gặp hắn. Xin chào, cô Trương có nhà không? Tần Lạc chủ động lên tiếng nói. Bảo mẫu quay lại nhìn vào trong nhà một cái rồi nói, xin lỗi, phu nhân không có nhà. Nói xong liền đóng cửa lại. Bộp! Tần Lạc đưa tay lên chặn lại, bảo mẫu sợ quá nói, anh định làm gì vậy? Phu nhân chấm biết yêu nhân không có nhà. Tần Lạc trông thấy ánh mắt lo lắng và đang cố tìm cách trốn chạy của người bảo mẫu, hắn liền hét to lên, cô Trương! Cháu là Tần Lạc đây, cháu có chuyện muốn nói với cô. Trương Nghi Y ôm bát kem sô-cô-la đứng ở ngay cổng nói, tôi đã nói là tôi không có nhà rồi cậu còn tới đây làm gì nữa hả? Tần Lạc thấy Trương Nghi Y thằng thừng từ chối mình như vậy, liền cố gắng nói, cô Trương, cháu có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô. Trương Nghi Y lúc này lên tiếng nói, có chuyện gì? Trương Nghi Y vẫn đang ngồi trên sofa xem TV, cũng không mời Tần Lạc ngồi xuống, khác hắn với thái độ đon đã ngày trước của bà ta. Tần Lạc tuy có hơi chút thất vọng nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, cô Trương, cháu nghe nói Cửu Cửu đính hôn rồi phải không? Trương Nghi Y nghe Tần Lạc nói vậy thì mỉm cười quay sang nhìn Tần Lạc rồi nói, cái này thì có liên quan gì tới cậu hả? Đúng là không liên quan gì tới cháu, nhưng nó lại liên quan tới Cửu Cửu.
Cửu Cửu đã là người trưởng thành rồi, cô nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy thích ai thì đó là việc của cô ấy chứ. Tần Lạc nói với giọng khá tức giận, những người có chức có quyền sao mà phức tạp thế không biết. Về sau con cái của mình nó muốn lấy ai thì tùy nó, mình tuyệt đối sẽ không chen ngang vào. Tôi cũng muốn nó chọn người đàn ông mà nó thích, nhưng mắt nó bị mù đi chọn phải một đứa vô lương tâm. Trương Nghi Y cười lạnh nói, ngày trước tôi khóc lóc van xin con gái tôi nó lấy cậu nhưng cậu lại không muốn. Sao vậy, bây giờ cậu hối hận rồi hả? T. Tần Lạc lúc này ngồi luôn xuống ghế sofa nhẫn nại nói, cô Trương. Cháu biết cô không bằng lòng với cháu, chuyện của Cửu Cửu cháu cũng có trách nhiệm, nhưng cháu cũng có nỗi khổ riêng của mình. Cháu và Lâm Hoán Khê quen nhau trước, hai nhà cũng đã gặp mặt nhau. Cô ấy bây giờ là vợ chưa cưới của cháu rất cảm kích cô và Cửu Cửu đã thương yêu cháu, nhưng cháu không biết làm thế nào để báo đáp lại tình cảm của cô và của Cửu Cửu cả. Đàn ông thích đàn bà có thể tìm ra cả trăm cả ngàn lý do để theo đuổi, đàn ông mà không thích đàn bà cũng có thể tìm ra cả trăm cả ngàn lý do để từ chối. Trương Nghi Y hiển nhiên là không có ý muốn tiếp nhận lời giải thích của Tần Lạc, cậu đã không thích Cửu Cửu rồi tại sao lại không từ chối nó luôn đi. Cháu từ chối rồi đấy chứ, Tần Lạc đau khổ nói, nhưng nó vẫn mặt dày bám theo cậu đúng không? Trương Nghi Y đặt bát kem sô-cô-la to bự xuống như muốn đánh nhau với Tần Lạc đến nơi. Dạ không, không phải, Vương Cửu Cửu là một người vô cùng thuần khiết, không phải như cô nghĩ đâu. Tần Lạc biết Trương Nghi Y ăn nói sắc bén, nhưng lại không nghĩ bà ta lại ăn nói lợi hại như vậy, làm cho hắn không biết chống chế thế nào cho phải nữa. Trương Nghi Y khoanh tay trước ngực nói, nếu cậu đã nói cậu không có cách nào chịu trách nhiệm với con gái của tôi rồi thì bây giờ cậu lại đến đây để làm gì? Cháu muốn nói chuyện với Cửu Cửu, Tần Lạc nói, hắn muốn gặp Cửu Cửu, muốn biết được nàng đang an toàn, hắn muốn nói chuyện với nàng xem có thể giúp được gì ý cho nàng không. Cậu định nói cái gì với nó? Cậu đến cả nói gì với nó cũng không biết thì nói cái gì? Trương Nghi Y nói, cháu muốn nói chuyện với cô ấy xem làm thế nào để từ chuyện hôn ước lần này. Tần Lạc hạ quyết tâm nói ra sự thật trong lòng mà hắn nghĩ. Xí, cậu hay thật đấy. Trương Nghi Y quay sang dò xét Tần Lạc nói, cậu không đồng ý từ chối hôn ước của mình lại đòi người khác từ chối hôn ước của người ta, nó đúng là thích cậu, nhưng cậu lại không muốn tiếp nhận nó. Nếu mà những người đàn ông khác nó không thích thì nó chọn Dương Phụ, hay là Dương Nhị, Dương Tam gì gì đó thì khác gì nhau hả? Rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ tìm được người mình thích. Tần Lạc nói, hắn thầm nghĩ, phải tìm cách tháo gỡ chuyện trước mắt cái đã, ngày còn dài thời gian còn nhiều. Vương Cửu Cửu chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông khác để yêu. Cậu thối lắm cậu biết không? Trương Nghi Y chỉ thẳng vào mặt Tần Lạc mà chửi, cậu cứ tưởng con gái tôi là lơi ong bướm như cậu hả? Nó nhận được gen di truyền của tôi, nó giống tôi ở cái điểm rất trung tình. Gạch dưới nó đã thích cậu rồi thì còn thích ai được nữa? Chương 670, hành tung của Vương Cửu Cửu bị bại lộ. Là lơi ong bướm. Tần Lạc không ngờ rằng mình lại bị nói như vậy. Ngày trước, mỗi khi tiếp xúc với Trương Nghi Y, hắn biết bà ta là sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Thanh Hoa ra, khả năng ăn nói vô cùng ghê gớm, nhưng hắn không ngờ mới có một thời gian ngắn không gặp mà trình độ ăn nói của bà đã tăng lên đáng kể. Tần Lạc lúc này chỉ biết á khẩu không biết nên phản bác thế nào cho phải nữa. Sao hả, bị tôi nói trúng tim đen rồi hả? Trương Nghi Y khinh bỉ nói, con gái tôi chỉ yêu có một người đàn ông, còn cậu thì yêu một lúc cả đống người đàn bà. Đã thế lại còn chạy tới đây bảo nó từ hôn, rồi lại mồm mép nói là không thể chịu trách nhiệm với nó. Cậu mà không phải là người mà con gái tôi yêu thì tôi sẽ cắt cái thằng nhỏ của cậu băm ra cho chó ăn từ lâu rồi. Trương Nghi Y nói xong trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp, cho dù cậu có là người mà con gái tôi thích đi chăng nữa, nhưng cậu lại không phải là người đàn ông của nó, thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể cắt thằng nhỏ của cậu vứt cho chó ăn. Tần Lạc biết Trương Nghi Y là người khẩu xà tâm Phật. Bà ta tuy nói vậy nhưng chưa chắc đã làm vậy, nghe bà ta dọa nạt như vậy hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ nói, cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tìm Cửu Cửu, cô ấy một thân một mình ở ngoài như vậy vô cùng nguy hiểm, Cửu Cửu đang ở đâu vậy? Tôi không biết, Trương Nghi Y trả lời một cách dứt khoát. Tần Lạc đứng thẳng lên rồi cúi gập người xuống trước mặt của Trương Nghi Y khẩn thiết nói, xin cô hãy nói cho cháu biết Phương Cửu Cửu hiện giờ đang ở đâu được không ạ? Trương Nghi Y vẫn chăm chú nhìn lên màn hình TV nói, trong phim không phải người ta vẫn hay diễn như vậy sao? Sao à, Tần Lạc sững người không hiểu gì, hắn chỉ có hiện tượng không theo kịp suy nghĩ của người khác khi đối diện với hai người phụ nữ,
một là văn nhân Mục Nguyệt vì nàng quá thông minh. Ví dụ như khi hắn ngồi đánh cờ với nàng, mỗi nước hắn đi thì giỏi lắm là hắn sẽ suy nghĩ trước được nước tiếp theo là cùng, còn văn nhân Mục Nguyệt thì hoàn toàn có thể suy nghĩ trước 3-4 nước liền. Người thứ hai đó là Trương Nghi Y, bởi vì tính tình của bà ta vô cùng quái đản. Những lời nói và hành động của bà ta luôn làm cho người ta mắt chữ O mồm chữ A chẳng hiểu gì cả. Khi nãy trên TV có đoạn phim, một người đàn ông cãi nhau với vợ của mình. Vợ của ông ta bỏ đi, ông ta đến nhà vợ cầu cứu mẹ vợ hỏi xem vợ mình đang ở đâu, cậu biết không, ông ta quỳ xuống van xin đó. Trương Nghi Y mắt vẫn dán vào màn hình TV, Tết vẫn nút thìa kem sô-cô-la vào trong miệng nói. Quỳ xuống ấy hả? Đầu gối của đàn ông đại trượng phu sao có thể dễ dàng quỳ xuống được? Nhưng nghĩ tới vương cừu của ụ Tần Lạc quyết định nhượng bộ. Cộp! Tần Lạc quỳ hẳn xuống đất nói, cô nói cho cháu biết cừu cừu đang ở đâu vậy? Trương Nghi Y lúc này vẫn đang ngồi chồm hổm trên ghế sofa, bỗng nhiên tầm nhìn của Tần Lạc hạ thấp xuống, chẳng may nhìn thấy toàn bộ nội y dưới váy của Trương Nghi Y. Tần Lạc giật thót tim vội vã hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt của bà ta, mong chờ câu trả lời. Trương Nghi Y chẳng qua cũng là buột miệng nói ra như vậy, bà chỉ muốn làm khó Tần Lạc rồi đuổi hắn ra khỏi nhà, bà không ngờ Tần Lạc lại quỳ xuống thật, xem ra hắn đối với cửu cửu cũng không phải cạn tàu giáo máng. Mau đứng dậy đi, Trương Nghi Y đặt bát kem sô-cô-la xuống định đỡ Tần Lạc dậy nói, tôi cũng không phải là mẹ vợ của cậu, không dám nhận cái lại này của cậu đâu. Cửu cửu đang ở đâu vậy? Tần Lạc vẫn quỳ ở dưới không muốn vội đứng lên, quỳ một phút với quỳ 3 phút thì khác gì nhau cơ chứ? Hơn nữa đàn ông con trai muốn có được vợ thì không phải là cũng dùng chiêu khổ nhục kế này hay sao? Khí cốt của đàn ông chỉ là dùng cho người khác nhìn, còn đối với người phụ nữ trong nhà của mình tốt nhất không nên tỏ ra có khí cốt làm gì cho mệt. Tần Lạc cứ quỳ dưới sàn không chịu đứng lên, Trương Nghi Y một tay cũng không kéo được hắn lên, bà đành phải đặt bát kem xuống dùng cả 2 táp kéo hắn dậy. Trương Nghi Y cúi xuống như vậy làm cho bộ ngực đồ sộ của bà lồ lộ hết cả ra ngoài. Tần Lạc kinh hãi cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn nói, cô Trương. Cô nói cho cháu biết cửu cửu đang ở đâu, cháu biết rồi sẽ đứng lên ngay. Trương Nghi Y biết sức của mình không bằng Tần Lạc, nên bà chẳng buồn phí sức kéo hắn lên nữa nhưng bà cũng không tiện ngồi trên ghế sofa để mặc Tần Lạc quỳ trước mặt mình. Do vậy bà liền ra đứng sau lưng hắn nói, tôi cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Cô làm sao lại không biết được, Tần Lạc nói. Hắn cứ nghĩ rằng Trương Nghi Y đang giấu hắn hành tung của cừu cừu. Trương Nghi Y nghe vậy thì tức giận nói, tôi làm sao biết được. Nó đột nhiên bỏ đi như vậy, lại còn cầm của tôi cả một cái quần chip nữa. Điện thoại cũng không gọi được, lại còn không để lại cho tôi chút thông tin gì, tôi làm sao biết được nó đi đâu cơ chứ. Không có một chút tin tức gì sao, Tần Lạc cười nịnh nói. Bên sân bay người ta gọi điện về nói nó đặt vé đi Văn Diễn rồi. Văn Diễn? Tần Lạc sững người, cô ấy đến đó làm gì chứ? Từ khi Tần Lạc để hội cứu trợ Tần Lạc cho Vương Cửu Cửu đảm nhận xong rồi thì không đoái hoài gì đến nó nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng là do bận quá mà không để ý tới, hắn về Yến Kinh hơn 1 năm nay, đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có nữa là. Ngoại trừ Tần Lạc lúc đầu đầu tư vào đó 10 triệu nhân dân tệ xong, thì Vương Cửu Cửu lại nhờ vào các mối quan hệ của mình quyên góp thêm được một khoản tiền nữa. Nhưng tất cả chỗ tiền này đều đã được đầu tư hết vào việc xây dựng cơ sở cho Văn Diễn. Khi câu chuyện về mũi mặt người làm cho người ta thất kinh bát đảo thì Tần Lạc cùng với các đại diện của Trung Y đã đến Văn Diễn giải quyết vấn đề, Vương Cửu Cửu cũng mạo hiểm đi theo hắn trong chuyến đi đó. Sau đó Vương Cửu Cửu quyết định đầu tư làm đường và đưa điện về đây cho dân làng, sau đó nàng hợp tác với thành phố Văn Phàm bỏ ra một miếng đất để xây dựng một công viên cấp quốc gia. Tỉnh Văn Diễn dân chúng nghèo khó. Nhưng phong cảnh thì lại rất đẹp, rừng cây rậm rạp, vật chất phong phú, là một nơi rất đáng để đầu tư. Vì vậy mà 10 triệu nhân dân tệ của Tần Lạc chẳng thấm vào đâu trong công cuộc đầu tư này cả. Tần Lạc cũng đã đem chuyện này ra nói với Lệ Khuynh Thành một lần. Lệ Khuynh Thành nói trong tay có một ít tiền có thể đầu tư. Tần Lạc để Lệ Khuynh Thành tự liên lạc với Vương Cửu Cửu, sau đó thì hắn đi Hàn Quốc, nên không hỏi thêm gì về chuyện này nữa. Càng về sau hội quỹ hỗ trợ của hắn càng ngày càng phát triển, Vương Cửu Cửu cũng không thể đem theo vài người bạn có thể giải quyết được, sau đó nàng liền mời thêm mấy người có đầu óc kinh doanh về giúp nàng đầu tư, thậm chí còn thuê một văn phòng tại Thân Hải Building làm văn phòng đại diện nữa. Vương Cửu Cửu âm thầm đi Văn Diễn dĩ nhiên là vì chuyện đầu tư của quỹ hỗ trợ. Tần Lạc thầm nghĩ chỉ cần đến quỹ hỗ trợ dò hỏi thì chắc sẽ dò hỏi được một chút tin tức.
Tần Lạc kéo theo đại đầu đến lầu thứ 11 của Thân Hải Building, sau đó tìm được đến văn phòng có treo tấm biển quỹ hỗ trợ Tần Lạc. Tiên sinh xin hỏi anh là ai? Một cô gái đứng ở đài tiếp tân tiến tới hỏi. Tôi muốn tìm Vương Cửu Cửu. Tần Lạc cười nói, hắn không biết mọi người ở đây gọi Vương Cửu Cửu thế nào, nên hắn cứ gọi trực tiếp tên của nàng ra như vậy. Cô gái trẻ này đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một lúc rồi nghĩ rằng chắc hắn có quen biết mật thiết với Vương Cửu Cửu nên đáp, dạ xin lỗi. Vương Tổng Giám Đốc không có ở đây. Vương Tổng Giám Đốc. Tần Lạc phì cười nói, cô có biết cô ấy đang ở đâu không? Xin lỗi, cái này tôi không rõ lắm. Cô gái kia trả lời. Thầy Tần, sao thầy lại tới đây? Trong văn phòng có người ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tần Lạc đứng đó thì vui mừng khôn tả. Triệu Quyên, sao em lại làm trong quỹ hỗ trợ này? Tần Lạc kinh ngạc hỏi, Triệu Quyên vốn là một học trò trong lớp của Tần Lạc, nhưng không ngờ nàng lại bị Vương Cửu Cửu kéo tới đây làm việc. Triệu Quyên liền mời Tần Lạc và đại đầu vào trong phòng uống trà, Tần Lạc tuy không muốn làm mất thời gian, nhưng cũng biết Vương Cửu Cửu vốn âm thầm bỏ đi như vậy là vì không muốn ai biết chuyện này, nên hắn cũng không dám đem chuyện này ra nói cho người khác biết. Thầy Tần, thầy lâu lắm rồi không đến trường rồi đấy. Mọi người trong lớp đều rất nhớ thầy, Triệu Quyên nói với giọng trách móc. Có cô thiếu nữ nào mà không mơ tưởng cơ chứ? Khi đó Tần Lạc là thầy giáo dạy thay cho lớp của Vương Cửu Cửu. Các hành động của hắn rất được các nữ sinh mến mộ yêu thầm. Sau đó Vương Cửu Cửu theo đuổi Tần Lạc một cách điên cuồng và lộ liễu, làm cho các đối thủ khác tự thấy mình kém thế hơn nên đã tự động rút lui. Tuy không thể trở thành người yêu của nhau, nhưng trở thành người bạn của nhau cũng là việc không hề tồi chút nào, vì thế mà Triệu Quyên hôm nay thấy Tần Lạc đến đây thì vô cùng vui vẻ. Dạo gần đây tôi cũng bận, Tần Lạc ngượng ngùng nói, chờ cho hết bận rồi tôi sẽ đến trường thăm các em. Đến lúc đó chắc sẽ có vài sự hợp tác với trường nữa. Tần Lạc nói câu này không phải chỉ là nói cho qua chuyện, vì sau này hắn và ông hắn là Tần Tranh sẽ có việc cần làm ở đây. Tần Tranh bị bắt cóc, rồi bị bắn mấy phát súng vào người, sau đó khi ông tỉnh lại cảm thấy đã cứu mạng sống của ông, cho đến tận bây giờ hai ông cháu Tần Lạc mới biết thực chất là một môn học tôi luyện dưỡng sinh cao cấp của đạo gia. Hai người sau đó thương lượng với nhau cảm thấy môn học này không được quảng bá thì thật là lãng phí. Tuy chiến tranh thuốc phiện đã qua đi rất nhiều năm rồi, sức khỏe và thân thể của người Trung Quốc cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng áp lực cuộc sống ngày càng tăng, bệnh tật ngày càng nhiều. Theo thống kê thì trong 10 người có đến 9 người có vấn đề về sức khỏe, nói rõ hơn rằng mỗi một người đều có khả năng mắc bệnh dù to hay là nhỏ. Nếu như có thể dựa vào thân thể, sức khỏe của mình để giảm khả năng mắc bệnh xuống thì không phải là có lợi cho nước cho dân hơn không? Hơn nữa, Tần Lạc nghĩ rằng đem kết hợp với Trung Y thì có thể đó cũng là một trong những con đường cứu vớt Trung Y. Hắn và ông của hắn việc đầu tiên cần làm là thu vết phục trường Đại học Y khoa Thủ đô tiếp nhận rồi sau đó quảng bá nó. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì Tần Lạc sẽ vào các trường đại học để dạy. Thật sao? Triệu Quyên vui mừng nói, vậy thì thầy vẫn dạy bọn em chứ? Thấy Tần Lạc gật đầu, Triệu Quơ Vên càng phấn khích hơn mừng rỡ nói, Cửu Cửu có biết chuyện này không? Bạn ấy mà biết thì chắc mừng đến chết mất, thầy không ở trường Cửu Cửu cũng chẳng buồn lên lớp nữa, hầu hết thời gian bạn ấy đều dành cho quỹ hỗ trợ này. Cô ấy không biết chuyện này, Tần Lạc sắc mặt đột nhiên buồn bã vô cùng, có những thứ mà Cửu Cửu thích thì hắn biết, nhưng có rất nhiều thứ nàng làm thì hắn lại không hề biết, em có biết Cửu Cửu đi đâu rồi không? Hôm qua em gọi điện tới văn phòng hỏi về tình hình của công viên sinh thái xây dựng ra sao rồi, người phụ trách bên đó có nói Cửu Cửu đến tận đó để giám sát công trình. Chỉ là bấy giờ em không biết bạn ấy đang ở văn phòng hay là xuống thị trấn xem xét. Tần Lạc nghe vậy thì gương mặt của hắn giãn ra, hắn cuối cùng cũng đã biết được cô nhóc Vương Cửu Cửu hiện giờ đang ở đâu rồi. Chương 671, có vợ như vậy còn mong gì hơn? Đà tự, Seniors, LSB. Khi Tần Lạc quay về nhà, Lâm Hoán Khê cũng lai xe vào trong sân. Hai người gần như đồng thời về nhà một lúc. Tần Lạc đứng ở sân đợi một lát, đợi Lâm Hoán Khê từ trong ga ra xe đi ra và nói, em dẫn bọn họ đi xem miếng đất đó. Bọn họ nói thế nào? Tuy nói nghiệp đoàn Trung Y có chuyển địa điểm hay không hoặc là chuyển tới địa điểm nào hoàn toàn là do Tần Lạc và Lâm Hoán Khê tự mình quyết định nhưng Tần Lạc vẫn không muốn để người khác nói hắn là người độc đoán. Hơn nữa cũng cần phải huy động một số ban ngành của nghiệp đoàn Trung Y vào việc này nên Tần Lạc mới bảo Lâm Hoán Khê dẫn mấy người phụ trách chủ yếu của nghiệp đoàn đi xem miếng đất đó.
Còn việc nghiệp đoàn chung ý ký kết hợp đồng cùng giá cả thế nào với Ngô Hồng Sinh để mua đám đất đó thì đó chính là chuyện của bọn họ khi đàm phán. Tần Lạc chỉ quan tâm tới việc cấp tiền mà thôi. Nghiệp đoàn Trung Y đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, đã bán cho các công ty khác hơn 10 kết quả nghiên cứu của mình. Một số sản phẩm khác được dự đoán là sẽ bán rất chạy trên thị trường thì vẫn đang nằm trong tay Lâm Hoán Khê. Mặc dù Lâm Hoán Khê không giải thích gì với Tần Lạc nhưng Tần Lạc biết nàng muốn học theo Khuynh Thành quốc tế, tự mình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hình thành một doanh nghiệp tự sản xuất, tự tiêu thụ. Một khi phát huy được thế mạnh nghiên cứu, Khuynh Thành quốc tế có thúc ngựa chạy cũng không thể nào vượt nổi nghiệp đoàn Trung Y. Tiền bán sản phẩm nghiên cứu thu được của nghiệp đoàn Trung Y chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì hoạt động khổng lồ của nghiệp đoàn. Để bọn họ bỏ ra một món tiền lớn mua đất, xây dựng trụ sở là điều phi thực tế. Đương nhiên cho dù bọn họ có tiền Tần Lạc cũng không đồng ý để bọn họ một mình bỏ tiền ra. Hắn đã cam đoan với Lâm Hoán Khê, hắn muốn xây cho nàng một building, hơn nữa hắn còn đặt tên nàng cho tòa building đó. Hắn coi như là chút bồi thường cho nàng khi chuyển ra ngoài building Khuynh Thành. Coi như là bồi thường cho một số chuyện khác. Tần Lạc biết hắn thật sự nợ người phụ nữ này của mình rất nhiều. Bọn họ cảm thấy mảnh đất đó cũng rất tốt. Lâm Hoán Khê nói, bọn họ ủng hộ mua khu đất xây cao ốc nhưng vấn đề là công trình này rất lớn, có thể phải mất mấy năm. Nghiệp đoàn Trung Y phải tìm một trụ sở tạm thời đã. Anh đã nói chuyện với Dưỡng Tâm về chuyện này, Dưỡng Tâm sẽ tìm hộ xem ở Yến Kinh có khu văn phòng cho thuê nào không. Chúng ta sẽ thuê tạm mấy tầng. Đợi sau này tòa nhà xây xong thì nghiệp đoàn Trung Y sẽ chuyển tới đó. Khi đó không còn phải chuyển trụ sở lung tung nữa. Tần Lạc cười nói. Hắn lấy bản vẽ ra nói, em hãy nhìn cái này xem. Lâm Hoán Khê cầm bản vẽ, nàng mở ra nhìn một lúc rồi hỏi, đây là bản thiết kế hả? Đúng vậy, đây là bản thiết kế tòa nhà Hoán Khuê. Tần Lạc giải thích. Nói thật là rất trùng hợp, khi anh đi chữa bệnh cho một bệnh nhân thì bất ngờ gặp một người bạn. Cô ấy làm ở khoa công trình Đại học Thanh Hoa, chủ trì bộ môn kiến trúc, còn có tác phẩm đạt giải thưởng quốc tế. Giải thưởng gì đó, anh quên mất rồi. Tên gọi của nó rất kỳ quái. Cô ấy vừa mới hoàn thành bản vẽ này, anh nhìn thấy đã thích ngay. Em thấy thế nào, cô ấy gọi bản vẽ này là thái cực. Lâm Hoán Khê đã từng tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật dù nàng không phải là kiến trúc sư chuyên nghiệp thiết kế công trình nhưng thật ra nàng hiểu biết về bản vẽ nhiều hơn Tần Lạc. Lâm Hoán Khê chăm chú nhìn một lát rồi nói, đúng vậy, rất đẹp. Rất xứng với cái tên Thái Cực. Thái Cực là văn hóa truyền thống của người Trung Quốc. Dùng building Thái Cực làm trụ sở của nghiệp đoàn Trung Y thực sự rất hợp với nhau. Anh đã nói chuyện với cô ấy. Anh muốn gọi tòa nhà này là tòa nhà Hoán Khuê. Cô ấy cũng đã đồng ý. Đây chỉ là bản vẽ phác thảo. Sau này cô ấy sẽ tiếp tục hoàn thành bản vẽ chi tiết. Nếu như em thích, chúng mình sẽ dùng bản vẽ của cô ấy. Em rất thích. Lâm Hoán Khê gật đầu trả lời. Vậy được rồi, mấy ngày nữa anh hẹn cô ấy để hai người gặp nhau. Sau này có thể anh rất bận rộn, chuyện sau đó hai người cứ thảo luận với nhau. Tần Lạc nói. Hắn không dám nói là sẽ hẹn gặp Ninh Toái Toái trong hai ngày nữa vì trong tâm tư của hắn, hắn vẫn muốn đi Vân Điền. Mặc dù Vương Cửu Cửu bỏ nhà ra đi là vì chuyện hôn nhân nhưng chuyện này vẫn có quan hệ rất lớn với hắn. Hơn nữa mối quan hệ của hắn và Vương Cửu Cửu rất tế nhị. Xét về tình về lý, Tần Lạc hắn cần phải đi tới Vân Điền một chuyến. Nếu hắn có thể khuyên nhủ Vương Cửu Cửu quay về thì tốt, còn một khi hắn không thể khuyên nàng quay về thì hắn cũng muốn tìm ra biện pháp nào đó giúp nàng. Được Lâm Hoán Khê trả lời ngắn gọn, nàng cầm theo túi laptop đi vào nhà và hỏi, tối nay anh muốn ăn gì để em nấu cơm? Cá hấp đi, Tần Lạc nói, dù Lâm Hoán Khê là người phương Bắc nhưng nàng làm món ăn phương Nam rất ngon. Hơn nữa Tần Lạc rất thích món cá hấp do nàng làm. Thịt cá thơm, mềm, ăn rất ngon, chủ yếu là để hai ông thích là được. Em biết rồi, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc đứng bên dưới nhìn theo bóng dáng đi lên lầu của Lâm Hoán Khê. Bóng lưng xinh đẹp cùng cặp mông đầy đặn khiến hắn không thể nào thốt lên câu nói đó với nàng. Lâm Hoán Khê chính là vợ chưa cưới của hắn. Sao hắn có thể mở miệng nói với nàng rằng hắn muốn đi Vân Nam tìm một người con gái khác quay về. Tần Lạc thầm nặng nề thở dài, tiếng bước chân của hắn cũng trở nên vô cùng nặng nề. Bối Bối đang ngồi trước tivi xem phim hoạt hình Mèo và Chuột. Cô bé nhìn thấy Tần Lạc về nhà thì gọi to, cha, cha đã về. Cha vất vả quá, để con lấy cho cha chén trà. Không cần, Tần Lạc khoát tay nói. Hắn nghĩ Bối Bối chỉ buột miệng nói vậy, có thể là câu nói mới học được ở trường mẫu giáo. Con cứ xem tivi đi.
lúc này Tần Lạc không có tâm tình để nói chuyện với Bối Bối sau khi hắn căn dặn cô bé hai câu thì vội vã lên trên lầu cùng với nỗi lòng của mình. Trước cai Tần Lạc giống như là chú đà điểu muốn lẩn tránh, không muốn đối mặt với vấn đề này nhưng bây giờ hắn không còn cách nào trốn tránh nữa. Vấn đề của Vương Cửu Cửu đã như vậy, còn Lệ Khuynh Thành, Tô Tử thì sao? Tóm lại hắn không thể nào cưới tất cả các nàng được. Sau này hắn phải làm sao đây? Trước đây mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Tần Lạc đều ngồi tựa đầu giường đọc sách nhưng vì hôm nay tâm tình hắn không tốt nên hắn cũng không có tâm trạng đọc sách. Tần Lạc chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Sau khi Lâm Hoán Khê tắm xong, sấy khô tóc, nàng mặc bộ đồ ngủ sa mỏng màu đen rồi lên giường nằm. Hai người nằm cạnh nhau ngủ, không nói câu nào, không thân mật với nhau. Tâm trạng không tốt hả? Lâm Hoán Khê hỏi. Không, Tần Lạc cười nói. Hắn biết Lâm Hoán Khê đã nhận thấy có vấn đề, hắn lại không muốn để nàng lo lắng nhưng cũng lại không muốn nói dối nàng chuyện này. Hắn thực sự có cảm giác rằng bản thân mình không còn là người đàn ông dám đảm đương trách nhiệm. Trong cơn bấn loạn, rối tung này vẫn không sao bình tĩnh đưa ra quyết định của mình. Tần Lạc vòng tay ôm Lâm Hoán Khê, mùi hương bạc hà từ người nàng thoang thoảng bay vào mũi hắn, Tần Lạc nói, em mau ngủ đi. Lâm Hoán Khê quay người lại, đôi mắt tròn, to của nàng như phát sáng. Mặc dù năm này nàng đã là người phụ nữ gần 30 tuổi nhưng đôi mắt của nàng vẫn trong suốt, đôi con ngươi trắng, đen rất rõ ràng, thoạt nhìn rất. Không có chuyện gì là không thể nói được, Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc trần trừ một lát rồi nói, anh có một học trò. Tên cô ấy là Vương Cửu Cửu. Em biết cô ấy, Lâm Hoán Khê nói. Gần đây nhà của Vương Cửu Cửu sắp đặt chuyện hôn nhân của cô ấy. Vương Cửu Cửu không muốn nên lén bỏ nhà ra đi, Tần Lạc cố gắng giải thích ngắn gọn. Hắn biết nếu như hắn chính là Lâm Hoán Khê, nhất định hắn cũng không nghe hết những gì bản thân mình đang nói. Anh tìm thấy cô ấy rồi hả, Lâm Hoán Khê bình tĩnh hỏi. Anh chỉ biết Cửu Cửu tới Vân Điền, còn cụ thể ở chỗ nào thì không ai biết, Tần Lạc nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Hoán Khê. Hắn đã nói ra thì hắn cũng sẵn sàng gánh chịu hậu quả của việc này. Anh ngủ đi, Lâm Hoán Khê nói. Sau đó Lâm Hoán Khê nhích người sát vào người Tần Lạc. Nàng nằm nghiêng nép người vào lòng Tần Lạc. Như vậy là xong sao? Tần Lạc không biết thái độ của Lâm Hoán Khê đối với chuyện này thế nào, thậm chí hắn không biết nàng có hiểu những gì hắn đang nói hay không. Nhưng hắn thấy sau khi Lâm Hoán Khê nói xong câu đó thì nàng nhắm mắt ngủ, Tần Lạc cũng không biết cần nói thêm gì nữa. Hắn thầm nghĩ hay cứ ngủ, sáng sớm mai sẽ nói tiếp chuyện này để xem thái độ của Hoán Khê thế nào. Vì trong người có tâm sự nên đương nhiên không thể ngủ ngon. Hắn nằm lặng yên nhẩm đạo ra thập nhị đoạn cẩm, loại trừ tạo niệm một lúc lâu mới chìm vào trong giấc ngủ. Ngay khi Tần Lạc tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Bên cạnh hắn trống rỗng, có thể Lâm Hoán Khê đã đi làm. Tần Lạc mặc áo ngủ đi tới cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu trên người hắn. Tầm mắt rộng rãi, ánh sáng rực rỡ, bầu không khí quang đãng. Thời tiết thực sự rất tốt. Thế nhưng tâm tình của Tần Lạc lại hoàn toàn không tốt. Tần Lạc do dự, hắn không biết có nên gọi điện thoại cho Lâm Hoán Khê hay không. Nếu hắn đi Vân Điền, nhất định phải gọi điện thoại nói chuyện với nàng. Tần Lạc định đi rửa mặt trước rồi mới quyết định thì hắn nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, đè bởi một chiếc bút máy, có lẽ sợ gió thổi bay xuống đất. Trên tờ giấy có chữ viết nhưng không đề tên, thế nhưng trong phòng này chỉ có Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nên nhất định không phải là viết cho người khác. Đã đặt vé máy bay đi Vân Điền giúp anh, chỉ cần mang theo chứng minh là được, em đã nói chuyện với ông là anh phải đi công tác bên ngoài mấy ngày. Anh không cần phải tìm lý do khác để giải thích, trên bức thư không có ghi tên người viết nhưng chỉ nhìn Tần Lạc cũng biết đây là do Lâm Hoán Khê viết. Một tờ giấy trắng, trên có hai hàng chữ nhỏ có thể nặng bao nhiêu. Tần Lạc lại cảm thấy tờ giấy nặng chĩu tay. Tần Lạc ngẩn người cầm tờ giấy một lúc rất lâu, giống như là đang thất thần vậy. Lâm Hoán Khê đã hiểu, nàng đã hiểu hắn muốn đi tìm Vương Cửu Cửu về. Nàng đã đồng ý cho hắn đi tìm, thậm chí nàng còn tìm được một cái cớ rất hợp lý để giải thích với hai người ông. Không cần hắn nói chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tần Lạc vốn phải cảm thấy thoải mái mới đúng chứ. Tại sao hắn vẫn thấy trong lòng rất nặng nề? Có vợ như vậy còn mong gì hơn? Chương 672, tìm kiếm Vương Cửu Cửu. Đà tự, Senilus. L.S. là một người ý chí rất mạnh mẽ mới dám giao người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác. Là một người cực kỳ dũng cảm mới có quyết định như vậy. Tần Lạc gọi điện thoại cho Lâm Hoán Khê. Không có chuyện gì cả,
hắn chỉ muốn gọi điện thoại cho nàng. Không cần nói câu nào, chỉ cần nghe hơi thở của nàng cũng được. Giọng nói bình tĩnh của Lâm Hoán Khê nhanh chóng vang lên trên điện thoại, anh đã ngủ dậy rồi hả? Tại sao lại vậy? Tần Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại. Điện thoại bên kia yên lặng một lúc, Tần Lạc có thể nghe thấy nhịp tim của Lâm Hoán Khê. Trong tay của hai người phảng phất như có sợi quang học, giống như sợi tơ huyền bí các thầy thuốc thường dùng để bắt mạch. Tần Lạc dùng điện thoại di động bắt mạch cho Lâm Hoán Khê, phập phồng, nhảy vọt lên, khách trường rồi lại co lại. Mạnh mẽ, trầm lắng, bí ẩn, vẫn phong cách như cũ, giống như Lâm Hoán Khê không biết tới tình yêu vậy. Một lúc lâu sau giọng nói dịu dàng của Lâm Hoán Khê mới vang lên. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc thấy Lâm Hoán Khê dùng giọng nói này để nói chuyện với hắn. Trước đây nàng chỉ dùng giọng nói này khi nói chuyện với bối bối. Em không nghĩ cô ấy và em giống nhau, Lâm Hoán Khê nói. Em không nghĩ em và cô ấy giống nhau. Không giống nàng ở chỗ nào. Không giống như nàng bị người đàn ông yêu thương của mình vứt bỏ sao. Không giống như nàng rơi vào vũng lầy khó rút chân ra sao. Hay là, không giống như nàng bị tổn thương tình cảm. Em phải làm việc, Lâm Hoán Khê nói. Nói xong Lâm Hoán Khê ngắt điện thoại. Cho tới khi ngồi trên máy bay bay tới Vân Điền, Tần Lạc vẫn còn chìm đắm không sao thoát cảnh mê đắm với Lâm Hoán Khê. Hắn như ngây dại khi nhớ tới lần đầu tiên hai người quen biết nhau, nhớ tới những ngày tháng sống chung của hai người. Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp trong bộ đồng phục màu lam đang bận rộn phân phát thức ăn và nước uống cho khách. Giọng nói ngọt ngào. Vui vẻ của các nàng càng khiến cho thức ăn, nước uống trong tay các nàng thêm ngon, xúc động lòng người. Chào anh, xin hỏi anh có muốn ăn, uống gì không? Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tươi cười đứng bên cạnh Tần Lạc hỏi. Tần Lạc đang mê mẩn nhìn cảnh biển mây biến ảo không ngừng bên ngoài nên không chú tâm tới câu hỏi của nữ tiếp viên hàng không. Hả, cái gì? Tần Lạc quay sang hỏi. Chào anh, chúng tôi đang phân phát thức ăn và nước uống cho khách. Xin hỏi anh cần gì? Nữ tiếp viên hàng không hỏi lại lần nữa. Cho tôi một chai nước lọc. Không còn gì nữa sao? Không cần, cảm ơn. Khi đưa chai nước ra, nữ tiếp viên hàng không thấy bàn tay của người thanh niên này tái nhợt, nhưng ngón tay gầy, thon dài. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một đôi bàn tay đẹp như vậy, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Đáng tiếc là đôi bàn tay này lại không thuộc về nàng. Lần gặp nhau này cũng chỉ là khách qua đường. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nữ tiếp viên hàng không quay đầu liếc nhìn người thanh niên đó một cái rồi mang theo nỗi buồn bực vô cớ bước đi. Một lần nữa giọng nói vui vẻ của nàng lại vang lên phía trước. À, đúng lúc mọi người đang ăn cơm thì trong đám hành khách vang lên một tiếng hét chói tai. Cướp máy bay. Tất cả mọi người đều nghĩ tới khả năng này. Đám hành khách bắt đầu hỗn loạn. Cứu mạng, mau cứu mạng chồng tôi, với tiếng kêu hốt hoảng của một người phụ nữ vang lên. Thì ra có người ngất xỉu, lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, có người tiếp tục ăn cơm, có người đứng dậy tò mò nhìn xung quanh. Hai nữ tiếp viên hàng không bước nhanh tới chỗ phát ra tiếng kêu. Một người cầm trong tay hộp thuốc cấp cứu dự phòng trên máy bay. Một người phụ nữ trung niên béo mập ngồi ở hàng ghế thứ hai đang cuống quýt gào lên. Bên cạnh bà ta là một người đàn ông trung niên dáng vẻ gầy gò ngồi gục xuống ghế hôn mê bất tỉnh. Chào chị, chúng tôi có thể giúp gì cho chị? Nữ tiếp viên hàng không vừa mở hòm thuốc vừa hỏi, nhưng khi mở hòm thuốc ra, nhìn thấy những loại thuốc dự phòng bên trong, nàng lại ngẩn người không biết làm gì. Nàng không phải là thầy thuốc chuyên nghiệp, thậm chí nàng không biết sử dụng thuốc gì cho người bệnh hôn mê. Cứu, cứu chồng tôi với. Ông ấy đột nhiên ngất xỉu. Hãy mau cứu ông ấy, người phụ nữ trung niên cầm tay nữ tiếp viên hàng không khóc nói. Được, chị không nên kích động. Chúng tôi sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách, nữ tiếp viên hàng không an ủi. Sau khi tiếp viên trưởng hiểu rõ tình hình thì lập tức đi vào phòng trong. Bên trong cabin nhanh chóng vang lên tiếng thông báo, các quý vị hành khách, xin lỗi đã quấy rầy việc dùng bữa của quý vị. Bây giờ trên máy bay có một người già tự nhiên nhất xỉu. Chúng tôi thực sự cần bác sĩ. Nếu như quý khách nào là bác sĩ thì xin mời hãy tới cabin phía trước để trợ giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Có người nào đó giơ tay lên nói to, tôi là bác sĩ. Chào anh, xin mời anh lên phía trước. Tôi thay mặt bệnh nhân cảm ơn anh, nữ tiếp viên hàng không bước nhanh tới, vẻ mặt chân thành, nàng giơ tay mời người đó. Tôi rất thích ý nghĩ được cống hiến sức lực nhưng trên người tôi không có bất kỳ dụng cụ y tế nào. Tôi không có cách nào để kiểm tra thân thể người bệnh. Khách quý,
anh có thể căn cứ vào kinh nghiệm hành nghề y nhiều năm của mình để chuẩn đoán cho bệnh nhân mà không được sao? Không được, tôi mới nhận được giấy phép hành nghề y. Thực sự chỉ muốn đánh cho tên khốn này một trận. Đúng vậy, nói nhảm nhí quá, đã không có bản lĩnh thì trì hoãn thời gian của người ta làm gì? Nếu người ta chết thì hắn tính sao? Rõ ràng anh ta chỉ muốn nói chuyện với nữ tiếp viên hàng không. Anh xem anh ta mày gian, mắt chuột, vừa nhìn cũng biết là không phải là người tốt. Người trong khoang hành khách thi nhau mắng gã tự nhận là thầy thuốc đó khiến gã không dám ngẩng đầu lên. Các quý khách, xin lỗi vì đã quấy rầy bữa ăn của mọi người. Trên máy bay có một người đàn ông ngất xỉu. Chúng tôi rất cần một bác sĩ. Nếu như hành khách nào là bác sĩ xin hãy đi tới cabin phía trước trợ giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi hắn tháo dây an toàn quanh người. Đại đầu nhìn thấy động tác của Tần Lạc, hắn cũng định đứng dậy nhưng Tần Lạc đưa mắt ra hiệu cho hắn nên đại đầu đành ngồi lại vào chỗ. Đại đầu ngồi ở vị trí sau cùng trong khoang. Vì vé máy bay của Tần Lạc và đại đầu không mua cùng lúc nên vị trí không sát nhau nhưng hai người vẫn ngồi trong một khoang hành khách nên cũng không có chuyện gì. Cậu là bác sĩ, một người béo mập ngồi bên ngoài Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Đã học mấy năm Tần Lạc gật đầu trả lời, nếu như người khác biết hắn đã học y mấy chục năm, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy Tần Lạc đi về hướng xảy ra sự cố thì vội vàng bước tới đón hắn, chào anh, xin hỏi anh có việc gì vậy? Sau khoang hành khách có toilet, tạm thời không thể đi lại tự do trên máy bay. Tôi là thầy thuốc, có lẽ tôi có thể chút gì đó Tần Lạc cười nói. Ồ, anh là thầy thuốc sao? Nữ tiếp viên mở to hai mắt nhìn Tần Lạc, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên. Có vẻ nàng không tin hắn. Với tuổi này, hẳn đang đi học đại học chứ? Đúng vậy, tôi có thể qua đó xem không? Tần Lạc nói với nữ tiếp viên hàng không. Lối đi rất chật, nữ tiếp viên hàng không đứng chắn phía trước khiến hắn không thể đi được. Tiếp viên trưởng, anh này là thầy thuốc, liệu có cần để anh ấy tới xem cho người bệnh không? Nữ tiếp viên hàng không chỉ vào Tần Lạc báo cáo với tiếp viên trưởng. Mặc dù tiếp viên trưởng cũng nghi ngờ với tuổi tác của Tần Lạc thì sẽ không thể có y thuật cao được nhưng vì không còn lựa chọn nào nên cũng đành gật đầu nói, mời anh hãy lại đây. Tần Lạc bước tới, hắn cầm cổ tay của người đàn ông, nhắm mặt lại. Chưa tới 2 phút sau Tần Lạc mở mắt ra nói, bệnh ở động mạch vành. Nhiệt độ cơ thể hơi thấp, rõ ràng cơ thể đã bị lạnh xâm nhập. Thức ăn mới ăn không tiêu hóa khiến cho việc lưu thông thức ăn bị ngăn trở, cuối cùng khiến việc lưu chuyển máu bị ngăn trở, mạch ở ngực không thông suốt khiến đau ngực ngất đi. Đúng vậy, ông nhà tôi quả thật có bệnh động mạch vành nhưng đã rất lâu rồi bệnh không phát tác. Không ngờ lần này lại phát tác trên máy bay. Tôi xin cậu hãy cứu ông nhà tôi. Tôi van cậu. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Tần Lạc đoán đúng chứng bệnh của chồng mình thì cầm tay hắn khẩn cầu. Mọi người thầm kinh hãi. Không ngờ một người thanh niên trẻ chỉ cầm tay ông già mà đã biết được bệnh của ông ta. Có cách chữa trị nào không? Tiếp viên trưởng nhíu mày hỏi. Bây giờ còn cách thời gian hạ cánh 45 phút nữa. Chẳng lẽ nàng cứ để mặc hành khách ngất xỉu như này? Có thể, nhưng tôi cần một cây ngân châm, Tần Lạc nói. Thực ra hắn cũng có ngân châm nhưng vì qua kiểm tra hàng hóa nên đã bỏ trong hành lý của mình. Ngân châm, nữ tiếp viên hàng không lắc đầu nói, xin lỗi anh. Chúng tôi không có ngân châm, dùng mũi kim tiêm có được không? Tần Lạc lắc đầu nói, không được, mũi kim tiêm giống giữa, rất dễ bị xuất huyết, lại làm không khí vào trong. Rất có thể sẽ bị nhiễm khuẩn. Ánh mắt Tần Lạc đảo rất nhanh rồi dừng lại ở bộ ngực cao vút của nữ tiếp viên hàng không. Cô có thể cho tôi mượn thẻ bài của mình không? Tần Lạc lên tiếng. Được, nữ tiếp viên hàng không trả lời rồi nàng tháo thẻ xuống. Tần Lạc cầm tấm thẻ, hắn bẻ thẳng kim băng sau tấm thẻ, sau đó hắn lấy rượu sát trùng trong hòm thuốc ra trừ độc mũi kim băng rồi nói với nữ tiếp viên hàng không, hãy cởi giúp quần áo của ông ấy giúp tôi. Được, nữ tiếp viên hàng không trả lời. Nàng nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của người đàn ông, cởi luôn cả áo lót của ông ta. Nửa thân trên của ông ta ở trần. Tần Lạc đỡ thân thể người đàn ông ngồi thẳng lại, cây kim băng trong tay hắn rất nhanh đâm vào mấy huyệt thiên đột, tự vu, phượng sồ ở sau lưng của người đàn ông. Nhẹ nhàng đâm sâu, đâm hoặc khêu. Sau khi đâm liên tiếp 18 châm, Tần Lạc rút châm rất nhanh. Gần như không có khoảng cách giữa các lần đâm châm, giống như đang biểu diễn ma thuật vậy, khiến cho mấy tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh hoa cả mắt. Sau khi đâm xong 18 kim, Tần Lạc lại dùng rượu sát trùng trừ độc. Hắn bẻ lại cây kim như cũ rồi đưa lại tấm thẻ cho nữ tiếp viên hàng không, cười nói, cảm ơn.
Không cần, không cần khách sao? Không biết tại sao mà nữ tiếp viên hàng không có vẻ căng thẳng. Tim nàng đập rất mạnh. A, à, người đàn ông trung niên đang ngất xỉu đột nhiên kêu lên một tiếng, ngồi thẳng người. Tay ông ta giơ ra sau lưng gãi gãi nói, đau quá. Sau lưng tôi có vật gì đâm vào vậy? Xôn xao. Mọi người xôn xao, cả khoang hành khách chấn động. Ôi, mẹ kiếp, rất lợi hại, đã chữa khỏi rồi sao? Đúng vậy đó, rất huyền bí. Nếu tôi có chiêu này, không phải tán gái rất tiện sao? Ngày nào tôi cũng ở trên máy bay cứu người. Nói không chừng tôi có thể cua được một cô em tiếp viên hàng không? Anh ơi, anh có sao không? Người phụ nữ trung niên nhào tới cạnh người đàn ông, vui mừng khóc hỏi. Nhìn thấy tất cả hành khách đang bàn tán xôn xao chuyện vừa mới xảy ra khiến trong khoang hành khách rất hỗn loạn, tiếp viên trưởng đành phải nói qua loa phóng thanh, xin hãy yên lặng. Xin các quý khách hãy yên lặng. Tần Lạc thấy người đàn ông đã tỉnh lại, hắn định quay lại chỗ ngồi của mình. Tiếp viên trưởng tươi cười đi tới chỗ Tần Lạc nói, chào anh, tôi thay mặt cho người bệnh và tất cả hành khách trên máy bay cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Anh chính là khách hàng tôn quý nhất của hãng hàng không Phương Nam chúng tôi. Tôi đại diện cho hãng hàng không tặng anh huân chương hành khách cấp ngôi sao. Với vinh dự cấp ngôi sao, mỗi lần anh bay bằng máy bay của hãng Phương Nam, anh sẽ được giảm giá 3 phần. Tiếp viên trưởng vừa nói vừa đưa cho hắn một tấm thẻ màu vàng. Tần Lạc cười khoát tay nói, cảm ơn, tôi không cần cái này. Tôi không thích đi máy bay bởi vì tôi có cảm giác không an toàn trên không trung. Trong lúc tiếp viên trưởng còn đang ngạc nhiên, Tần Lạc đi về chỗ của mình. Cực kỳ lợi hại, người béo mập bên cạnh giơ ngón tay cái nói với Tần Lạc. Cảm ơn. Tần Lạc mỉm cười gật đầu. Sau đó thỉnh thoảng nữ tiếp viên hàng không nọ nhân cơ hội đưa nước, báo chí tiến gần tới chỗ Tần Lạc. Nữ tiếp viên hàng không đã cho Tần Lạc mượn thẻ của mình bối rối đưa cho Tần Lạc một quyển tạp chí rồi sau đó nàng đỏ bừng mặt, vội vàng bước đi. Tần Lạc mở trang nhất của quyển tạp chí. Không ngờ trong đó có một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy đó có một dãy số. Tần Lạc rơi vào trạng thái ngơ ngẩn khi nhìn thấy dãy số đó. Hắn đã làm tổn thương rất nhiều người. Hắn còn muốn làm tổn thương những người khác nữa sao? Khoảng nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Điền. Khi Tần Lạc đi ra cửa máy bay, Tần Lạc bắt gặp ánh mắt của nữ tiếp viên hàng không đó. Dù nàng rất ngượng ngùng nhưng vẫn dũng cảm đối đầu với ánh mắt của hắn. Tần Lạc mỉm cười sau đó hắn vững vàng bước đi. Sau khi đứng ở cửa tiễn người khách cuối cùng xuống máy bay, nữ tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới ghế Tần Lạc vừa mới ngồi. Quyển tạp chí mà nàng đưa cho Tần Lạc vẫn đang nằm trên ghế. Sắc mặt nàng tái nhợt, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Có vẻ nàng còn căng thẳng hơn so với lần đầu leo lên máy bay. Do dự một lúc lâu nàng mới dám cầm quyển tạp chí và mở ra. Tờ giấy có viết số di động của nàng vẫn còn ở đó. Thế nhưng phía sau có một dòng chữ màu đen, nét chữ thanh tú, giống như ấn tượng của người thanh niên đó gây cho nàng, tôi phải đi tìm một cô gái. Cô ấy tên là Vương Cửu Cửu, lập tức nước mắt nàng thoáng trào ra, nàng khóc vì chính mình mà cũng vì chính Vương Cửu Cửu. Chương 673, không phải Tần Lạc giả. Tần Lạc không dừng lại ở tỉnh Lỵ Vân Điền. Sau khi rời khỏi sân bay, Tần Lạc và Đại Đầu thuê một chiếc xe lái về hướng Vân Phàm. Lần đầu tiên hắn tới Vân Phàm là vì việc nước, cứu dân chúng qua cơn hoạn nạn nên được rất nhiều quan chức nghênh đón. Tất cả mọi việc đã được chuẩn bị trước. Nhưng lần này hắn tới với tư cách cá nhân, không có người đón tiếp ở sân bay, không có người chuẩn bị sẵn xe cộ cho hắn, không có người dẫn đường cũng không có đặt trước việc ăn uống. Tất cả mọi việc hắn phải tự mình giải quyết. T. Tần Lạc đi tới chỗ của Triệu Quyên. Vì thuận tiện cho việc giám sát viện trợ tài chính cùng với việc đẩy mạnh xây dựng khu vườn sinh thái cấp quốc gia, Vương Cửu Cửu đã thiết lập ở Vân Phàm một văn phòng đại diện. Tần Lạc muốn tới văn phòng này để xem có tìm ra đầu mối nào giúp hắn thuận lợi trong việc tìm kiếm Vương Cửu Cửu không. Vân Điền là một tỉnh lớn. Nếu tính theo diện tích, Vân Điền là tỉnh lớn nhất nhì Trung Quốc. Vân Phàm cũng là thành phố lớn nhất nhì Trung Quốc. Biển người mênh mông, biết tìm ở đâu bây giờ. Không biết có phải lái xe cố ý chạy theo đường vòng hay không mà khi taxi dừng lại trước building có văn phòng đại diện Tần Lạc muốn tới, giá cước taxi trên đồng hồ đã lên tới hơn 500 tệ. Tần Lạc thanh toán tiền sau đó hắn cùng Đại Đầu đi lên lầu 9 của tòa building. Triệu Quyên đã đưa cho Tần Lạc một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp có ghi Lý Thanh Sơn là người phụ trách chi nhánh thành phố Vân Phàm. Lần này Tần Lạc tới đây chủ yếu là muốn nói chuyện với Lý Thanh Sơn.
văn phòng làm việc hoàn toàn không tệ chút nào. Văn phòng làm việc mới, trang thiết bị trong phòng cũng mới mua nên không khí rất khí thế. Trên cửa có treo một tấm biển, chi nhánh quỹ viện trợ khó khăn Tần Lạc nhưng lại không có biển hiệu giới thiệu hạng mục khu vườn sinh thái kia. Chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì? Một cô gái tiếp tân ngồi sau bàn nhìn thấy Tần Lạc và đại đầu đẩy cửa đi vào, vội vàng đứng dậy đón và hỏi. Tần Lạc đưa tấm danh thiếp trong tay cho cô gái nói, tôi muốn tìm giám đốc Lý. Xin hỏi anh có hẹn trước không? Không, Tần Lạc lắc đầu. Hắn thậm chí còn không cho Triệu Quyên gọi điện thoại cho Lý Thanh Sơn. Hắn sợ Vương Cửu Cửu sẽ biết việc này lại lén lút bỏ đi. Vương Cửu Cửu lén bỏ Yến Kinh đi, không thông báo cho hắn một câu, không phải là có ý tứ bên trong của việc đó sao? Nàng sợ làm khó dễ cho hắn nên muốn một mình gánh chịu việc này. Xin lỗi, nếu như không có hẹn trước thì giám đốc Lý không thể tiếp anh được, cô gái áy náy nói. Tần Lạc chỉ vào tấm biển hiệu nói, cô có nhìn thấy hàng chữ trên tấm biển này không? Anh này, anh đang nói thật hay nói đùa vậy? Cô gái cười, một nụ cười cứng đơ nhưng nàng thầm nghĩ người thanh niên này bị điên. Thật đáng tiếc khi là một người đẹp trai, hấp dẫn như này. Tôi không nói đùa, Tần Lạc nghiêm mặt nói. Hắn rút chứng minh thư trong ví ra đưa cho cô gái và nói, quỹ viện trợ khó khăn Tần Lạc. Tôi chính là Tần Lạc. Hả, cô gái cực kỳ sửng sốt khi biết thân phận của Tần Lạc. Anh không phải đang nói đùa đấy chứ? Tôi đã nói là tôi không nói đùa, Tần Lạc cười nói, tôi muốn gặp giám đốc Lý của cô. Anh, hãy chờ một chút, cô gái tiếp tân vội vàng đưa trả Tần Lạc chứng minh thư rồi bước nhanh vào phòng trong. Nhanh chóng, một người đàn ông trung niên đeo kính cùng cô gái bước ra khỏi phòng. Người đàn ông tươi cười, thái độ cực kỳ niềm nở, chìa tay nói, Tần tiên sinh. Hoan nghênh tiên sinh tới Vân Phàm, tại sao tiên sinh không gọi điện trước cho tôi? Tôi nhất định sẽ cử người đi đón tiên sinh. Dáng vẻ thân thiết của người đàn ông khiến Tần Lạc thoáng nghi ngờ. Tần Lạc bắt tay người đàn ông rồi hỏi, anh biết tôi? Tiên sinh chỉ nói đùa, Lý Thanh Sơn cười nói, tôi là người phụ trách trí nhanh quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc ở Vân Phàm giúp Vương tiểu thư. Quỹ cứu trợ này mang tên riêng của một người, đương nhiên tôi phải có tất cả các tư liệu của tiên sinh. Đương nhiên chỉ là những tư liệu có thể công bố ra ngoài, hoàn toàn không liên quan tới. Tần Lạc thầm nghĩ, đúng là mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Hắn cười nói, chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Đương nhiên Lý Thanh Sơn vội vàng nói, trong phòng làm việc của tôi có một vị khách. Chúng ta hãy tới phòng họp một lát, được không? Không sao, Tần Lạc không ngại phải ngồi ở đâu. Hắn chỉ muốn biết Vương Cửu Cửu có tới Vân Phàm hay không. Khi vào trong phòng họp, Tần Lạc đi thẳng vào vấn đề, giám đốc Lý, bao lâu thì anh báo cáo công việc với Tổng Giám đốc Vương một lần? Một tuần một lần, Lý Thanh Sơn nói, mặc dù Tổng Giám đốc Vương còn rất trẻ nhưng quy định làm việc vô cùng nghiêm ngặt. Hơn nữa đây chính là hạng mục đầu tiên của chúng ta nên Tổng Giám đốc giám sát rất chặt chẽ, không cho phép có sai sót. Tần Lạc gật đầu hỏi, vậy gần đây anh có gặp Giám đốc Vương không? Không, Lý Thanh Sơn nói, đã hơn 2 tháng nay tôi vẫn chưa gặp Tổng Giám đốc. Đại đa số các lần báo cáo đều gửi theo email. Cô ấy có trả lời không? Có. Tần Lạc kích động hỏi, lần trả lời gần đây nhất là lần nào? Hôm qua, Lý Thanh Sơn nói. Hôm qua. Tần Lạc tươi cười, cuối cùng hắn cũng biết được đầu mối về cô bé này. Cô ấy có nói cho anh biết cô ấy đang ở đâu không? Không, Lý Thanh Sơn ngơ ngác hỏi, Tần tiên sinh đang tìm Tổng Giám đốc Vương sao? Đúng vậy, Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn không cảm thấy chuyện này có gì bí mật. Bây giờ anh hãy gửi mail cho cô ấy nói có chuyện gấp cần báo cáo với cô ấy. Hãy nói cô ấy hãy nhanh chóng tới Vân Phàm một chuyến. Như vậy có được không? Lý Thanh Sơn nói vẻ khó xử. Mặc dù Vương Cửu Cửu còn là một cô gái chưa tốt nghiệp đại học nhưng Lý Thanh Sơn hoàn toàn không dám khinh thường. Khi thành lập văn phòng này, thị trưởng Vân Phàm và rất nhiều quan chức đã đích thân tới chúc mừng. Chỉ cần có chuyện khó khăn nào liên quan tới hạng mục của quỹ cứu trợ Tần Lạc, chính quyền địa phương đều bật đèn xanh. Chẳng lẽ điều này không nói lên thế lực mạnh mẽ của Tổng Giám đốc sao? Hơn nữa bản thân nếu không có chút chỗ dựa, có ai ngu ngốc tới mức mang hàng triệu tệ đi tài trợ cho người nghèo không? Lý Thanh Sơn hắn thật sự không dám dối gạt Vương Cửu Cửu tới đây. Tần Lạc đưa chứng minh thư cho Lý Thanh Sơn và nói, tôi chính là Tần Lạc. Không phải anh nghi ngờ thân phận của tôi đấy chứ? Không có, không, Lý Thanh Sơn cuống quýt phủ nhận, hắn không ngờ gặp phải một ông chủ quái đản như này. Lý Thanh Sơn nói, tôi có thể gửi tin nhắn cho Tổng Giám đốc Vương, còn chuyện sau đó Tần tiên sinh hãy giải thích với Vương Tổng,
được không? Đương nhiên Tần Lạc nói. Vì vậy Lý Thanh Sơn lập tức quay về phòng làm việc của mình mang máy tính xách tay tới, hắn gửi cho Vương Cửu Cửu một tin nhắn ngay trước mặt Tần Lạc. Nội dung của tin nhắn đại khái như Tần Lạc đã nói, có chuyện quan trọng xảy ra ở Vân Phàm. Hắn mời Tổng Giám Đốc Vương nhanh chóng tới Vân Phàm bàn cách xử lý. Một phút, hai phút, ba phút đồng hồ. Khi mới bắt đầu gửi tin nhắn, Tần Lạc và Lý Thanh Sơn vẫn có chủ đề để nói chuyện. Dù sao Tần Lạc là ông chủ của quỹ cứu trợ khó khăn Tần Lạc nên hỏi một số tình hình hoạt động của quỹ là chuyện đương nhiên. Nhưng khi thời gian trôi qua được hơn một tiếng đồng hồ, trên máy tính vẫn không có lời nhắc là có tin nhắn mới gửi tới thì Tần Lạc bắt đầu sốt ruột. Liệu cô ấy có còn ở trên mạng không? Tần Lạc hỏi. Rất có khả năng Lý Thanh Sơn nói, nhưng trước kia mỗi lần tôi gửi tin nhắn, Vương Tổng đều lập tức gửi tin nhắn lại. Tần Lạc lấy điện thoại di động, bấm gọi số của Vương Cửu Cửu nhưng trong điện thoại vang lên thông báo số điện thoại của nàng vẫn không liên lạc được. Tần tiên sinh, hay chúng ta đi ăn cơm đã? Lý Thanh Sơn đề nghị. Bây giờ là giữa trưa rồi, có lẽ sau khi chúng ta ăn cơm xong thì sẽ có tin nhắn. Tần Lạc thầm nghĩ, tóm lại không thể ôm bụng đói ngồi đợi được. Vì vậy Tần Lạc liền dẫn đại đầu đi ăn cơm. Lý Thanh Sơn biết ý của Tần Lạc không muốn ăn cơm với người ngoài nên hắn vội vàng tới phòng làm việc xin lỗi khách hàng, cử người tiếp đãi bọn họ. Lý Thanh Sơn biết Tần Lạc nóng lòng đợi tin nhắn của Tần Lạc nên sau khi ăn cơm xong hắn không sắp xếp hoạt động khác. Ba người ngay lập tức quay về văn phòng kiểm tra tin nhắn. Có một tin nhắn mới Lý Thanh Sơn vui mừng nói, là tin nhắn của Vương Tổng. Chuyện đang mong đợi đột nhiên đến khiến cho một Lý Thanh Sơn dù ù cả cạc cũng rất vui mừng, giống như bọn họ đã hợp tác đánh thắng một trận lớn vậy. Tần Lạc vội vàng hỏi, cô ấy nói cái gì? Vương Tổng hỏi đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Sơn khó xử nói, làm sao bây giờ? Tôi phải giải thích với Vương Tổng như thế nào? Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, thông báo với cô ấy tôi là Tần Lạc. Nói thật sao? Không cần phải nói dối cô ấy, Tần Lạc gật đầu. Tin nhắn vừa mới gửi đi thì lập tức bên kia đã có tin nhắn lại. Hiển nhiên lúc này Vương Cửu Cửu đang online. Cô ấy nói anh nói dối cô ấy, Lý Thanh Sơn nói nhỏ, Vương Tổng muốn anh giơ chứng minh nhân dân ra. Tần Lạc cảm thấy chuyện này tốt nhất là hắn vẫn phải xuất đầu lộ diện là hơn, không nên để một người khác nói chuyện thay mình. Hắn liền nói, có thể cho tôi mượn máy tính của anh một chút không? Tôi muốn nói mấy câu với cô ấy. Không thành vấn đề, Lý Thanh Sơn cũng thấy hắn ở đây không hợp lắm. Hai người đang liếc mắt đưa tình, hắn ở lại làm kỳ đà cản mũi làm gì? Lý Thanh Sơn đẩy máy tính tới trước mặt Tần Lạc nói, hai người cứ nói chuyện. Tôi ra ngoài bảo người mang trà vào. Nói xong Lý Thanh Sơn liền đi ra ngoài. Tần Lạc mở phần nhắn tin. Hắn suy nghĩ một lát rồi hắn viết tin nhắn theo kiểu ghép phần, không lưu loát, bởi vì sinh nhật của em là vào ngày 9 tháng 9 nên tên em mới là Cửu Cửu. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh nói với em sẽ có một giáo viên trẻ tuổi đẹp trai. Em nói em chính là Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ. Em đi học luôn mất tập trung, ngủ gà ngủ gật nhưng luôn kiên cường chống đỡ ghi chép bài. Buổi học nào em cũng mang cho anh một chén trà long tỉnh, lúc này trên tai em cũng có chiếc tai nghe nhạc. Khi chúng ta quay về từ đám mừng thọ 80 tuổi của Tần lão gia, chúng mình đã không cẩn thận đi vào lòng sông, em đã nói muốn anh chịu trách nhiệm với em. Khi anh cõng em về nhà, em đã nói, thầy Tần, chúng mình cứ như này bỏ trốn, cuộc đời sẽ tốt hơn. Anh là Tần Lạc, không phải là Tần Lạc giả. Tần Lạc bấm nút gửi tin nhắn. Trên màn hình máy tính nhanh chóng hiện lên dòng chữ tin đã gửi thành công. Nhưng bên kia lại im lặng rất lâu. Tần Lạc kiên trì chờ đợi. Thậm chí hắn còn tưởng rằng đau ớt khác hết tiền hay máy tính đột nhiên trục trặc nên vội vàng kiểm tra mấy trang web khác, nhưng kết quả khiến hắn có được kết luận là, quả thực Vương Cửu Cửu chưa trả lời tin nhắn của hắn. Sao không gửi vậy? Tần Lạc tức giận thầm nghĩ. Khi bắt được liệu có nên đánh mấy cái vào mông không? Leng keng. Mấy âm thanh đó khiến tim Tần Lạc đạp nhanh hơn. Trên máy tính xuất hiện thông báo có tin nhắn mới. Em đang ở Vân Phàm. Nếu như trong một ngày anh có thể tìm thấy em. Em sẽ tặng anh một báu vật, nếu như hôm nay anh không tìm được em sẽ lấy dương phụ. Chương 674, gặp gỡ nơi ruộng nước. Uy hiếp trắng trợn. Cô ấy biết rõ mình tuyệt đối không muốn cô ấy lấy dương phụ. Cô ấy cũng biết mình vì ngăn cản cuộc hôn nhân này mà tới đây. Mình trúng kế rồi, Tần Lạc bình tĩnh nghĩ. Em sẽ chờ anh ở chỗ của em, Vương Cửu Cửu nhắn tin. Hãy xóa những tin nhắn nói chuyện phiếm giữa chúng ta đi. Em muốn duy trì sự nghiêm túc trước mặt bọn họ.
Tần Lạc tươi cười, vì để Vương Cửu Cửu có thể tiếp tục nghiêm nghị trước mặt cấp dưới của mình, Tần Lạc đã xóa tất cả tin nhắn của hắn và Vương Cửu Cửu. Dù sao hắn cũng đang dùng hòm thư của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nghe Tần Lạc nói có việc phải đi. Hắn muốn đích thân lái xe đưa Tần Lạc đi. Hắn khó có cơ hội gặp mặt ông chủ nên phải tỏ ra ân cần để giữ lại ấn tượng tốt trong lòng ông chủ. Tần Lạc một mực từ chối. Cuối cùng không sao được hắn đành nói, không phải tôi ra sân bay. Có thể tôi sẽ ở Vân Phàm mấy ngày. Có thể tôi phải lên núi một chuyến, không cần phải lái xe đưa đi. Lý Thanh Sơn nghe Tần Lạc nói muốn lên núi một chuyến thì nói muốn làm người dẫn đường nhưng Tần Lạc nói đã tìm được người dẫn đường khi đó hắn mới chịu từ bỏ. Thật ra Tần Lạc cũng không chắc lắm về phương hướng, thậm chí còn rất ngu ngơ. Bên người hắn còn có đại đầu, xuất thân từ bộ đội đặc biệt tinh nhuệ. Một bộ đội đặc biệt mà mù phương hướng thì quá buồn cười. Lần trước Tần Lạc đã đi trên con đường núi này nhưng lần đó có người thuộc đường dẫn đường cho hắn. Lần này Tần Lạc không có người dẫn đường, hắn chỉ dựa vào một chút trí nhớ mơ hồ về cảnh vật trên con đường để phân biệt phương hướng trên đường đi. Thế nhưng điều khác với lần trước chính là trên núi đã bắt đầu có những đội thi công tu sửa đường núi. Tần Lạc gặp công nhân sửa đường nói chuyện mấy câu, những công nhân đó biết là có một ông chủ ở Yến Kinh đã đầu tư sửa con đường này. Đương nhiên Tần Lạc cũng tránh để bọn họ kích động khi biết rằng ông chủ đó chính là hắn. Bởi vì con đường núi gập ghềnh, dốc dựng đứng nên không thể nào xây dựng một con đường cái rộng lớn, bằng phẳng. Công việc chủ yếu là dùng xi măng và đá vụn để giải thành một con đường bê tông. Dù chỉ có vậy nhưng đây vẫn là công trình đòi hỏi kỹ thuật cao. Có rất nhiều tảng đá chắn ngang đường cần phải khai thông. Có rất nhiều vách núi nhỏ cần phải cắt đi hay vượt qua, còn có cả những ao đầm hay rừng rậm cần phải vượt qua. Cũng may trong những sơn thôn không thiếu công nhân, chỉ cần trả cho bọn họ mấy chục tệ cùng với bữa ăn hàng ngày là bọn họ rất vui. Thật sự đối với những người miền núi không nên xem thường mấy chục tệ này. Với họ, đó là một món tiền lớn. Trong lòng Tần Lạc không hiểu sao không thể vui được khi nhìn thấy gương mặt vui mừng của những công nhân khi nói tới tiền lương của mình. Tục ngữ có câu, lên núi kiếm ăn, ven biển kiếm ăn ở biển. Vân Điền là tỉnh có nhiều khu rừng rậm, núi cao hoang vắng, tài nguyên phong phú thế nhưng những người miền núi đang sống trên những núi vàng này lại không biết cách cải thiện cuộc sống của mình. Ai sẽ giúp họ đây? Bác sĩ Tần, đúng là anh rồi, giọng nói nặng, trầm trầm khẩu âm Vân Điền của một người đàn ông vang lên. Tiếp đó Tần Lạc thấy trưởng thôn Cửu Chi Hoa mặt mũi đầy bụi bặm chạy tới. Thôn trưởng, tại sao anh lại ở đây? Tần Lạc cười hỏi. Ngạch đang làm ở đằng kia, thôn trưởng cười to, để lộ một cái răng vàng to tướng. Ông ta muốn bắt tay với Tần Lạc nhưng lại ngại bàn tay bẩn thỉu của mình nên không dám chia tay. Tần Lạc chủ động chia tay ra, trước tiên trưởng thôn xoa bàn tay bẩn của mình vào chiếc áo không thể bẩn hơn nữa rồi mới dè dặt bắt tay Tần Lạc, sau đó ông ta nhanh chóng bỏ tay ra. Giống như sợ trên tay mình có vi khuẩn lây bệnh sẽ lây bệnh cho người khác vậy. Ngạch là đốc công, ngạch dẫn theo đàn ông trong thôn tới đây làm việc. Tần Lạc biết mặc dù Vương Cửu Cửu tình nguyện bỏ tiền ra tu sửa đường nhưng nhân công chủ yếu là người bản địa trong các thôn. Bọn họ không có văn hóa, không có kỹ thuật nên thậm chí bọn họ còn không có can đảm rời núi đi ra ngoài tìm việc làm. Vương Cửu Cửu thuê bọn họ tu sửa đường, ấn định trả tiền công cho bọn họ coi như là giúp bọn họ một con đường mưu sinh. Nhưng điều này chỉ là tạm thời. Khi con đường này tu sửa xong, bọn họ lại quay trở lại vùng thâm sơn của mình. Trong thôn của anh có bao nhiêu người tới đây làm việc? Tần Lạc hỏi. Đó là nhờ phúc của đại tiểu thư. Cô ấy ở lại trong thôn, cũng vô cùng chiếu cố cho thôn của ngạch. Những đàn ông trong thôn chỉ cần làm được việc là có thể đi làm công nhân, kể cả phụ nữ có sức khỏe cũng có thể làm, trưởng thôn cười vui mừng nói, sắc mặt hắn rất đắc ý. Nhưng từ câu chuyện của trưởng thôn, Tần Lạc đã hiểu được một ý khác, đại tiểu thư Vương Cửu Cửu. Tần Lạc đoán không sai, quả nhiên Vương Cửu Cửu ở đây, nàng không ở lại Vân Điền và Vân Phàm, đi tới một chỗ xa xôi, cách trở. Thảo nào mà rất nhiều người đi tìm nhưng không thể tìm thấy nàng. Đúng, một người như thiên tiên vậy đó, một người vừa xinh đẹp, vừa rất tốt bụng, anh nói xem người như vậy không phải nữ Bồ Tát chuyển thế thì là gì? Đương nhiên trưởng thôn có ấn tượng rất tốt với Vương Cửu Cửu nên ông ta luôn miệng khen nàng. Cái gì mà nữ Bồ Tát chuyển thế? Tần Lạc cười mắng trưởng thôn, anh là trưởng thôn, tại sao anh còn có suy nghĩ mê tín như vậy hả? Hi hi, ngạch không biết đọc, ngạch chỉ biết người nào tốt với mình thì người đó chính là Bồ Tát. Trưởng thôn ngang ngạnh nói, tại sao bác sĩ Tần lại tới đây?
tôi tới tìm nữ Bồ Tát Tần Lạc nói, anh có biết cô ấy ở đâu không? Biết trưởng thôn sảng khoái nói nhưng rồi ông ta lại nói vẻ khó xử, nhưng bây giờ ngạch đang làm việc, không thể đi được. Nói cách khác là ngạch không thể dẫn anh đi được. Hãy xin phép nghỉ một ngày Tần Lạc nói, tôi sẽ trả anh tiền công gấp đôi. Anh là ân nhân cứu mạng ngạch, người trong thôn của ngạch là do anh cứu. Sao ngạch có thể lấy tiền của anh? Nếu như tôi để bà con trong thôn biết, họ sẽ đánh gãy lưng ngạch trưởng thôn lắc đầu nói, anh hãy chờ ngạch một chút. Ngạch đi xin phép đại đốc công sau đó sẽ dẫn anh đi tìm đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhất định vẫn còn đang ở nhà của tôn lão đầu. Cảm ơn Tần Lạc cười nói. Đợi sau khi trưởng thôn đi tới nói chuyện với một người đàn ông đội mũ bảo hộ, trưởng thôn liền dẫn Tần Lạc đi sâu vào trong núi. Việc một lần nữa đi vào thôn Cửu Chi Hoa, nơi đội chữa bệnh đóng quân trước đây khiến Tần Lạc có một cảm giác rất thân thiết. Núi xanh, nước biếc, tảng đá kỳ quái, bầu không khí mới lạ mang theo cảm giác tinh khiết, e thẹn làm cho tâm trạng của Tần Lạc cực kỳ thoải mái. Hắn thầm nghĩ thảo nào Vương Cửu Cửu bỏ chạy thẳng tới chỗ này. Nơi này quả thực là một chỗ rất phù hợp để nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên nếu như ai đó chịu được khung cảnh tĩnh mịch. Những người còn lại trong thôn đều nhận ra Tần Lạc, bọn họ khi nhìn thấy hắn đi vào thôn cũng đều mỉm cười chào hỏi hắn. Tần Lạc không hiểu bọn họ nói gì nhưng hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của bọn họ. Có người còn chạy về nhà lấy dưa và hoa quả tới mời. Tần Lạc cũng không chút khách sáo, hắn bảo đại đầu nhận tất. Những người trong thôn thấy Tần Lạc không chê mấy thứ hoa quả đó thì như có một vinh dự lớn lao, ai nấy đều kích động đỏ mặt. Vợ của tôn lão đầu bị liệt chân, hai mắt của tôn lão đầu lại nhìn không rõ nên sau khi đại tiểu thư tới ở nhà, tất cả đều nhờ vào đại tiểu thư giúp thu hoạch cây cải dầu. Đừng nhìn cô ấy hiểu điệu mà coi thường, cô ấy làm việc đồng ruộng không kém gì những người phụ nữ có chồng trong thôn. Trong khi thôn trưởng vừa đi vừa nói chuyện, ông ta đã dẫn Tần Lạc tới trước một ngôi nhà thấp bé. Ông ta gọi to, tôn lão đầu. Tôn lão đầu, mau ra đây nào. Mau ra đón khách quý nào. Tôn lão đầu đi ra ruộng giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong nhà. Khách quý ở đâu vậy hả? Thôn trưởng hãy giúp ngạch tiếp khách đi. Ngạch không thể ngồi dậy được. Thôn trưởng tiến vào một căn phòng đất thấp, bé nói, là bác sĩ Tần, là bác sĩ Tần lần trước tới thôn của ngạch giúp diệt trừ mũi mặt người, còn nhớ không? Tôn lão đầu đi lâu chưa? Đại tiểu thư đâu? Nhớ rồi, sao có thể không nhớ chứ? Trong nhà không có gì ăn, trên đất còn một ít dưa. Trưởng thôn hãy bổ giúp cho ngạch giọng nói của người phụ nữ trở nên kích động. Đại tiểu thư đi theo tôn lão đầu ra ruộng, hai người nói là hôm nay muốn cày mảnh đất đó. Tần Lạc cũng đi vào trong nhà, hắn thấy trong nhà rất đơn sơ, căn phòng làm bằng bùn trộn lẫn với cỏ, cỏ lau trộn với bùn để lợp mái nhà. Trong phòng chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, bếp lò ở xây tựa vào tường. Xung quanh có một đống củi. Giấy dán tường màu trắng đã bị khói ảm đen. Ở cửa có treo một bức tranh cầu tài cầu lộc. Nhìn thấy bức tranh trên cánh cửa, Tần Lạc có cảm giác rất buồn cười. Thần tiên ở trên trời nhất định vì ghét căn nhà đơn sơ này này nên không muốn tới đây sao? Một bà lão nằm trên cái giường ở phía đông. Cánh cửa căn phòng phía tây đóng chặt. Tần Lạc thầm nghĩ, có lẽ Vương Cửu Cửu ở trong căn phòng này. Nhìn thấy Tần Lạc đi vào phòng, bà lão muốn ngồi dậy. Tần Lạc vội vàng chạy tới khuyên bà cứ nằm yên rồi hắn lại bắt mạch cho bà. Hắn biết bà đã bị liệt nhiều năm, hơn nữa vì bà đã nhiều tuổi nên kinh mạch đã bị liệt hết. Dù với năng lực của hắn cũng thật sự không thể nào chữa trị khỏi hẳn được. Tần Lạc nói chuyện với bà lão mấy câu rồi trưởng thôn lại dẫn hắn đi ra ngoài tìm Vương Cửu Cửu. Ở chỗ đó trưởng thôn chỉ tay về phía trước nói. Nếu như không phải do chính trưởng thôn chỉ cho mình. Tần Lạc thực sự không nhận ra người con gái phía trước hắn chính là Vương Cửu Cửu. Mặc dù Vương Cửu Cửu không phải là người chạy theo quần áo hàng hiệu nhưng quần áo của nàng cũng rất đẹp. Hàng ngày đều rất sạch sẽ, không khác gì các cô gái thành phố khác. Vương Cửu Cửu bây giờ đây ư? Vương Cửu Cửu mặc một chiếc áo rộng tay dài kẻ ô vuông, buộc chéo góc lại trước bụng, buộc thành hình một chiếc nơ hình cánh bướm. Chiếc quần jean màu xanh được sắn tới tận đầu gối, bắp chân nàng dính đầy bùn đất. Đương nhiên đôi chân trần của nàng ngập trong ruộng nước, đầu nàng đội một chiếc mũ rộng vàng đan bằng trúc của dân quê, che gần kín gương mặt của nàng. Trong khi đó việc làm của nàng còn khiến Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm. Một tay nàng đang cầm chiếc cây sắt, một tay nàng đang cầm chiếc roi dài, gào thét một con trâu to đi trước. Con trâu lười biếng không chịu đi hay là không nghe lời nàng, tạt ngang gặm một đám cỏ xanh liền bị nàng quất cho một roi. Vương Cửu Cửu Tần Lạc gọi to.
Vương Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, nàng vứt roi, cầy trong tay xuống, chạy nhanh tới chỗ Tần Lạc đang đứng. Bàn chân nhỏ, trắng lóa của nàng đạp trong ruộng nước khiến nước bắn lên tung tóe. Bọt nước bay lên rơi xuống phát ra tiếng rào rào, cũng giống như tâm trạng vui mừng lúc này của nàng. Chương 675, một con sói cô độc và một bầy sói. Nhìn thấy Vương Cửu Cửu mang theo tiếng cười vui mừng chạy tới phía mình, trong lòng Tần Lạc vô cùng vui mừng. Nếu như đây là phim truyền hình xuất hiện trên màn ảnh nhỏ thì phải là cả nam, nữ diễn viên cùng chạy tới với nhau, sau đó hai người sẽ gặp nhau ở giữa đường, ôm nhau. Nếu như kịch bản mở thì còn có một màn hôn nhau thắm thiết. Điều làm Tần Lạc nuối tiếc là ở đây không có một màn ảnh dã chiến. Còn không mau chạy tới đi, trưởng thôn ở phía sau thúc vào lưng Tần Lạc. Dù sao thì da mặt của con gái cũng mỏng mà. Tần Lạc thầm nghĩ, đúng vậy. Tóm lại hắn không thể để cho Vương Cửu Cửu chạy toàn bộ đoạn đường dành cho hai người. Hơn nữa để một cô gái chủ động tiến tới trong khi chính bản thân mình lại không có phản ứng gì. Không phải như vậy hoàn toàn không nể mặt người ta chút nào sao? Tần Lạc vẫn tự nhận mình là một người đàn ông rất đa tình, vì vậy hắn liền chạy về hướng Vương Cửu Cửu. Nhưng vấn đề là hai người tìm nhầm chỗ để lãng mạn. Bờ ruộng ẩm ướt, trên bờ ruộng ngốc một lớp bùn lầy lội cùng với cỏ xanh mơn mởn và nước. Tần Lạc chấm chân chạy trên bờ ruộng rất trơn trượt. Cũng may là Tần Lạc biết chút ít võ nghệ nên cũng miễn cưỡng có thể giữ được thăng bằng. 20m, 10m, 5m. Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Tần Lạc đã có thể nhìn thấy những vết bù bẩn do nước bùn bắn lên trên gương mặt xinh đẹp của Vương Cửu Cửu. Thầy Tần, Vương Cửu Cửu gọi với tình cảm sâu nặng. Cửu Cửu, giọng nói của Tần Lạc cũng rất ngọt ngào. Gần, càng lúc càng gần. Tần Lạc lo lắng là liệu hắn có phải nhảy xuống ruộng nước không? Nếu như hắn phải nhảy xuống ruộng nước thì liệu có phải cởi giày trước không? Nhưng một khi cởi giày có làm suy giảm tình cảm cùng khả năng thưởng thức cái đẹp không? Đang trong lúc Tần Lạc còn đang do dự thì Vương Cửu Cửu đã giúp hắn có một quyết định dứt khoát. Không biết Vương Cửu Cửu đã dẫm phải một vật gì đó, thân hình nàng ngửa về phía sau. Hai chân nàng tung lên trời, nàng ngã ngửa người xuống dưới, cả người tới tõm xuống ruộng nước. Bùm! Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Bùn đất cùng nước hòa trộn bắn lên cao, giống như tâm trạng rất phức tạp của Tần Lạc lúc này. Cửu Cửu, lúc này Tần Lạc không còn lo lắng về việc có nên cởi giày nữa hay không. Hắn nhảy vào ruộng nước kéo Vương Cửu Cửu lên. Nhưng khi mới chạy được mấy bước, Tần Lạc phát hiện ra giày của mình lún sâu vào trong bùn không rút ra được. Hắn cũng không biết giày của hắn nằm ở chỗ nào. Vì vậy Tần Lạc cũng không chú tâm để lát nữa quay lại tìm. Hắn cứ để chân tất chạy tới chỗ Vương Cửu Cửu ngã xuống nước. Hắn vừa bế Vương Cửu Cửu dậy vừa hỏi, Cửu Cửu, cảm giác thế nào? Đau đớn, sắc mặt Vương Cửu Cửu vô cùng đau đớn. Nước mắt nàng chảy xuống. Đau ở chỗ nào? Để anh giúp em xoa bóp, Tần Lạc đau lòng nói. Chạy nhanh như vậy, ngã lại mạnh như vậy. Không bị đau mới là lạ. Cái mông Vương Cửu Cửu nói vẻ vô cùng đáng thương. Anh, Tần Lạc không dám nói xoa bóp thay cho Vương Cửu Cửu nữa. Hắn đành nói, để anh bế em lên bờ rồi xem có bị thương chỗ nào khác nữa không. Nhìn thấy đại tiểu thư ngã xuống ruộng nước, trưởng thôn đi cùng với Tần Lạc và tôn lão đầu đang cầm cày cũng vội vàng chạy tới. Bị thương ở chỗ nào? Hãy mau kiểm tra xem bị thương chỗ nào. Trưởng thôn sốt ruột nói, người nhà quê cũng có tính giảo hoạt của người nhà quê. Ông ta cũng biết đại tiểu thư đơn thuần không chỉ là ân nhân cứu mạng của người dân trong thôn. Con đường mà bọn họ đang làm chính là do đại tiểu thư bỏ tiền ra làm, nếu bây giờ đại tiểu thư ngã có chuyện gì, ông ta có mấy cái đầu cũng không gánh nổi. Đồng chí thôn trưởng của chúng ta không qua bất kỳ sự giáo dục nào nên cho tới bây giờ vẫn nghĩ rằng một khi hoàng thân quốc thích bị ngã thì sẽ bị chém đầu. Đương nhiên, chém đầu thì không có gì khác nhau, chỉ khác là trước kia chém một cách quang minh chính đại, bây giờ thì lấy cớ chém. Cả hai đều là chết. Đại tiểu thư, có việc gì không? Nhất định là dẫm lên bùn cứng, nếu không thì sao có thể ngã như vậy. Ngạch đã nói rồi, cứ để cho ngạch cầm cày. Đại tiểu thư không nên đau lòng vì ngạch là một lão già. Điều này dù gì đi nữa tôn lão đầu đứng bên cạnh cuống quýt tới mức không biết nói gì nữa. Vương Cửu Cửu thấy hai người bọn họ lo lắng, nàng gắng gượng tươi cười nói, không có chuyện gì. Trưởng thôn, tôn gia gia, tôi không việc gì, hai người không cần lo lắng. Sao lại có thể không việc gì? Ngã mạnh như vậy, mông có bị dập nát không? Hãy mau tìm thấy thuốc đi thôi, trưởng thôn lại nói. Sau đó ông ta vung tay tát vào mặt mình một cái nói tiếp, ngu ngốc, bác sĩ Tần không phải là thầy thuốc sao?
Bác sĩ Tần, anh hãy mau giúp đại tiểu thư đi. Tần Lạc cần gì phải đợi trưởng thôn nhắc nhở. Hắn đã kiểm tra khắp người Vương Cửu Cửu. Hắn nói, cô ấy không việc gì. Các khớp xương vẫn tốt. Chỉ có mông chạm xuống đất nên hơi đau một chút. Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi. Hai người không cần lo lắng. Sau khi nghe Tần Lạc nói vậy, hai người mới thầm yên tâm, nở nụ cười chất phác. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, trưởng thôn nói. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, đám phụ nữ trong thôn sẽ đâm thủng xương sống của ngạch. Đại tiểu thư là người tốt, ông trời phù hộ người tốt, nếu như đại tiểu thư không tới giúp ngạch thu hoạch cây cải dầu. Một người mù như ngạch nhất định phải tìm người trợ giúp. Tất cả thanh niên trai tráng trong thôn đã đi làm đường, ngạch biết tìm ai. Tôn gia gia, ông không cần khách sáo như vậy. Vương Cửu Cửu từ từ ngồi xuống đất nhưng thân thể nàng dường như không còn chút sức lực nào nữa. Mông nàng cực kỳ đau đớn, nàng đành phải đứng thẳng người và nói, không phải vừa qua tôi cũng ăn của ông sao? Điều này không giống vậy, khôn giống vậy. Tôn lão đầu đập đập tẩu thuốc trên đầu gối nói. Thôi được rồi, không nên khách sáo nữa. Vương Cửu Cửu nói, Tần Lạc, anh bế em đi. Lúc này Tần Lạc nhận ra Vương Cửu Cửu không gọi hắn là Tần đại ca hay thầy Tần nữa mà nàng đã gọi thẳng tên hắn. Đi tới đâu? Tần Lạc hỏi. Đi tắm, Vương Cửu Cửu nói. Cả người em ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu. Tôi quay về nấu nước, Tôn lão đầu nói. Không cần đâu, Vương Cửu Cửu cản lại, Tôn gia gia, ông mới cày được nửa ruộng. Trâu cũng đã thắng cày rồi, ông không ở đây trông, ngộ nhỡ trâu nó ăn hoa màu của người ta thì sao? Bây giờ nước trên Lang Sơn nhất định vẫn còn ấm, tôi sẽ lên đó tắm rửa. Ngạch ở lại giúp Tôn lão đầu cày ruộng, trưởng thôn xung phong nhận việc, Tôn lão đầu, sau này lão có khó khăn gì hãy nói với ngạch một tiếng. Cái chức trưởng thôn này của ngạch không có quyền lợi gì nhưng bản thân mình cũng phải có chút tiếng nói, đúng không? Được, Tôn lão đầu đành phải gật đầu đồng ý, ngạch sẽ tìm giày cho bác sĩ Tần. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Cửu Cửu, Tần Lạc cõng Vương Cửu Cửu đi lên Lang Sơn. Lang Sơn nằm ngay đầu phía tây của thôn, có thể thấy nơi này là núi sâu trong rừng rậm, trước núi có một con sông khiến cho người ta rất kinh ngạc. Thế đất dựa vào sông núi vốn là giấc mộng của người thành phố. Người thôn Cửu Chi Hoa dễ dàng có được giấc mộng đó nên không cảm thấy đây là một nơi đặc biệt hiếm có gì cả, ngược lại bọn họ còn đặc biệt ngưỡng mộ người thành phố với nhà cao tầng và thang máy. Bà Tôn nói là Lang Sơn có sói. Trước kia có rất nhiều trẻ con bị bắt tha vào đó. Vương Cửu Cửu ngồi trên lưng Tần Lạc nói, thầy Tần, nếu phía trước đột nhiên có một con sói cô độc nhảy ra, thầy có bỏ em bỏ chạy không? Không đâu, Tần Lạc lắc đầu. Thật vậy sao? Vương Cửu Cửu vui vẻ nói. Anh không sợ sói ăn thịt chúng ta à? Một con sói không phải là đối thủ của anh, Tần Lạc nói. Nếu như một bầy sói thì sao? Anh có vứt em lại bỏ chạy không? Vương Cửu Cửu hỏi lại với vô cùng mong chờ. Tần Lạc do dự một lát rồi nói, có thể. Khi Tần Lạc đang nói thì cổ hắn đột nhiên vô cùng đau đớn. Một cái miệng nhỏ bé, nóng nóng, ươn ướt đang dùng sức cắn xé cổ hắn, giống như một con chó nhỏ bị chọc giận vậy. Đau, Tần Lạc kêu lên. Ai bảo anh muốn bỏ em bỏ chạy, Vương Cửu Cửu nói. Nếu như là một bầy sói, nhất định cả hai chúng ta không thể chạy thoát. Không bằng trước tiên anh vứt em xuống đất làm mồi dụ chúng, anh quay về dẫn theo cứu viện tới. Nếu em chạy nhanh hơn anh sẽ nằm trên mặt đất làm mồi thay cho em. Anh nghĩ em ngu hả? Đợi khi anh mang được cứu viện tới, em ngay cả khúc xương cũng không còn, Vương Cửu Cửu tức giận nói. Anh cũng có thể báo mối huyết hận này cho em, Tần Lạc nói. Tóm lại như vậy vẫn tốt hơn là hai người cùng chết một chỗ. Anh thật khờ, ngay cả nói dối người khác cũng không biết. Chỉ cần anh nói là sẽ không thì cho dù anh thật sự bỏ rơi em cũng không trách anh, Vương Cửu Cửu nói. Tóm lại dối gạt em là không hay, Tần Lạc mỉm cười nói. Vương Cửu Cửu chỉ tay về chỗ nước chảy róc rách, trăng trắng phía trước nói, ở chỗ đó. Tần Lạc đưa mắt nhìn, đó chính là một suối nước nóng ở giữa núi. Nước trong hồ được ánh nắng chiếu sáng nên rất ấm, bốn phía lại có cây xanh che phủ. Khi tắm dưới suối bị người khác phát hiện. Tắm ở chỗ này sao? Tần Lạc hỏi. Tần Lạc đặt Vương Cửu Cửu ở bên cạnh bờ suối, hắn thò tay xuống suối xem thử nước có nóng không. Không nóng cũng không lạnh, thật sự là rất giống suối nước nóng tự nhiên. Hơn nữa Tần Lạc còn ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt ở dưới suối. Không cần nói cũng biết nước suối này có tác dụng tiêu hỏa, sát trùng. Anh có biết tại sao nước da của người thôn Cửu Chi Hoa rất đẹp không? Vương Cửu Cửu cười hỏi. Chính là vì bọn họ thích tắm rửa ở dưới suối này.
trên Lang Sơn có rất nhiều suối như này. Người lớn, trẻ con đều thích tắm rửa ở đó. Không những không nhiễm bệnh ngoài da mà khi tắm rửa xong còn phòng được muỗi đốt. Vậy tại sao bọn họ còn sợ muỗi mặt người? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Muỗi mặt người có phải là muỗi không? Chúng là sát thủ biến dị, Vương Cửu Cửu nói. Vương Cửu Cửu bắt đầu cởi từng cái cúc áo ra, nàng quay nhìn Tần Lạc nói, anh hãy cởi giúp quần em ra. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tần Lạc, Vương Cửu Cửu đỏ mặt nói, mông em đau nên không cử động được. Chương 676, tâm sự bên suối nước nóng. Mông đau không động đậy được. Không thể không nói rằng đây là một cái cớ khiến cho người ta khó mà từ chối được. Tần Lạc cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối cả, chẳng qua cũng chỉ là cởi quần xuống thôi mà, so với quan hệ thân mật ngày trước của bọn họ thì cái này chẳng là gì hết. Vì dù gì thì giữa hai người cũng đã từng có tiền lệ rồi, ngày trước hắn đã từng cởi quần của Vương Cửu Cửu ra để chườm đá lên người nàng, còn khi chân tay hắn không được thuận tiện để làm những việc đó thì Vương Cửu Cửu thì cũng đã giúp hắn tắm rửa. Gạch dưới ngoại trừ sự dung nhập, hòa tan thực sự thì quan hệ giữa hai người chẳng khác gì những đôi tình nhân khác cả. Dĩ nhiên, đối với những đôi nam nữ bình thường khác, thì người đàn ông bao giờ cũng phải tỏ ra nuông chiều, thuận lòng theo, thông cảm, hứa hẹn, thề thốt, dỗ ngon dỗ ngọt, khổ sở dùng 99-81 kế để lừa được thân thể của bạn gái mình. Nhưng đối với hình thức ở bên nhau của Tần Lạc và Vương Cửu thì lại hoàn toàn ngược lại, từ trước đến nay đều là Vương Cửu Cửu tấn công liên tục, còn Tần Lạc thì phải tìm đủ mọi cách để phòng thủ cho chắc. Nhanh lên nào, anh còn bần thần ở đó làm gì thế? Vương Cửu Cửu thấy Tần Lạc cứ đứng ngẩn người ra đấy thì nàng cố ý nghiêm sắc mặt lại hét to lên, dường như làm vậy thì nàng sẽ có thể nắm được thế chủ động vào trong tay mình vậy. Tần Lạc cười cười, đưa tay ra tháo thắt lưng của Vương Cửu Cửu. Eo của nàng hết sức thon gọn, đúng kiểu thắt đáy lưng ong như các cụ thường nói, cho dù có sờ qua một lớp quần áo đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng của nó. Da thịt của những thiếu nữ còn trinh khá là rắn chắc, không phải nói là da nàng rất cứng, mà đó là một cảm giác dồi dào đầy sức sống, mềm mại giống như pudding vậy. Vì Vương Cửu Cửu dùng loại thắt lưng kiểu đàn ông, chỉ cần kéo ra ngoài thôi là nó đã nới lỏng ra rồi. Vì vậy mà Tần Lạc chẳng có gì vất vả khi phải cởi nó ra cả, động tác còn rất thuần thục là đằng khác. Xoẹt! Dây lưng vừa được nới lỏng thì Tần Lạc bắt đầu cởi cúc trên quần nàng ra, rồi kéo quá quần xuống, lúc này hắn mới cẩn thận đặt nàng ngồi lên trên đùi mình, sau đó từ từ kéo quần nàng xuống đến đầu gối. Làm em đau rồi sao? Tần Lạc hỏi. Không, Vương Cửu Cửu nói, nàng đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi kẻ ca rô ở bên ngoài ra rồi. Bên trong là một chiếc áo phông nhỏ cụt tay màu trắng, bên trong chiếc áo này mới là áo chip, thảo nào nàng lại thoải mái cởi bỏ áo quần trước mặt mình như thế. Sao lại mặc nhiều thế? Tần Lạc hỏi, mùa hè ở Vân Điền hơi lạnh hơn phía bắc một chút, vì dù gì thì nơi này cây cối tùm, rậm rạp, gió thổi hiu hiu, cho dù mặt trời có chói chang đến đâu đi chăng nữa thì cũng không cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi. Nhưng cũng không cần phải mặc đến mấy lớp quần áo như thế này chứ. Sợ bị nám đen. Vương Cửu Cửu nói, đàn ông các anh không phải ai cũng thích con gái phải trắng mịn ra đó sao? Cũng có những người thích đen mà, Tần Lạc nói, đàn ông mà đen thì nhìn cường tráng, mạnh mẽ, phụ nữ mà đen thì rắn giỏi, quyến rũ. Vương Cửu Cửu bĩu môi nói, bên cạnh anh có không biết bao nhiêu là cô như thế, em đã thấy cô nào là đen giòn rắn giỏi, quyến rũ đâu. Sau khi quần được tụt đến đầu gối thì Tần Lạc lại đặt Vương Cửu Cửu ngồi lên bãi cỏ. Sau đó quỳ xuống kéo quần của nàng ra, cũng may mà bên trong nàng không mặc thêm chiếc quần nào nữa, chỉ lộ ra một cặp đùi với làn da trắng mịn và một chiếc quần chip màu hồng. Tần Lạc không nhịn nổi liền bật cười khanh khách, những cô gái thích mặc đồ màu hồng thì vẫn còn chất phác ngây thơ lắm. Vương Cửu Cửu cũng không ngoại lệ. Không được nhìn, thấy tầm mắt của Tần Lạc dừng lại ở khe giữa hai đùi mình, thì Vương Cửu Cửu đỏ ửng mặt lên, khép hai chân lại, sẵn giọng nói. Anh ôm em xuống dưới nhé. Tần Lạc nói, Vương Cửu Cửu gật đầu, sau đó giơ tay chỉ sang bên góc bên trái, nói, ôm em đến chỗ kia. Bên dưới hồ nước có một tảng đá, em muốn ngồi lên trên tảng đá đó. Tần Lạc ôm Vương Cửu Cửu đi tới đó, sau đó hắn dùng chân thử thì quả nhiên dưới nước có một tảng đá thật. Tảng đá trơn nhẵn như gương, không biết là vốn đã có sẵn hay là do sau này người ta đặt vào đó vậy. Ngồi ở trên đó tắm, vừa vặn mực nước cũng chỉ cao đến ngực. Vương Cửu Cửu hất nước lên rửa sạch bùn đất ở trên mặt, rồi quay ra nói với Tần Lạc, anh cũng qua đây rửa đi, trên người toàn là bùn đất thôi, trời sắp tối rồi,
hôm nay chúng ta chẳng thể xuống được núi đâu, chắc phải ở trên núi một đêm đó. Gạch dưới anh không đem theo quần áo để thay à? Anh lại tưởng rằng hôm nay sẽ quay lại Vân Phàm, nên đã để hành lý ở đó rồi. Tần Lạc nói, thế thì anh hãy cởi áo khoác ra đi, giặt qua ở hồ này đi, sau đó treo lên trên cành cây kia kìa, đợi một lát là sẽ khô ngay thôi, đỡ phải đợi đến tối lại không có gì mà thay đồ. Tần Lạc cũng chẳng ngại ngùng gì cả mà cởi luôn áo ngoài ra, rồi ngâm vào trong nước một lúc, sau đó giặt cho sạch những vết bùn đất mà khi hắn ôm Vương Cửu Cửu mới bị dính vào, tiếp đó thì hắn móc nó lên trên một cành cây hứng gió. Thấy quần và áo sơ mi của Vương Cửu Cửu cũng dính đầy bùn đất thì Tần Lạc lại lấy ra giặt sạch cho nàng, sau đó cũng phơi lên gần chỗ phơi áo của hắn để hong khô. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông giặt quần áo cho em đấy. Nàng nghĩ một lát rồi cởi luôn chiếc áo bên trong màu trắng ra đưa cho Tần Lạc nói, giặt luôn giúp em cái áo này nữa nhé. Tần Lạc tiếp lấy chiếc áo vẫn còn phảng phất mùi hương thơm từ trên da thịt nàng, nói, em tin tưởng vào nhân phẩm của anh thật đấy. Em không sợ lộ hết ra ở trước mặt anh sao? Xì, Vương Cửu Cửu không khách khí đáp. Khi còn ở Paris em còn cởi sạch nằm ngay sát cạnh anh, mà có thấy anh làm gì đâu, đạp vào anh mấy cái mà anh còn giả bộ nằm yên ở đó nữa. Anh cứ nghĩ là em không biết hả, anh lúc đó căn bản là không ngủ, khi anh ngủ thì đâu có ngáy đâu, làm gì có chuyện thở to như thế chứ. Tần Lạc nghe vậy thì xấu hổ quá, lại cứ tưởng mình giả bộ giống lắm cơ, xem ra lúc đó sắc tâm của mình không giấu nổi nàng rồi. Những triệu chứng không được tốt của một người đàn ông khi thấy nàng như vậy đã được hắn dùng chăn che lại, nhưng nhịp tim và hơi thở thì lại không thể lừa gạt được người khác. Tần Lạc sau khi giặt xong áo cho Vương Cửu Cửu thì cũng bước xuống dưới hồ ngâm mình cùng nàng. Vương Cửu Cửu liếc nhìn hắn một cái, cười nói, anh chỉ cởi mỗi áo khoác bên ngoài ra, thế quần áo trên người thì không thay ra à? Lát nữa lấy gì mặc để quay về thôn đây? Tần Lạc bất đắc dĩ, nói, em còn có áo che đi. Nhưng bên trong của anh thì đúng là không còn gì nữa. Thì cũng chỉ là cái đó thôi mà, cứ như là em chưa bao giờ thấy ấy. Tần Lạc lại bò từ dưới hồ lên, tụt hết quần áo trên người mình xuống, đến cả quần xịp hắn cũng cởi ra, rồi giặt sạch sẽ, sau đó nhông nhông ngồi xổm ở cạnh hồ. Tới đây, Vương Cửu Cửu vẫy tay gọi hắn. Tần Lạc bước đến bên Vương Cửu Cửu hỏi, còn phải giặt cái gì nữa? Anh muốn giặt nhưng em thì không, Vương Cửu Cửu nói. Hiện giờ trên người nàng chỉ có mỗi một chiếc áo lót và một chiếc quần chip màu hồng mà thôi, nếu mà cởi cả hai thứ này ra cho Tần Lạc giặt nữa thì nàng cũng lổ lộ ra khác gì hắn nữa đâu. Đến lúc đó, hai người thẳng thắn đối mặt với nhau, liệu có thể chống đỡ lại nổi không thì Tần Lạc không thể dám chắc được. Tần Lạc ngồi lên trên tảng đá, bên cạnh là một người đẹp sắc quốc thiên hương, chỉ cần hắn muốn thì giơ tay ra là cả một làn da mịn màng hòa quyện với một niềm khao khát. Gạch dưới nhưng hắn lại không dám đưa tay ra. Vương Cửu Cửu tựa mình vào người của Tần Lạc, sau đó hơi ngửa người ra sau, đầu dựa vào vai hắn. Thật thoải mái, Vương Cửu Cửu nhắm nghiền hai mắt, nói với giọng hưởng thụ. Nếu mà anh mập thêm chút nữa thì tốt biết mấy, người có nhiều thịt thì khi tựa vào sẽ càng dễ chịu hơn. Tần Lạc nghĩ bụng, hóa ra mập lại có cái lợi đó à, xem ra mình tạm thời không thể đáp ứng được lời yêu cầu này của Vương Cửu Cửu rồi. Sao em lại nghĩ đến việc đến đây thế? Tần Lạc hỏi, toàn thân được làn nước ấm áp bao bọc xung quanh, thoải mái vô cùng, vừa mới ngồi xuống thôi mà đã có cảm giác buồn ngủ rồi. Thảo nào tuổi thọ của người sống ở trên núi bao giờ cũng lâu hơn người sống trong thành phố. Bọn họ mặc dù đời sống tinh thần nghèo khổ hơn đôi chút, nhưng về vật chất thì lại được hậu đãi hơn. Gạch dưới bọn họ không cần phải ăn dầu mỡ tràn trề ra như thế, không ăn đến những thứ có phẩm màu hay những đồ có chất bảo quản. Lại càng không phải thức đêm thức hôm để trực. Thực phẩm họ dùng đều là từ tự nhiên, không gia công, không chế biến, sinh hoạt làm việc thì điều độ, có quy luật, cuộc sống thì yên bình, vì vậy mà họ có muốn không sống dai cũng khó. Không phải anh cũng nghĩ ra rồi đó sao? Vương Cửu Cửu dịu dàng nói. Mấy ngày liền không có tin tức gì của em, anh cũng không để ý lắm, vì mấy ngày đó tương đối bận rộn, có rất nhiều việc phải làm, cho đến khi đụng phải Dương Phụ. Thì anh mới biết là em sắp đính hôn rồi. Tần Lạc giải thích. Sao anh lại ra tay đánh Dương Phụ thế? Vương Cửu Cửu tủm tỉm cười hỏi. Hai má nàng tựa hẳn vào lồng ngực của Tần Lạc, giống như một chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ của nó vậy. Cậu nhỏ của Tần Lạc vốn đã cố gắng hết sức yên lặng ở dưới nước, mặc dù lúc nào cũng giữ thế chiến đấu cho mình, sau khi bị kích thích như vậy thì nó liền run rẩy từng hồi. Em biết chuyện này à? Tần Lạc kinh ngạc hỏi.
khi hắn đánh Dương Phụ thì Vương Cửu Cửu đã rời đi từ lâu. Nàng làm sao lại biết được chuyện này nhỉ? Trương Nghi Y nói cho em đó. Vương Cửu Cửu nói, vốn là khi mẹ nhắc đến tên anh thì chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà cho rằng con gái yêu của bà không lấy được người đàn ông mà mình yêu thích đều là do lỗi của anh hết, còn chuẩn bị cho người đến tẩn cho anh một trận nhừ xương rồi lột hết quần áo của anh ra, sau đó ném ra giữa đường phố Vương Phủ Tỉnh Cơ, nhưng sau đó lại nghe nói anh ra tay đánh Dương Phụ thì lại thấy anh đúng là một người đàn ông thực thụ. Chứ nếu không anh nghĩ là bà sẽ cho anh vào bên trong rồi nói cho anh biết tung tích của em sao? Thì ra là như vậy, anh lại cứ tưởng bà không biết tung tích của em thật cơ. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau sao? Tần Lạc hỏi, mặt hắn đỏ lựng lên, trán vã mồ hôi hột, cũng không biết là do nước ở trong hồ làm cho hắn vã mồ hôi hay do những lời của Vương Cửu Cửu khiến hắn cảm thấy sợ sệt nữa. Nếu không phải mình không thể kiềm chế được mà cho tên Dương Phụ khiêu khích một trận no đòn, thì chắc bà Trương Nghi Y tính tình kỳ quái kia sẽ không bao giờ đối đãi với mình như vậy nữa cũng nên. Nghĩ đến đây, Tần Lạc đột nhiên cảm thấy Dương Phụ thực ra cũng thật đáng thương. Từ sau khi Trương Nghi Y biết dùng webcam thì bà chẳng buồn gọi điện thoại nữa, suốt ngày liên lạc bằng cách này. Gạch dưới khi còn ở nhà, hai người bọn em đều ngồi ở phòng khách nghịch máy vi tính, mẹ nói chuyện với em cũng không dùng miệng nữa mà nhắn qua máy tính cơ, lại còn cứ đòi webcam với em, nhưng em từ chối luôn. Máy tính của em là máy tính dùng trong quân đội, cho dù có ở núi cao rừng sâu thì cũng có tín hiệu, vì vậy mà ngày thường em và mẹ vẫn dùng máy tính để liên lạc với nhau. Gạch dưới nếu không thì cũng không thể biết được tin tức về anh rồi. Tần Lạc cười lên một tiếng, thầm nghĩ, hai mẹ con nhà này đúng là nực cười hết chỗ nói. Sau đó hắn lên tiếng hỏi, nếu hôm nay mà anh không tìm được em thì em sẽ gả cho Dương Phụ thật sao? Dọa anh thôi, Vương Cửu Cửu nói. Em và anh đánh cược với nhau, anh ta làm sao biết được chuyện này? Chương 677, chấp nhận.